Y đạo quan đồ. Chương 66, dàn xếp ổn thỏa. Sau hội nghị cuối cùng tổ công tác, bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa chỉ ra nếu như đem toàn bộ sự tình tai nạn tại mỏ than Ngũ Lâu đổ trách nhiệm lên đầu tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh là không xác thực, nàng bất quá chỉ là vừa mới về huyện, ngay cả công tác còn chưa kịp tiếp nhận, nếu như xét tới trách nhiệm thì phải là bản thân cùng chủ tịch huyện tiền nhiệm La Cảnh Nguyên gánh chịu. Dương Thủ Nghĩa đột nhiên chuyển thái độ khiến cho cả tổ công tác cảm thấy giật mình, mà thượng tầng lãnh đạo Giang Thành cũng vì sự thay đổi ý kiến này của Dương Thủ Nghĩa mà có những sợn sóng chuyển biến. Audio điện tử võ tấn bền Từ góc độ của Lê Quốc Chính nhìn lại, Dương Thủ Nghĩa đột nhiên chuyển đổi thái độ, chắc chắn sẽ có liên quan tới hứa thường đức. Trong toàn bộ sự kiện, Lê Quốc Chính không thèm đếm xỉa đến, chỉ cần trận phong ba này nhanh chóng yên lặng xuống là được. Về phần kết quả xử lý thế nào, có hay không truy cứu trách nhiệm cán bộ Tần Thanh Hắn không quan tâm, cho dù có quân tâm hắn cũng sẽ không tỏ thái độ ra bên ngoài. Hứa thường đức từ báo cáo của tổ công tác đã biết sự tình được khống chế trong một phạm vi nhất định, kết quả này hiển nhiên là khiến hắn thỏa mãn. Về phần tần thanh, sau trong thâm tâm hắn vẫn muốn bảo vệ cho nàng, nàng là một tay hắn nâng đỡ lên, không thể không có một chút cảm tình, dù sao là cán bộ trẻ phạm một chút sai lầm nhỏ cũng là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa đừng nói áp tần thanh, bất luận là kẻ nào được phái đến cái vị trí này, cho dù không cam lòng cũng sẽ vẫn phải cam chịu gánh lấy cái trách nhiệm không thuộc về bản thân mình, điều này chỉ có thể trách vận khí của nàng quá xui xẻo thôi. Nghĩ như vật, hắn cũng có thể lý giải được biểu hiện thất thường của Tần Thanh, không ai nhẫn tâm nhìn cái cây mình một tam trăm bẫm đột nhiên chết non. Hứa thường đức lo lắng so với những người khác còn chu toàn hơn nhiều, dương thủ nghĩa đột một cải biên, trong đó nhất định là gặp điều gì khó nói, bất qua hắn nếu có thể tỏ thái độ như vậy, hứa thường đức cho rằng là hắn còn biết thời biết thế, tử vong ba người trách nhiệm cũng không phải là lớn, trách nhiệm lại chia sẻ ra, tất cả mọi người sẽ không ai phải chịu gánh nặng lớn. Hơn nữa, hứa thường Đức cũng sắp thăng chức lên hàng lãnh đạo tỉnh, đương nhiên hắn không muốn xảy ra điều phiền phức gì vào lúc này. Thế nhưng lúc này hắn lại cứ luôn lo lắng, tần thanh trong chuyện này lại cứ muốn làm cho rõ ràng, không phải người khác sẽ nói hắn che chở người của chính mình, cho nên hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nếu như tần thanh thiếu tôi luyện như vậy thì cứ để lại nàng ở Xuân Dương huyện luôn, đoàn thị ủy bí thư sẽ cho người khác đảm nhận. Trong thị ủy lãnh đạo, người rõ ràng vói chuyện Annie nhất đương nhiên là thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ, bản thân hắn từng là bí thư huyện ủy Xuân Dương. Toàn bộ sự kiện này diễn ra hắn thủy trung vẫn giữ thái độ quan sát, tuy rằng bia trương dương có liên quan trong đó, thế nhưng hắn so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng chi tiết chuyện này hơn cả, rút dây động dừng muốn sự tình sông xuôi ổn thỏa thì tất cả các bên đều phải nhượng bộ. Dương Thủ Nghĩa ngay từ đầu tiên đã đem mục tiêu đổ trách nhiệm lên hết trên đầu Tần Thanh, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cho cơn bão này cứ dai dẳng không chịu lắng xuống. Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ tuyệt không có làm như vậy. càng gặp phải đại sự càng không thể chối bỏ, chỉ có trước tiên là tìm cách đơn giản hóa vấn đề, sau đó tìm cách chia đều trách nhiệm. Mà Dương Thủ Nghĩa hiển nhiên là một tay mơ thiếu tố chất lãnh đạo chính vì hắn cứ tìm mọi cách để đùn đẩy trốn tránh trách nhiệm nên mới khiến cho sự tình càng trở nên phức tạp như vậy. Lúc biết được kết quả cuối cùng, Lý Trường Vũ mưa oi gọi điện cho Trương Dương, đây cũng là từ lúc phát sinh sự tình tai nạn ở mỏ than, Lý Trường Vũ mới chủ động gọi điện cho Trương Dương. Trương Dương nhận được điện thoại của Lý Trường Vũ, hiển nhiên là có chút tâm tình, Lý Phó Thị Trường. Thật sự là không ngờ a. À. Trương ngữ khí của Trương Dương, Lý Trường Vũ đương nhiên là nghe ra tiểu tử kia đối với thái độ bàng quan của mình vừa qua bất mãn, hắn bật cười ha hả nói, Trương Dương, sở thương mại đầu tư lúc nào lại mở rộng công tác tới khai thác mỏ than rồi. Những lời này của hắn khiến cho Trương Dương nhất thời có chút ngại ngùng, đích xác là hắn xen vào việc của người khác. Nhưng bản thân nhìn Tần Thanh bị khi dễ không chịu được nên mứa oi ra tay tương trợ, Lý Trường Vũ đương nhiên không có nghĩa vụ phải giúp mình trong cái việc này, nghĩ tới đây Trương Dương ho khan một tiếng rồi đáp lời. À thì ta là bang trợ lý giải một ít tình huống cho tần chủ tịch huyện thôi mà. Lý Trường Vũ trong lòng cười thầm, người lý giải tình huống. Tần Thanh phải cần đến người sao? Lại nói đến vụ phòng khách sạn, thật sự là anh hùng suốt thiếu niên A. À? Con mẹ nó, thằng nhãi này ngay cả quả phụ Thanh mà cũng, thực sự là làm cho kẻ khác phải ngưỡng mộ, thèm thuống chết thôi. Lý Trường Vũ nhẹ giọng nhắc nhở, sự tình mỏ than ngũ lâu đã có định luật, người không nên tiếp tục gây mưa gây gió nữa. Chuyện này kết thúc ở đây, đối với ngươi, đối với Tần Thanh đều tốt. Trương Dương thập phần quan tâm tới kết quả sự tình sau cùng, hắn thấp giọng hỏi, thế kết quả sau cùng thế nào? Tần Thanh hôm đó là ngày đầu tân nhiệm, ngay cả công tác cũng chưa tiếp nhận, cho nên trách nhiệm này cũng không thể quy hết lên đầu nàng được. Bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa và chủ tịch huyện Tèn Nhiệm La Cảnh Nguyên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Trương Dương nghe vậy không khỏi hết sức vui mừng, xem chừng kế giết gà dọa khỉ quả nhiên có hiệu quả hắn cố nén vui sướng nói nói cách khác là tần thanh không việc gì lý trường vũ trầm ngâm một chút rồi nói về chức vụ thì ở xuân dương không có gì bất quá lo lắng là áp lực công tác của nàng có lẽ quyết định thôi chức vụ đoàn thị ủy bí thư bất quá người cứ yên tâm đối với con đường làm quan của nàng không có ảnh hưởng gì đây là lý trường vũ xem ra chuyện này là tác dụng của hứa thường đức chắc chắn lão sẽ không đem một cán bộ trẻ tuổi có năng lực do chính tay mình bồi dưỡng vứt bỏ trong hồ sơ của Tần Thanh cũng sẽ không lưu lại dấu vết không đẹp nào, nói cách khác, tiền đồ của nàng vẫn một khoảng rực rỡ. Tần Thanh theo tổ công tác rời khỏi huyện Xuân Dương nên cũng không biết kết quả cuối cùng việc này ra sao. Trương Dương đuổi theo xe nàng gọi, Tần Chủ tịch, trước mặt người ngoài, thằng nhãi này vẫn còn biết tỏ ra lịch sự, không có réo thanh tỉ như bình thường. Tần Thanh nhẹ giọng nói, có chuyện gì? Trương Dương nhìn mấy người tổ công tác gần bên rồi thấp giọng nói, Tần Chủ tịch tôi làm kiểm điểm, ngài xem cho. Tần Thanh tiếp nhận tờ giấy trong tay hắn, đã thấy trên đó viết, nhẫn một thời gió êm sóng lặng, nhượng ba phần trời cao bể rộng. Trong tâm chưa phát giác ra điều gì, liền nhìn Trương Dương với con mắt khó hiểu. Trương Dương tươi cười nói, bất luận chuyện gì cũng qua rồi, ta đợi ngươi trở về. Trong nội tâm Tần Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp, lông mi giật giật mấy cái, vội vàng quay mặt đi, hướng ô tô đi đến. Trương Dương đứng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Tần Thanh, bất thình lình tai hắn bị sở yên nhiên nhéo mạnh một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa trông thấy nữ nhân bao giờ hay sao? Trương Dương cười khổ nói, ta nói nhà đầu nhà ngươi này, ban ngày ban mặt, phải giữ hình tượng một chút chứ. Hừ, ta thích thế đấy, nói mau, ngươi với nàng rốt cuộc là quan hệ hệ gì? Sở yên nhiên nghiêm mặt hỏi. Trương Dương cợt nhả trả lời, quan hệ công tác. Phi, đừng có gạt người, nhìn cái bộ dạng vẻ mặt của ngươi hết sức không bình thường nói đêm hôm khuya khoát ngươi vào phòng nàng làm gì trương dương cũng hơi sửng sốt nhưng rồi lập tức minh bạch nhất định là chuyện tần thanh làm chứng cho mình truyền ra ngoài chuyện tốt không ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm nhất là người ta đối với chuyện nam nữ này lại càng có hứng thú chuyện vị mỹ nữ chủ tịch huyện và phó chủ nhiệm sở thương mai đầu tư đã sớm xôn xao dư luận khắp huyện sở yên nhiên nghe được cũng không có gì là lạ trương dương cười ha hả nói cô nam quả nữ ở trong một phòng thì ngươi bảo làm gì nào hai chúng ta cũng không phải chưa từng như thế nhỉ mặt sở yên nhiên nóng lên ngươi ít nói bậy đi ta với ngươi cái gì cũng không có ta với nàng ta cũng như vậy đó là ta ý chí kiên định chứ còn ngươi liên tục mưu đồ dở trò tần thanh nàng ta ý chí kiên định so với ngươi còn cao hơn nhiều nha còn nha đầu nha ngươi ấy à nếu ta không phải là một đảng viên không phải là một cán bộ nhà nước thì ta đã sớm lấy thân người báo đáp ơn của ta rồi. Lưu manh, ta nho nhã phong độ, lịch sự thế này mà sao vào mắt ngươi lại cứ thanh lưu manh thế nhỉ? Sở yên nhiên không nói với hắn nữa, tức giận giơ cánh tay trắng trẻo lên hung hắng đấm vào ngực hắn, ta mặc kệ, hiện tại ngươi làm cho ta khó chịu. Ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Dựa vào cái gì thế? Ta không có làm a. À. Thế nào mà thể diện tan gay cả một xu cũng không đáng thế này hai người cứ ở đó dây dưa cãi nhau, An Ngữ Thần đã lái chiếc Jeep Bắc Kinh vào trong bãi đỗ xe của khách sạn. Chiếc xe mày đổ trông rất bắt mắt, hơn nữa ở Xuân Dương này cũng rất hiếm xuất hiện loại xe sang như thế. Thấy Trương Dương đang cãi nhau cùng sở yên nhiên, An Ngữ Thần không khỏi nhíu mày, thật là đáng lo lắng, Xuân Dương huyện thì đang phong vân biến hóa không biết thế nào, còn thằng nhãi này cư nhiên vẫn ở đây tán gái. An Thần từ trong xe nhỏ xuống, cố ý ho khan một cái. Trương Dương nhân cơ hội bỏ sở yên nhiên qua một bên, nghênh đón an ngữ thần, ha hả cười nói, thực sự là khách quý a. An tiểu thư tìm ta có việc gì? An ngữ thần gật đầu nói, nghe nói người có chuyện, cho nên tới xem sao. Trương Dương cười nói, à, cũng có một chút phiền toái nhỏ, nhưng sự tình đã đầu vào đấy rồi. Đa tạ an tiểu thư quan tâm. An ngữ thần cũng có chút bực mình, trước đây chưa bao giờ thấy thằng nhãi này lịch sự như thế, thì ra là ngày hôm nay đổi tính là làm trò trước mặt nửa tử kia nhìn khuôn mặt sở yên nhiên xinh đẹp một vẻ đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân an ngữ thần cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác thưởng thức quay sang nhìn trương dương nàng bỗng nhiên nói một câu trương dương là bằng hữu ta tất phải nhắc nhở ngươi có những việc phải chú ý tới ảnh hưởng của nó cho dù ngươi khôn chú ý thì tần chủ tịch huyện kia cũng phải chú ý thật không ngờ ở đại lục các ngươi mà cũng phóng khoáng quá ha trương đại quan nhân không khỏi sửng sốt mẹ nó chứ, nhà đầu kia thế Na PF lại phán một câu như thế chứ, cái này chẳng phải rõ ràng là muốn hại ngươi sao. Hắn nhíu mày nhìn An Ngữ Thần, đúng là có cái câu tiểu nhân cùng nữ tử không thể hợp nhau, Trương Dương nói, ta chưa từng dám coi An đại tiểu thư là bằng hữu, hơn nữa nói đến phóng khoáng, những người Hồng Công các ngươi mới thật sự a, à, chính ngươi cũng dám nửa đêm vào phòng của ta còn gì. Khuôn mặt Sở Yên Nhiên trở lên tái tái, nàng xoay bước rời đi hướng tới xe ô tô của mình an nữ thần đứng đó vẻ mặt cười gian xảo. Đối với loại đáp đá xuống giếng này Trương Dương cũng không có biện pháp, đang muốn đuổi theo sở yên nhiên thì bị an ngữ thần túm vai lại nói thêm một câu, ra ra ta cuối tuần quay lại đây đó. Liên quan quái gì tới ta, Trương Đại Quan Nhân không nhịn được gắt lên. Sở yên nhiên đã khởi động xe. An ngữ thần tươi cười hớn hở vỗ vỗ vai hắn nói, nữ tự ổn lắm, người không xứng với người ta đâu. Ta xem chừng người có bệnh a à? không nhìn được nữ nhân đi với ta sao? Biến thái! Ngươi chửi ta đó hả? Mặc kệ ngươi, trương đại quan nhân vội xài bước chạy đuổi theo xe, rồi trực tiếp nhảy lên trên xe. Sở yên nhiên cũng không có nói gì, trên mặt vẫn lộ ra vẻ nghiêm lệ và băng xương. Giận thật hả? Trương Dương nhẹ giọng hỏi. Sở yên nhiên lại cười một tiếng, giận. Ta đương nhiên là sẽ không mắc lừa cô ta rồi, nàng ta nói như vậy hẳn là muốn ta tức giận. Cháu gái của An Chí Viễn hả? rất có tính cách a à? không phải là nàng ta cũng thích ngươi đấy chứ trương dương cười khổ tiêu thư a à? đừng có dọa ta chứ ta sợ cái loại nam nhân bà này lắm mà ta xem rất có thể là nàng ta coi trọng ngươi ta nghe nói hồng kông rất nhiều cái dạng người như thế sở yên nhiên đỏ mặt nói bậy ba sao ngươi á mồm ra không nói được lời nào tử tế à trương dương nói ta người ngay không thể không nói lời thật ta nói cho người hay ta rõ ràng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, sống phúc hậu thiện lương, thế nào giữ oi con mắt mấy người toàn thành sắc lang. Ta sống cho tới bây giờ thực sự là chưa nối oan ức nào lớn như thế. Sở yên nhiên liếc mắt nhìn hắn nói, sắp tới ta sẽ nói với Lâm A Di tới thanh thai sơn một chuyến, xem xét xem có khả năng có thể đầu tư hay không. Nghe được hai chữ đầu tư lập tức trương dương phấn khởi lên ngay, dù sao đối với thằng nhãi này, chiến tích vẫn là hấp dẫn hắn nhất kéo được người khác đầu tư chẳng khác nào mang chiến tích về dán lên bảng thanh tích của mình. Hắn vội nói, chỉ cần ngươi có thể bảo Lâm A Di đầu tư, ta có thể tối ưu hóa chính sách cho các người. Sở Yên Nhiên cười nói, nhìn cái bộ dạng ý hưởng của ngươi kia. Muốn chính sách ưu đãi nhiều, chúng ta thả cứ đầu tư ở Kinh Sơn, chứ chạy đến cái địa phương cái gì cũng lạc hậu thiếu thốn này làm gì. Vậy Sở Chủ tịch vẫn đầu tư ở đây là do mối thâm tình của hai ta, thực sự là làm cho ta cảm động quá đi mất. Nói nhảm ít thôi, tí nữa về sở thì xuống xe, ta còn phải trở về Kinh Sơn có việc. Trương Dương từ biệt sở yên nhiên sau đó đi vào sở thương mại đầu tư, từ lúc xảy ra sự kiện mỏ than, bây giờ Trương Dương mới tới đây lần đầu. Trên đường gặp mấy cán bộ của sở, ai lấy cũng đều lịch sự chào hỏi đối với vị phó chủ nhiệm sở này, Trương đại quan nhân nổi tiếng cường hãn hơn người, tạm thời không bàn tới bốn gã thân nhân thợ mỏ đang bị thương nặng phải nằm viện kia chỉ cần là chuyện liên quan với vị mỹ nữ chủ tịch huyện Tân Nhiệm kia cũng đã danh chấn Xuân Dương rồi, à mà phải là danh chấn Giang Thanh mới phải. Trương Dương vừa mới trở lại phòng làm việc đã gọi Vu Tiểu Đông tới hội báo công tác, nàng vẫn là trợ thủ công tác đắc lực nhất của Trương Dương. Từ ngày Tần Thanh nói qua suy nghĩ về vấn đề quy hoạch lâu dài cho việc khai phá Thanh Thai Sơn, Trương Dương đã bố trí để Vu Tiểu Đông thu thập các ý kiến chuyên gia, xuất ra một số ý kiến sơ bộ về phương án khai thác, Phù Tiểu Đông hiện tại đã chuẩn bị không ít tư liệu, nghe nói Trương Dương trở về, lập tức đưa tất cả tới. Trương Dương nhìn một đống tài liệu nàng đưa tới không khỏi nhức đầu, ho khan một tiếng nói có phương án cụ thể thì đưa tới đi. Nhiều tư liệu như vậy, có đọc hết cũng giải quyết được cái gì. Phù Tiểu Đông nở nụ cười, nàng biết vị phó chủ nhiệm này đối với chi tiết cụ thể trước giờ không có coi trọng, nàng thu hồi lại đống tư liệu nói, được rồi, về chuyện xây dựng phim trường cho phía Hồng Kông lần trước. Lâm Thành Vũ đã tới đây nhiều lần, hắn xin thanh toán tiền công trình, Tống chủ nhiệm cũng nói qua rồi, Trương chủ nhiệm ngài xem. Trương Dương nhíu mày, không ngờ Lâm Thành Vũ quanh co lòng vòng rồi cũng tìm tới Tống Thụ Thành, cả hai tên này hắn đều rất không ưa. Trương Dương thản nhiên nói, nếu Tống chủ nhiệm lên tiếng rồi thì cho hắn thêm 10% nữa, còn hơn nữa sau nói tiếp. An lão cuối tuần này tới Xuân Dương, chuẩn bị công tác đón tiếp cho tốt đi. Trương chủ nhiệm yên tâm. Trương Dương cười nói, ta không phải là chủ nhiệm A. Ta với người cũng là như nhau cả thôi, đều là phó chủ nhiệm. Nói tới đây thì Triệu Thành Đức bước vào, phù tiểu đông biết hai người bọn họ hẳn là có chuyện cần bàn, liền lui ra ngoài. Trương Dương mời Triệu Thành Đức ngồi xuống bàn tiếp khách, rút bao thuốc ra mời hắn. Triệu Thành Đức nói, Trương chủ nhiệm, ta vừa nghe được một chuyện, huyện ta sắp tới sẽ có biến động gì phải không? Triệu Thành Đức cùng Trương Dương có thể nói là quan hệ không tồi. Cho nên cũng sẽ không quanh co lòng vòng gì. Thân là chủ nhiệm Sở Thương mại và Đầu tư, hắn đương nhiên cũng phải quan tâm đến vấn đề thượng tầng lãnh đạo huyệt. Trương Dương cùng Lý Trường Vũ có quan hệ đặc biệt, khiến cho mọi người nghĩ hắn đương nhiên biết rõ kết quả trước người khác. Trương Dương đáp lời, theo như ta nghe nói hẳn là không có biến động gì. Một câu nói nhìn như bình thản như thế, nhưng trong nội tâm Triệu Thành đức lại nổi dậy ngàn lớp sóng những lời này của trương dương chính là thượng tầng lãnh đạo huyện sau sự kiện tai nạn mỏ than này cũng không có gì thay đổi nói cách khác là tần thanh sẽ vẫn trở lại xuân dương làm chủ tịch huyện hiện giờ cả xuân dương ai chẳng biết nữ chủ tịch huyện tần thanh cùng trương dương có quan hệ tần thanh để chứng minh hắn vô tội nàng thậm chí cả danh dự của bản thân mình cũng không tiếc hy sinh chính vì lẽ đó mà quan hệ quả hai người là không thể nghi ngờ mà trương dương tại hiện trường mỏ than để bảo vệ tần thanh cũng thể hiện ra hành động khó tin có thể nói quan hệ giữa hai người còn cao hơn mức đồng sự hay lão đạo với hạ cấp. Chỉ cần ngày nào Tần Thanh tại vị tại Xuân Dương Huyệt, khẳng định đường làm quan của Trương Dương sẽ thuận buồm xuôi gió. Đối với Triệu Thành Đức mà nói đây đơn giản chỉ là đứng về phe ai, tuy rằng nguyên bản là hắn muốn đứng vào hàng ngũ của bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa, nhưng người ta lại không cho hắn có cơ hội đó, cho nên chỉ có thể đứng về phe của nữ chủ tịch huyện Tần Thanh. Mà đứng về phía Tần Thanh cũng là đứng về phía Trương Dương, mà đứng về phía Trương Dương cũng chính là đứng về phe thường vụ phó thị trưởng Giang Thành Lý Trường Vũ kia. Triệu Thành Đức gật đầu, "Trương Dương, nghe nói xe của ngươi bị người ta phá hỏng, sở thương mại đầu tư chúng ta xe còn không ít, vừa vặn còn một chiếc Santana vẫn còn để đó. Hơn nữa sắp tới ngươi còn phải phụ trách công tác đón tiếp nhiều lắm, nên lấy mà dùng a." Nói xong Triệu Thành Đức đặt cái chìa khóa xe ô tô lên trên bàn. Trương Dương đối với Triệu Thành Đức cũng có một chút hảo cảm trên thực tế thì hắn tại sở thương mại đầu tư này vẫn là cấp dưới của Triệu Thành Đức. Nhưng Triệu Thành Đức kia cũng là kẻ biết người biết ra, nhìn ra được tiềm lực của mình cho nên mới ngược đời mà đi lấy lòng cấp dưới oi như vật. Tại thời điểm này, có thể coi như hắn có con mắt biết nhìn giống như Vương Bác Hùng, bất quá về vận khí thì còn phải chờ xem hắn có được như Vương Bác Hùng hay không. Nói là xe không dùng, nhưng thực ra là xe vừa mới mua chưa lâu, Trương Dương bảo lương tại hòa kiểm tra một lượt giúp cho mình xong rồi ngồi lên thử thật đúng là so với chiếc Bắc Kinh cổ lỗ kia của mình thì không biết nói thế nào cho phải. Lương Tại Hòa trong khoảng thời gian này cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tại sở đầu tư, sở thương mại, thậm chí là cả huyện Xuân Dương, trương chủ nhiệm hiện tại là có thực lực hơn hẳn so với Tống Thụ Thành, chính vì bản thân mình cố gắng bám vào Tống Thụ Thành nên giờ mới lâm vào cái hoàn cảnh giờ khóc giờ cười như thế này, tại sở đầu tư coi như mất hết quyền lực, mọi công việc hầu hết đều không tới hắn khoa chân múa tay, Lương Tài Hòa thậm chí hối hận không hiểu vì sao lúc đó lại rời phòng thuế vụ cùng với Tống Thụ Thành. Cũng hối hận như hắn còn có Khang Quốc Cường, so với hẳn Khang Quốc Cường còn muốn phiền muộn hơn, Lương Tài Hòa nguyên bản là một tài xế, mà là tài xế thì cùng lắm cũng chỉ là lái xa, còn Khang Quốc Cường hiện tại căn bản không tìm lại được vị trí của mình, vô luận là Trương Dương hay Triệu Thành Đức đều coi như không trông thấy hắn, cho nên hắn vô cùng nóng ruột. Nhưng cũng chỉ có hai biện pháp một là ra khỏi sở thương mại đầu tư, hay là phải cải thiện được mối quan hệ đối với Trương Dương Từ đây mà nhìn ra Xuân Dương cũng chẳng có cái địa phương nào tốt Trở về cục thuế thì hắn cũng muốn Nhưng trước đây ở đó đã đắc tội với không ít người Hiện tại Tống thủ Thành cũng không còn ở đó Đành chặt đứt cái niệm tưởng kia Vì vậy cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất Khang Quốc Cường cũng minh bạch nếu bản thân mình muốn hẹn Trương Dương nói chuyện Chắc chắn người ta sẽ không cho hắn cái thể diện này Vì vậy cách tốt nhất là tìm một người trung gian Người trung gian mà hắn tìm được là Triệu Tân Vĩ. Triệu Tân Vĩ trước đây cũng từng tới sở thuế vụ cầu hắn giúp đỡ. Thế cho nên có thể nói Xuân Dương huyện này rất là nhỏ bé, cúi đầu ngẩng đầu đều gặp người quen. Nếu như là người khác nói, không chừng Trương Dương có thể cự tuyệt, nhưng là Triệu Tân Vĩ kêu hắn thì khả năng lắc có thể. Đêm đó ngoại trừ Trương Dương, Triệu Tân Vĩ cùng Đỗ Vũ Phong, Khương Lượng, Vương Bác Hùng mấy người đều tập trung lại đây, phần là vì để biện hộ cho Khang Quốc Cường, phần là để ăn mừng trương dương đã qua được phiền phức ai cũng đều biết nếu không phải tần thanh đứng ra làm chứng cho cái án kia nhất định tiểu tử này không thoát khỏi hiểm nghi như văn cường thì đương nhiên không phải bàn hắn vốn là lão bản của hàng nhà trước giờ mấy người tụ tập vẫn đều áp hắn an bài thế nhưng lần này có khang quốc cường chủ động bỏ tiền ra thì hắn cũng hết sức vui vẻ thôi cả đám người ngồi uống rượu nói chuyện vô cùng náo nhiệt ngược lại thì khang quốc cường lại ngồi trầm mặc một bên Mãi lúc sau Triệu Tân Vĩ mới cố ý đem Khang Quốc Cường kéo vào câu chuyện. Sau khi đồng loạt ba chén, Khang Quốc Cường mới chủ động hướng Trương Dương nói, "Trương chủ nhiệm, ta kính ngươi một chén." Luận cấp bậc thì hắn là ngang với Trương Dương, về tuổi tác thì hơn hẳn, nói nhưng lời này trước mặt tất cả mọi người ở đây coi như là nhận thua trước Trương Dương. Trương đại quan nhân trước giờ vẫn là người phóng khoáng rộng lượng, Triệu Tân Vĩ kêu hắn là hắn cũng đã đoán được phần nào. Đương nhiên hắn sẽ không thèm tính toán đối với mấy loại tiểu nhân vật như Khang Quốc Cường này. Trương Dương mỉm cười nói, "Khang Phó chủ nhiệm khách khí quá, ngồi cùng một chỗ thì chúng ta là người nhà cả mà." "Nào, cụng ly." Trương Dương thẳng thắn nhận một chén của hắn, "Bất quá nể mặt mọi người, không truy cứu chuyện cũ nữa thì có thể chứ muốn trở thành người một nhà thì không có khả năng." Nguyên nhân rất đơn giản là kẻ này không hợp nhãn Trương đại quan nhân. Thấy Trương Dương sảng khoái như vậy, triệu tân vĩ không khỏi nở nụ cười lại nâng chén lên nào nào chúng ta lại cùng lên một chén nào vương bác hùng cười nói tân vĩ ngày hôm nay rất nhiệt tình a à, chứ bình thường hắn uống rượu như kẻ bệnh gan vậy cứ như là hai người khác nhau ấy như văn cường cười hắc hắc chắc là có sự mừng gì đây sao thăng quan tiến chức hay mưa oi có tiểu tình nhân hả triệu tân vĩ trừng mắt nhìn các người đúng là mấy kẻ trong tâm có bệnh Khương Lượng nhấp một ngụm rượu rồi nói, "Chủ nhật vừa rồi ta có trông thấy người mang theo một tiểu cô nương đi dạo phố." "Dậy lái xe hả? Lão bà ngươi biết chưa?" Nghe vậy Triệu tân Vĩ không khỏi đỏ mặt, "Con mẹ nó chứ, chả nhẽ cứ đi với nữ nhân là có mập mờ hả?" Khương Lượng cười nham hiểm, "Đi cùng một chỗ thì không mập mờ, cơ mà đi cùng một chỗ, tay trong tay thế thì thật là, mà ta xem nữ tử đó cũng không lớn lắm, không biết đã thành niên chưa." Cả đám người nghe vậy cười rộ lên. Đỗ Vũ Phong cười to nhất vỗ vỗ vãi Triệu Tân Vĩ nói, ta nói này, người đã hạ thủ chưa? Để ta còn biết mà tóm người bỏ tù nào. Triệu Tân Vĩ chắp tay xin hàng, đại gia, các người đều là đại gia hết, ta đây đường đường là cán bộ trẻ có năng lực, các người cứ phán linh tính cho ta như vậy, còn đường làm quan của ta sau này sẽ ra sao đây? Như Văn Cường cười nói, người sợ cái gì? Nhìn Trương Dương xem, nói đến đây hắn cũng ngỡ ra vì biết mình nói lỡ lời. Vội cầm lấy một chén rượu nói, "Nào, tiếp tục lên nào." Trương Dương nhìn hắn cười nhạt. Ngưu Văn cường cười khổ nói, "Ta nói Trương chủ nhiệm a, à. đừng có nhìn ta cười như thế, ta sợ lắm đó." Trương Dương rót đầy chén rượu rồi cầm lên, "Ta rất thích cái kiểu nói năng thiếu suy nghĩ của ngươi, như thế mới là lời thực. Dù sao ta đây cũng chưa có gia đình gì, có nói thế chứ nói nữa ta càng mừng, chẳng có gì ảnh hưởng tới ta hết." "Nào, cùng ly." cả đám thấy vội ồ lên tán thưởng. Như Văn Cường cười đáp, ta sợ ngươi chắc. Hai người dưới sự gieo hò của mấy người còn lại, cạn hết một chén đầy này, lúc này bầu không khí tiệc rượu đã lên cao điểm. Lúc này một gã phục vụ vào nói thầm gì đó với Như Văn Cường, nghe xong Như Văn Cường gật đầu rồi quay ra cười khổ, Trương Dương, ngươi hại ta rồi a à. Bên sở giáo dục huyện tới đây ăn, ta phải ra lại phải ra chúc rượu nữa rồi. Nói đoạn nhìn sang Triệu Tân Vĩ nói, anh rể ngươi cũng tới có đi cùng không? Triệu Tân Vĩ lắc đầu nói, thôi khỏi, ở đây uống rượu cho tự nhiên. Như Văn Cường đứng dậy rời đi, Trương Dương cũng nghe ra có vấn đề liền thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì à? Triệu Tân Vĩ thở rào, con mẹ nó, không nói cũng không xong, không biết chị ta và lão có cái chuyện gì, còn đang nháo lên muốn ly hôn kia kìa. Đỗ Phú Phong nói, khẳng định là ngoại tình rồi. Triệu Tân Vĩ chừng mắt mắng, còn mẹ nó, người mở mồm ra không cái gì tốt được à? con mẹ nó, ta chỉ là đoán thế thôi. Ngươi chửi cái gì, hai lão đồng học sừng sộ lên với nhau. Trương Dương cười nói, mấy ông anh này, đảng giáo dục chúng ta phải luôn hữu ái, đoàn kết, đối đãi với đồng chí như mùa xuân ấm áp. Các ngươi nhìn như gà trọi cựa nhau vậy. Đỗ Phú Phong với Triệu Tân Vĩ vốn là bạn bè thớ thiết từ xua rồi, chửi thì cứ chửi chứ cũng chẳng có chuyện gì. Lúc này thì Nghiêu Văn Cường hoảng hốt chạy vào, Tân Vĩ, chị ngươi tìm tới, chuyện này phiền phức a. Triệu Tân Vĩ sừng sốt, người nói rõ ràng ra xem nào. Sốt cuộc là thế nào? Ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào, Triệu Tân Vĩ vội chạy ra ngoài vì hắn nghe thấy thanh âm của tỷ hắn, Trương Dương cũng sợ mấy người xảy ra chuyện gì liền vội đi theo. Trong phòng, Tống Tư Đức chật vạt bất kham đứng ở đó, hắn bị cả mọt ly rượu hất vào người, Triệu Tân Hồng thì lạnh lành đứng đối diện hắn. Trong phòng đều là mấy người của sở giáo dục huyện, bầu không khí tương đối xấu hổ, Trương Dương để ý thấy có một nữ tử khá trẻ tuổi mặc váy màu lam, gương mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tống Tư Đức giận dữ hét lên, người tới đây làm cái trò điên khùng gì thế hả? Triệu Tân Hồng lạnh lùng nói, làm gì tự trong lòng ngươi minh bạch? Ngày mai ta với người gặp nhau ở tòa. Triệu Tân Vĩ đi tới bên người Triệu Tân Hồng nhỏ giọng hỏi, tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Tân Hồng không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài luôn, Trương Dương cùng Như Văn Cường đứng phía sau thấy vậy vội ngường đường cho nàng ta. Triệu Tân Hồng càng đi càng nhanh, đi tới chỗ cầu thang thì bỗng nhiên ngồi thụp xuống khóc nức nở. Triệu Tân Vĩ hiểu nhất chính là tỷ tỷ mình, đi phía sau thấy vậy, hai mắt nhất thời đỏ lên hung hằng quay ngược trở lại vào trong. Như Văn Cường vội vàng ôm chặt ngăn hắn lại. Triệu Tân Vĩ tức giận hét lên: "Cút, cút ra, con mẹ hắn, hắn dám khi dễ tỷ ta." Đỗ Vũ Phong và Khương Lượng cũng chạy ra thấy tràng cảnh trước mắt tuy rằng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng đủ biết có chuyện không hay. Khuyên bảo mãi triệu tân vĩ mới nguôi giận đưa tỷ hắn về nhà. Đám người tống tư đức cũng vì thế mà mất hết nhiệt tình, ly khai luôn sau lúc đó. Trương Dương cùng mấy người cũng hết hứng uống rượu nên cũng nghỉ luôn, Khang Quốc Cường gọi Nhiêu Văn Cường ra thanh toán. Nhiêu Văn Cường nguyên bản không có định khách khí với hắn, liền chặt đẹp rồi đem hắn đuổi đi. Lúc về Vương Bác Hùng về nhờ xe của Trương Dương luôn, tiện thể cùng Trương Dương nói chuyện vài câu với nhau, dù sao hắn cũng mới về cục thuế, vẫn bảo trì thái độ trầm mỹ ác, cũng chưa có dùng xe đưa xe đón, xem chừng còn không bằng phó chủ nhiệm Trương Dương đây. Khang Quốc Cường kia lúc trước ở cục thuế danh tiếng rất không ra gì, quan hệ với hắn nhất định phải cẩn thận. Trương Dương cười nói ta không đáp ứng hắn cái gì cả. Vương Bác Hùng ngẫm lại, trong phạm vi Xuân Dương huyện này, người có khả năng chọc vào thằng nhãi này cũng không có nhiều, không khỏi nở một nụ cười. Châm một điếu thuốc rít một hơi rồi hỏi, tần chủ tịch có việc gì không? Đối với Vương Bác Hùng, Trương Dương từ trước tới giờ vẫn chưa có giấu giếm cái gì. Sự tình mỏ nan vốn không có liên quan nhiều lắm tới nàng. Dù sao hôm đó cũng là ngày An mới nhậm chức, ngay cả công tác còn chưa tiếp nhận cơ mà. Nếu cứ như vậy mà bắt nàng phải chịu trách nhiệm thì thật là quá quát quá. Vương Bác Hùng cười nói, chuyện này cũng không thể nói như thế được dựa theo điều lệ vấn trách cán bộ thì nàng vẫn phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, dù là ít hay là nhiều. Điều này chỉ có thể trách vạn khí bất hảo mà thôi, bất quá như người nói thì có lẽ ảnh hưởng của nó tới đường làm quan cẩu nàng không nhiều. Trương Dương thấp giọng nói, kỳ thực sự tình vụ tai nạn mỏ than này, ngay từ đầu ta đã kiến nghị na ghép ta đừng có điều tra kỹ xuống dưới làm gì, ta đoán ngay được đằng sau sự tình đó là một cái mê võng lớn, có ảnh hưởng rất nhiều người mà. Nếu vạch trần rõ ràng chuyện này ra, đối với tất cả sẽ đều không có lợi thằng nhãi này có thể nhìn ra được như vậy chứng tỏ tu luyện quan trường đã đề thăng không ít vương bác hùng nghe tới đây cũng nắm được đại khái bao năm kinh nghiệm đủ để hắn nhìn ra được chỗ vi diệu trong đó nên cũng không cần hỏi nữa vị trí của hắn hiện tại cũng không có ảnh hưởng gì nhưng mà vẫn nhắc nhở trương dương một câu chân tướng tịnh không phải là trọng yếu quan trọng nhất chính là lợi ích của các bên trương dương đồng ý gật đầu đúng là cho dù có tìm được đám người nhà thợ mỏ gặp nạn kia họ cũng không chắc đã nói ra sự thật, đơn giản bởi bọn họ đã bị lợi ích trước mắt làm cho mê thất. Vì vậy trương đại quan nhân càng cảm thấy được tầm quan trọng của tiền tại và quyền lực ở cái thời đại này, thiếu một thứ cũng không được. Vương Bác Hùng thấp giọng nói, về chuyện đầu tư của An Lão hết sức trọng yếu, làm tốt chuyện này, tiền đồ của ngươi sẽ sáng lạn. Trương Dương bật cười ha hả, Tiền đồ của hắn cùng với chuyện đầu tư của An lão không có liên hệ chặt chẽ như người khác vẫn tưởng tượng. Vừa lúc này thì điện thoại reo lên, Trương Dương cầm máy lên xem, thì ra là mẫu thân từ Lập Hoa gọi tới, giọng bà có vẻ tương đối hoảng hốt, "Trương Dương, ngươi đang ở đâu thế? Tô đại nương bỗng nhiên lại đau ngực rồi, ngươi." Trương Dương lấy làm kinh hãi, cả kinh nói, "Mẹ, đừng có hoảng, ta lập tức tới ngay, trước tiên đừng có động vào đại nương." Vương Bác Hùng nghe thấy Trương Dương có việc liền nói, để ta xuống đây được rồi, đi vài bước nữa cũng tới nhà rồi. Trương Dương không có khách khí với hắn, lập tức dừng xe cho hắn xuống rồi chạy thẳng tới Vi Viên. Tô Lão Thái hiện tại đối với y thuật của Trương Dương có thể nói là coi như mê tín, từ lập hoa nguyên bản muốn đưa bà đi bệnh viện, nhưng Lão Thái nhất định không chịu, bà chỉ tin tưởng Trương Dương mà thôi. Từ lập hoa chỉ có thể điện cho Trương Dương, may mà tiểu tử này cũng đang ở không xa Vi Viên lắm. Nhận được điện thoại một chút thì đã lập tức tới vi viên rồi Vào nhà, việc đầu tiên là bắt mạch cho tô lão thấy Phát hiện không có vấn đề gì nghiêm trọng Chỉ là đau ngược tái phát Châm cho lão thái vài châm xong rồi mới yên lòng Đưa lão thái lên giường nghỉ Hai mẹ con lúc trở lại phòng khách ngồi Mẫu thân từ lập hoa mới nói Lão thái thái trời xanh tính yếu cường Nhưng cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt Ta cũng đâu thể trông coi săn sóc lão thái thái suốt ngày suốt đêm được Tuổi tác thì đã lớn như vậy rồi Vạn nhất có sơ suất gì thì người bảo phải làm sao bây giờ? Trương Dương nhớ tới bộ dạng của lão bà của Lý Trường Vũ Chu Hồng Mai kia, không khỏi thở dài, căn bản là lão thái với em dâu không hợp nhau, ở cùng chỉ thêm khó chịu, thà rằng cứ ở đây còn thư thái hơn. "Mẹ à, nếu không thì ta sẽ tìm người trông lão thái buổi tối." Từ Lập Hoa lắc đầu nói, nhưng lão thái không có chịu, "Có khi nay mai ta bảo tiểu tính tới đây, dù sao hát nó cũng đang nghỉ hè." Bây giờ chỉ chờ giấy gọi của bên trường đại học sư phạm Đông Giang thôi mà. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, nhà đầu này bây giờ hẳn áp rất tiêu diêu tử tại a. Tam Nhi, chuyện của muội muội ngươi hẳn là nhờ ngươi mới có được. Trương Dương cười nói, mẹ à, chúng ta là người một nhà, cần gì phải nói những lời như vậy. Từ Lập Hoa nhìn khuôn mặt kiên nghị uy vũ của nhi tử, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, càng gần đây nó càng ngày càng trở nên thành thục đã không còn là một thiếu niên ngây ngây ngô ngô, nhút nhát như trước nữa, càng ngày càng ra dáng một nam tử hán. Trong nhà thế nào rồi? Đối mắt với mẫu thân từ lập hoa, trương đại thần y thủy trung không thể không nhập vai nhị tử của bà được. Từ lập hoa gật đầu nói, tốt, sau đó trầm mặc không nói gì, bởi bà biết trương dương vốn không ưa ba bố con nhà triệu sinh thiết kia. Trương Dương mở ví rút ra một ngàn đồng đưa cho bà, từ lập hoa cuốn quýt xua tay, không cần, ta không thiếu tiền, con cứ giữ lại mà tiêu, còn phải tìm bạn gái rồi cưới vợ nữa chứ. Trương Dương bật cười hả hả, mạnh mẽ rúi tiền vào tay từ lập hoa nói, điểm ấy mẹ không phải nhắc, với cả tìm người yêu cũng không phải cần tiền, ta quan trọng nhất chính là thực tâm chứ không phải là tiền tài. Từ lập hoa nhẹ giọng hỏi, thế con với cô bé tả hiểu tình kia ra sao rồi? Từ lập hoa trước kia cũng có gặp qua tả hiểu tình một lần, ấn tượng với nàng rất tốt, hơn nữa bình thường rảnh rỗi không có việc gì, cũng thường xuyên tấn gỗ với Tô Lão Thái về chuyện Trương Dương và Tả Hiểu Tình, cho nên cả hai rất thích Trương Dương và Tả Hiểu Tình thành một đôi. Trương Dương cười nói, mẹ à, người khi nào mà trở lên bi quan thế nhỉ? Nhi tử của mẹ đây hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, còn lo không tìm được lão bà sao? Từ lập hoa cầm bàn tay hắn vỗ nhẹ nhẹ lên, mẹ tin, bất quá người phải nhớ lấy, nhất định phải đối xử thật tối với con gái nhà người ta, ngàn vạn lần không được làm tổn thương người ta cần phải biết rằng, người con gái treo trái tim cho một ai cần rất nhiều dũng khí đó. Trương Dương hơi ngẩn người ra, mẫu thân nói làm hắn bỗng nhớ tới kiếp trước của mình, có thể nói rằng hai kiếp người cách nhìn nhận nhân sinh quan cũng rất khác nhau. Kiếp trước, hắn chỉ biết lưỡng tình tương duyệt là được, chứ chẳng cần lo lắng tới vấn đề khác. Nhưng lời này của từ lập hoa, lần đầu tiên làm cho hắn chú ý, có lẽ là cần phải chú ý cả tới cảm nhận của người khác nữa, như Hải Lan, như tả hiểu tình, có thể đằng sau những lựa chọn của các nàng là đầy những nước mắt. Trương Dương thấp giọng, "Mẹ, người yên tâm, ta biết mà. Ta sẽ đối xử tốt với tất cả ai tốt với ta." Từ Lập Hoa nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, tiểu tử này xem chừng cũng bác ái quá rồi đây. Chương 67, mượn dao giết người. Từ lúc tiếp nhận công tác ở bên Sở Thương mại và đầu tư, bởi vì bận bù đầu nên Trương Dương cũng ít có dịp trở về xã Hắc Sơn Tử thế nhưng biên chế chính thức của hắn thì vẫn là ở ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử. Bởi vì phải tiếp đón đoàn khảo sát thứ hai của An Lão Tiên Sinh gửi đến nên sáng sớm hôm sau Trương Dương phải quay lại xã lo liệu chuẩn bị một số việc. Giờ đây trong mắt mọi người, tiểu trương chủ nhiệm gần như trở thành một truyền thuyết tại cái xã Hắc Sơn Tử hẻo lánh này. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà tiểu trương chủ nhiệm tựa như ngôi sao trổi, bỗng chốc lóe sáng rực rỡ, ở xã Hắc Sơn Tử thì không nói rồi, ngay đến cả huyện Xuân Dương, hay thành phố Giang Thành cũng không ít người biết đến danh tiếng tiểu trương chủ nhiệm. Ngay đến cả xe hơi cũng đổi thành một chiếc Santana đen bóng mới cứng, rồi thì chốc chốc lại thấy tiểu trương chủ nhiệm rút chiếc di động Motorola 8900 đời mới ra alo cái này alo cái kia. Trong mắt mấy người dân quê mùa thì những thứ này chỉ có các cấp lãnh đạo cấp huyện mới đủ tư cách dùng. Cứ nhìn bí thư xã ủy Trúc Khánh Dân hay xã trưởng Vũ Thu Linh cũng chỉ được ngồi xe công, làm gì có xe riêng, điện thoại di rộng riêng như tiểu trương chủ nhiệm có một điểm nữa là lúc nào tiểu trương chủ nhiệm cũng vui vẻ cùng hào phóng điểm này có thể nhìn ra từ tôn lão đầu trông cửa ủy ban nhân dân xã mỗi lần trương dương đến ủy ban xã cũng đều ném cho lão một bao thuốc mới còn nguyên tem trước kia vì muốn lão làm nhân viên tình báo nên trương dương mới hối lộ thuốc lá cho hắn nhưng giờ đây công tác trọng điểm của trương dương là ở sở thương mại và đầu tư huyện hắn cũng chẳng còn hứng thú với mấy việc nội bộ của xã nữa. Hiện giờ toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào những sóng gió của huyện Xuân Dương, đây chính là cái nhìn đại cục của những người làm đại quan. Nếu như đã tới đúng lúc có buổi họp hội nghị thường niên thì Trương Dương cũng vui vẻ tham dự, không phải vì được làm trên huyện mà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Sau khi buổi họp kết thúc, Vũ Thu Linh liền gọi Trương Dương tới phòng làm việc. Đôi mắt đẹp của nàng cười đến hiếp cả lại, tay bắt mặt mừng nói, lâu lắm rồi mới thấy người đó. Biên chế của ngươi vẫn còn ở xã Hắc Sơn Tử, vậy mà cả tuần rồi cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Mọi người đều kiến nghị cách làm việc của người đó. Những lời này cũng chỉ là trêu đùa cho vui, chứ nàng cũng chẳng có ý định trách cứ gì Trương Dương cả. Hơn hết, giờ nàng còn phải dựa dẫm vào thằng nhãi ít nhiều nữa ấy chứ. Trương Dương vui vẻ cười nói, có chị ở đây rồi, người nào còn dám kiến nghị ta nữa. Người thật là, dù sao cũng phải để ý người ta lời ra tiếng vào chứ ta thấy ngươi nên mau chóng chuyển biên chế lên sở thương mại và đầu tư huyện đi thôi. Người có năng lực như ngươi phải làm mấy việc đúng với thực lực của mình, chớ để uổng phí tài năng ở cái trốn khỉ ho có gái này nữa. Căn bản cái xã Hắc Sơn từ nhỏ bé này không có đủ chỗ cho con dao long ngươi vùng vẫy. Trương Dương làm bộ mặt đau khổ cười nói, sao ta cứ thấy như là chỉ muốn đuổi ta đi vậy. Vũ Thu Linh khanh khách cười duyên một tiếng, sau đó liền lấy từ trong ngăn kéo ra một tập phiếu mua dầu, Nàng cười nói, lần trước ngươi cho ta đống phiếu mua dầu này, ta cũng chưa có dùng đến, vẫn giữ nguyên từ lúc đó đến bây giờ. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương nghe xong cũng cảm thấy buồn bực, đống phiếu mua dầu này chẳng phải là trước kia chính mình tặng nàng ta, giờ lại trả nguyên si lại là sao. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, vũ thu linh thân là trưởng xã, lại đi tặng lễ vật cho một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nho nhỏ như mình, thực sự là trên dưới đảo lộn hết rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hai vợ chồng nhà này đều tâm ngoan thủ lạt, Vũ Thu Linh tự dưng lại đi trả lại lễ vật của mình như vậy, 8 phần 10 là còn có thâm ý gì khác? Hay là nàng ta từ chồng mình nghe phong phanh chuyện của mình với Tần Thanh nên mới tìm cách tạo quan hệ với mình như vậy? Trong lòng đã có suy nghĩ này, Trương Dương cũng vui vẻ nhận lại đống phiếu mua dầu kia, cười cười nói, chị Vũ, có lẽ mấy ngày tới An Lão sẽ tới xã nhà khảo sát một lượt. Có lẽ chị không biết chứ hắn là người không thích khoe khoang náo nhiệt, công tác tiếp đón đoàn khảo sát, xã nhà chỉ cần làm đơn giản là được, đừng có khoa trương quá làm gì. Vũ Thu Linh nghe xong liền gật đầu lia lại, bởi lẽ tuy rằng Trương Dương là cấp dưới thật đó, nhưng so về sức ảnh hưởng thì nàng chẳng đáng sách xếp cho tiểu tử này. Không chỉ cha nuôi hắn là phó thị trưởng Giang Thành, hắn lại có mối quan hệ mập mờ với tân chủ tịch huyện Xuân Dương, thần thanh, mà ngay đến cả vị an lão được cả tỉnh Bình Hải quan tâm, Trương Dương cũng được hắn tín nhiệm hơn ai hết. Con đường làm quan của tiểu tử này bây giờ rộng lớn thanh thang, bởi vậy Vũ Thu Linh mới chủ động tạo mối quan hệ với Trương Dương. Đang muốn làm công tác tư tưởng thêm một lúc nữa, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa gọi, nhưng nghe lại có chút quen tai, xin hỏi, Vũ trưởng xã có trong đó không? Chuyện, y đạo quan đồ. Lúc Vũ Thu Linh mở cửa ra, vừa thấy người đứng ngoài sắc mặt nàng cũng trở nên khó coi hơn. Nàng vội vàng quay đầu lại giọng điệu như cầu xin sự giúp đỡ của Trương Dương, nhỏ giọng nói Trương Dương. Hắn, Trương Dương thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội vàng chạy ra xem, hóa ra người vừa gọi cửa là phó trưởng xã Tiền Nhiệm Quách Đạt Lượng. Từ chàng biến cố trước đây ở xã nhà, Quách Đạt Lượng từ một người bình thường đột nhiên lại trở nên điên dại, hiện giờ hắn cũng đã khỏi bệnh, lần này trở về quê nhà là để tiếp tục công tác. Trương Dương dùng ánh mắt ý bảo Vũ trưởng xã cứ yên tâm rồi nhẹ đóng cánh cửa sau lưng lại. Hiển nhiên Quách Đạt Lượng cũng không ngờ Trương Dương cũng ở chỗ này dáng vẻ kinh ngạc qua đi hắn liền chủ động vươn tay ra cười cười nói tiểu trương đó à lâu lắm rồi mới gặp lại dạo này có khẻo không trước kia trương dương cũng không có ấn tượng xấu gì với vị phó trưởng xã tiền nhiệm này cả thấy hắn vui vẻ như vậy trương dương cũng niềm nở bắt tay chào lại từ cách cư xử ăn nói trôi chảy như bình thường của quách đạt lược trương dương cũng đoán rằng có lẽ hắn đã khỏi bệnh rồi trương dương mỉm cười nói quách trưởng xã sao lại rảnh rối tới đây chơi như vậy Tuy rằng Quách Đạt Lượng đã khỏi bệnh, nhưng Trương Dương vẫn gọi hắn là trưởng xã theo thói quen. Quách Đạt Lượng cũng cười cười trả lời lại, hiện giờ ta cũng chẳng phải là trưởng xã hay phó trưởng xã gì nữa. Lần này tới cũng chỉ là muốn bàn bạc với Vũ trưởng xã, để cho ta một đám đất ở thôn Thanh Hà làm ruộng trồng cây thôi mà. Trương Dương ha hả cười nói, Quách trưởng xã tính làm nông nghiệp thật sao? Vũ Thu Linh nghe thấy Quách Đạt Lượng nói năng không còn cái vẻ điên điên dại dại như trước kia, cũng bạo giảng hơn đi tới gần nhỏ giọng hỏi Quách trưởng xã thực sự muốn làm nông nghiệp sao Quách đạt lượng cười nói Nào đến nỗi đau to bố lớn như vậy Chỉ là làm ruộng nuôi heo sống qua ngày thôi mà Ta nhìn chúng một khu đất hoang ở thôn Thanh Hà Định lập một chuồng chăn nuôi heo ở đó Thế nhưng lãnh đạo thôn lại nói Chuyện này phải được sự đồng ý của xã nhà dáng cười của Quách đạt lượng lúc này cũng hơi gượng gạo Chẳng khác gì người bình thường Kỳ thực thân là phó trưởng xã mấy cái chuyện này hẳn là hắn chẳng phải nhọc công đến vậy. Chỉ là trước khác, hiện giờ lại càng khác, hắn đã không còn cái chức phó trưởng xã đó nữa, giờ đây lại quay trở lại làm dân đen, hiển nhiên là bị người khác bắt nạt như vậy rồi. Nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn cũng chẳng mang cái thân già này đi cầu cạnh người ta như vậy. Chuyện, y đạo quan đồ. Vũ Thu Linh tươi cười niềm nở nói, ta còn tưởng người tới là có chuyện gì. Được rồi, ta sẽ đánh điện xuống cho lão bí thư chi bộ thôn Thanh Hà. Thực ra trong thâm tâm Vũ Thu Linh vẫn cảm thấy ái náy với Quách đạt lượng, nếu như không phải do hai vợ chồng nàng dở trò đằng sau, thì Quách đạt lượng cũng không mất cái chức trưởng xã, hắn cũng sẽ không phát điên đến nỗi thân tàn ma dại như bây giờ. Vũ Thu Linh nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc, nhấc điện thoại lên gọi cho lão bí thư chi bộ thôn Thanh Hà một chập. Có trưởng xã đích thân ra mặt, hiển nhiên chuyện này cũng dễ dàng giải quyết đúng lúc trương dương cũng phải về thôn thanh hà sắp xếp chuẩn bị một số việc tiện thể chờ quách đạt lượng về luôn đi trên đường trương dương cũng hỏi tình hình hắn gần đây ra sao từ sau khi khỏi bệnh tinh thần tỉnh táo lại một chút là quách đạt lượng liền gom góp vốn liếng định mở một khu chăn nuôi heo với trồng cây ăn quả cũng bởi vài con trai hắn học chuyên ngành nông nghiệp chăn nuôi được con trai mách nước rằng việc chăn nuôi heo bây giờ kiếm lời khá lớn vậy nên quách đạt lượng mới từ bỏ con đường chính trị quyết tâm làm lại từ đầu theo con đường kinh tế. Đến cổng thôn Thanh Hà, Trương Dương liền đỗ xe để quách đạt lượng đi tiếp về nhà. Trước khi rời đi, Trương Dương còn đưa cho hắn một tấm danh thiếp, còn nói sau này gặp chuyện gì khó khăn cứ việc tìm ta. Ở thể chế lâu như vậy, nhưng mãi tận đến bây giờ quách đạt lượng mới thấy một người có tình nghĩa như Trương Dương, không coi thường những kẻ xa cơ lỡ vận như hắn. Trương Dương tới thôn Thanh Hà cũng không ngoài việc tìm lão bí thư Chi bộ thôn Lưu Truyện Khôi để bàn bạc với hắn về việc xây dựng khu du lịch sinh thái ở núi Thanh Thai. Thực ra chuyện này đã được cấp trên phê duyệt, hiển nhiên sẽ không gặp vấn đề gì nữa, nhưng Trương Dương vẫn lo gã tiểu nhân Lưu Truyện Khôi này vì thù giết cha, lấy việc công trả thù riêng, vẫn cứ cố gây khó dễ với An lão tiên sinh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Dương là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tuyệt nhiên hắn không muốn bất cứ chuyện gì phá hỏng chuyện hắn đảm nhiệm. Thực ra từ lần xích mích lần trước với An Ngữ Thần, Lưu chuyện Khôi cũng đã bớt đi ít nhiều cái tính cố chấp của mình, chỉ ít hắn cũng nhìn ra điểm quan trọng của đại cục, lần đầu tư này của An Lão, đến cả tỉnh ủy cũng quan tâm, một gã bí thư chi bộ thôn như hắn căn bản không đáng làm hòn sỏi dưới chân. Hơn nữa hắn không phủ nhận sự đầu tư của An Lão sẽ tạo một luồng sinh khí mới cho xã, nhất là thôn Thanh Hà của bọn họ. Nếu như khu du lịch được xây dựng lên, hiển nhiên thu nhập kinh tế của thôn Thanh Hà sẽ tăng vọt lên vài chục, thậm chí cả trăm lần trước kia. Toàn thể bà con thôn Thanh Hà đều hân hoan mong chờ đợt sinh khí mới này. Tuy rằng biết vậy nhưng thù giết cha há có thể bỏ qua. Thường ngày cũng chỉ có mình lưu bí thư tri bộ có dăm ba lời khó nghe về việc đầu tư của An Lão, càng ngày càng có nhiều lời ong tiếng ve phản ánh thái độ công tác của hắn. Càng lúc lưu chuyện khôi thấy uy quyền của mình ở thôn bị giảm sút, thế nhưng hắn cũng chẳng có cách gì khác. Giờ đây mọi người dân trong thôn đều mong chờ đợt đầu tư này của An Lão, một mình hắn cũng không thể chống đối đi ngược lại lợi ích tập thể được. Lưu chuyện khôi lại như thường lệ, châm một điếu thuốc thả người ngả ra sau ghế, hai chân để vắt chéo trên bàn làm việc, cứ thế lẳng lặng vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Có nghĩ đến Tết một gã bí thư trì bộ thôn như hắn cũng không nghĩ ra cách có thể nghịch chuyển sự vụ mà thành phố đã phê duyệt, hơn hết đó lại là công tác trọng điểm của toàn tỉnh Bình Hải nữa chứ. Trương Dương cười nói, Lưu Bí Thư, dự án khu du lịch núi Thanh Thai cuối tuần này sẽ chính thức ký kết. Lưu chuyện khôi không đợi Trương Dương nói xong đã lớn tiếng cắt ngang, ký thì cứ việc ký, việc gì phải nói với ta. Sợ ta sẽ ngầm ra tay ám hại các ngươi sao, ngươi xem ta có cái năng lực đó không đã. Trương Dương nở nụ cười nói, sao Lưu Bí Thư lại nóng tính như vậy. Ta cũng đâu có ý gì đâu, chỉ là nghe nói trước kia người với An Lão có chút hiểu lầm, cũng đã mấy chục năm rồi còn gì, việc gì cứ phải so đo tính toán như vậy nữa, cứ vui vẻ sống cho tốt có phải hơn không? Ta thấy Lưu Bí Thư là người phóng khoáng rộng lược, chắc cũng không để mấy việc còn con này trong lòng chứ. Lưu chuyện khôi nhịn không được phải nở nụ cười, ngươi là người ngoài hiển nhiên nói sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu là ngươi, thù giết cha, ngươi có thể dễ dàng quên không? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là nói cho lấy lệ, đỡ mất mặt, không người ta lại coi khinh hắn là người vì vinh quên nhục. Suy nghĩ một chút, hắn lại chậm rãi nói, người yên tâm đi, ta cũng hiểu ý nghĩa của việc đầu tư lần này không chỉ với thôn Thanh Hà với xã Hắc Sơn Tử mà ngay cả huyện Xuân Dương cũng có ý nghĩa không kém. Tuy rằng ta không phải là người độ lượng nhưng cũng không phải là kẻ cổ hủ cố chấp, hắn có thể tạo phúc cho nhân dân, nhất định ta sẽ không tìm cách gây khó dễ hắn. Quả thực những lời này, chẳng khác gì liều thuốc an thần, Trương Dương mỉm cười nói, kỳ thực lần đầu tư này của An lão sẽ đem lại lợi ích cực kỳ to lớn tới thôn Thanh Hà các ngươi. Căn cứ theo bản kế hoạch thì hạng mục đầu tiên đó là tu sửa kiến thiết lại toàn bộ hệ thống giao thông nơi đây, rồi còn hẳn một đại lộ kéo dài từ thôn Thanh Hà lên tận đỉnh Thanh Vân Phong. Hơn nữa việc này còn có thể giải quyết công ăn việc làm cho đại bộ phận người dân trong thôn. Ta cũng đã nghĩ rất nhiều, chưa quyết định việc tu sửa kiến thiết hệ thống giao thông ở đây sẽ giao cho ai nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có ngài là thích hợp nhất. Lưu chuyện khôi nghe xong cũng giật mình, hóa ra là người ta đã chuẩn bị sẵn một phần lễ hậu hính tới như vậy, việc ngon ăn như vậy chắc chắn không ít kẻ giòm ngó. Nếu như Trương Dương đã có lời hứa hẹn như vậy, hẳn là hắn đã xem trọng mình. Lưu chuyện khôi cũng không phải là cố chấp, người kính ta một thước, ta kính lại ngươi một trường. Trương Dương lại nói tiếp, nếu như khu lưu sinh thái núi thanh thai có thể hoàn thành, các chùa triền miếu máu ở chỗ này đều được tu bổ lại toàn bộ. Đây chẳng phải là việc tốt muôn đời sau sao. Lưu chuyện khôi gật gật đầu, chỉ cần mọi người có thể sớm ngày thoát khỏi nghèo khó, ân oán cá nhân ta có thể bỏ qua một bên, nhất quyết không lấy việc công trả thù riêng. Hai ngày sau An Chí Viễn cũng đặt chân tới Xuân Dương. Mục đích chính của hắn lần này cũng là đích thân khảo sát lần cuối chuyện tình ở núi Thanh Thai, nhưng vì được lời mời của Ủy ban Nhân dân huyện nên hắn mới dừng chân ở Xuân Dương mà chưa tới thẳng xã Hắc Sơn Tử. Trương Dương Nguyên là phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư huyện, hiển nhiên cũng có vinh hạnh có mặt trong đoàn đón tiếp. Chỉ là lần này có những cán bộ cấp cao trên huyện, hiển nhiên Trương Dương không có tư cách ngồi chung bàn với An Lão. Trong đó có Cục trưởng Cục Thuế Vương Bác Hùng, chủ nhiệm sở công thương Triệu Thành Đức, chủ nhiệm sở thương mại Tống Thụ Thành, lại còn vị trưởng xã hắc sơn từ tiền nhiệm hồ ái dân giờ hắn đang giữ chức phó chủ nhiệm sở công thương tuy hồ ái dân biểu hiện bên ngoài hay trong công việc đều hòa hợp êm đẹp với vương bác hùng thế nhưng thù hận trong lòng hắn thì chưa lúc nào nguôi ngoai cũng chính vương bác hùng lợi dụng chuyện trường tiểu học bị cháy dồn ép hắn tới nước phải từ chức trường xã nếu như không phải thủ trưởng dương thủ nghĩa leo lên cái chức bí thư huyện ủy rồi quay lại bảo trợ hắn thì bây giờ hắn cũng chẳng biết mình còn đang lưu lạc nơi nào nữa chuyện, y đạo quan đồ. Hai người bọn họ đều thừa biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, thế nhưng những lúc nào hai ánh mắt họ vô ý giao nhau thì đều là nụ cười ấm áp hỏa ái trên môi. Hầu như trong lòng bọn họ đều nghĩ một điều, mẹ nó chứ. Sao ngươi không chết quách đi cho rồi? Bọn họ không chỉ đều sống sót trên quan trường, mà hơn hết lại còn được thăng quan tiến chức, sống rất tốt nữa là đằng khác. Từ việc hai người bọn họ là trung tâm của những cuộc nói chuyện, hay việc bọn họ hay được mọi người kính rượu là có thể nhìn ra trong đám cán bộ lãnh đạo cấp huyện hai người bọn họ cũng có địa vị nhất định chuyện y đạo quan đồ hồ ái dân không chỉ hận vương bác hùng mà còn hận cả thằng nhãi trương dương kia thế nhưng hắn cũng biết hiện giờ chưa phải là lúc đối phó với thằng nhãi kia lý trường vũ vừa đi là tần thanh lại tới bảo trợ cho hắn nghe đồn quan hệ của hai người bọn họ cũng không phải bình thường như cấp trên với cấp dưới suy đi tính lại Hồ Ái Dân cũng quyết định không nên động chạm gì tới Trương Dương, bởi nhẽ Trương Dương cũng không phải là chủ mưu trong việc ép buộc hắn phải từ chức trưởng xã. Hơn hết, hắn còn nhận định, với những mối quan hệ của hắn, sau này thằng nhãi Trương Dương nhất định còn tiến xa hơn nữa. Đừng thấy thằng nhãi đó tuổi còn trẻ mà xem thường. Trên quan trường, nhìn người là phải nhìn vào năng lực cùng bối cảnh. Mấy gã cán bộ nhà nước ngồi uống rượu nói chuyện với nhau thì chắc chắn chỉ toàn hư tình giả ý với khẩu Phật tâm xa. Tuy vậy Trương Dương cũng chẳng buồn để ý, mà kể các người nói chuyện trăng sao trên trời gì gì đó, Trương Dương vẫn lẳng lặng ngồi uống một mình. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ở mấy bữa tiệc rượu này, rượu vào lời ra là chuyện không thể tránh khỏi, gã cục trưởng cục lâm nghiệp Cao Xuân Huy Chính là một người như vậy. Gã nát rượu này tuy rằng chẳng uống được là bao, thế nhưng lại cứ thích đi nhậu nhẹt. Được xăm ba chén, có tí men là lá gan hắn cũng lớn hơn, chuyện gì cũng dám nói ra. Khuôn mặt hắn vì say rượu mà đỏ bừng lên, đôi mắt hắn híp chặt lại, ánh mắt chuyển dần về phía Trương Dương đang ngồi kia, giọng điệu đầy ý vị thâm trường nói, "Ở đây người có bản lĩnh nhất thì phải kể đến Tiểu Trương chủ nhiệm." "Ờ, có thể làm tần chủ tịch huyện coi trọng, đàn ông cũng chẳng có mấy người." "Chuyện y đạo quan đồ." Tất cả mọi người trong bàn nghe xong đều giật mình sửng sốt, ai biết thằng nhãi kia lại dám nói ra những lời như vậy. Nhưng bọn họ cũng không dám bàn luận gì, đều giả bộ như không nghe thấy. Người thì cứ uống rượu chuyện trò tiếp, người lại gắp đồ ăn lia lịa cho vào mồm. Trương Dương cũng nghe thấy rõ mồn một nhưng cũng không nói tiếng nào. Đúng lúc này thì An Ngữ Thần ở đằng xa gọi tới. Trương Dương cũng nhân tiện đây rời đi luôn, căn bản ngồi uống rượu với mấy gã này hắn thấy không có hợp. Thế nhưng Cao Xuân Huy vẫn chưa chịu thôi, lại bồi thêm một câu nữa, ta cũng không thể hiểu nổi. Hai người các ngươi, nam chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng, lại ở chung một phòng vậy thì sẽ làm chuyện, chuyện gì nhỉ? Trương Dương vừa đứng dậy chưa kịp đi lại nghe thấy câu đó, nhưng vẫn phải giả bộ như chưa nghe thấy gì, chậm rãi đi tới chỗ An Ngữ Thần. Trương Dương thấp giọng nói nhỏ với An Ngữ Thần, có thể giúp ta cho hắn một bài học được không? Hai mắt An Ngữ Thành sáng lên, giọng nói sặc mùi rào hoạt của mấy gã con buôn, vậy ngươi phải dạy ta công phu điểm huyệt. Trương Dương chẳng cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Chỉ cần làm xong việc, đừng nói là dạy võ công cho dù nàng ta đòi hắn lấy thây báo đáp hắn cũng chịu liền. An ngữ thần quả nhiên là người thẳng thắn sòng phẳng, Trương Dương vừa gật đầu là nàng liền xoay người lại đi tới bàn rượu lúc nãy Trương Dương ngồi. Chậm rãi nhấc chén rượu lên đổ thẳng lên đầu Cao Xuân Huy. Đột nhiên bị người khác đổ rượu lên đầu, Cao Xuân Huy cũng giật mình một cái, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị an ngữ thần bạt tai thêm hai cái rõ đau nữa. Nàng cả giận nói, lưu manh. Người thân là cán bộ nhà nước mà lại đi chửi bới sau lưng người ta như vậy mà coi được à. Bị một tiểu nha đầu sỉ nhục trước mặt bao người như vậy, Cao Xuân Huy giận dữ gầm lên một tiếng đứng phát dậy quay đầu lại, vươn bàn tay to bè của mình ta tóm lấy vai xú nha đầu kia, định bụng phải dạy bảo cho nàng ta một bài học nhớ đời. Cho dù đối phương là thương nhân Hồng Kông, hay là con gái đi chăng nữa, hắn cũng mặc kệ, nhất quyết phải giữ chút thể diện đàn ông tuy rằng thân hình cao xuân huy cũng được coi là cao to vạm vỡ thế nhưng cho dù hắn có to con gấp hai đi chăng nữa an ngữ thần vẫn chỉ coi hắn như một người phổ thông tầm thường bàn tay to của hắn còn chưa kịp chạm vào vai an ngữ thần đã bị cánh tay trái nàng nhẹ gạt sang một bên sau đó thuận thế một quyền nhanh như chớp đấm thẳng vào mũi hắn cao xuân huy choáng váng đứng không vững nữa ngồi bệt xuống đất máu mũi chảy ra ào ào cũng bởi vì tiếng động quá lớn nên thu hút sự chú ý của toàn hội trường ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đây. Bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa thấy có sự tình phát sinh không khỏi tức giận tím mặt quát lớn Cao Xuân Huy. Người đang làm cái trò gì vậy? Cao Xuân Huy một tay bưng một tay chỉ thẳng vào an nữ thần, vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Dương Bí Thư, trong lòng lại chửi thầm Dương Thủ Nghĩa, mẹ nó chứ. Ta bị người ta đánh ra nông nỗi này, người lại còn nói ta là sao? An Chí Viễn Thừa biết tính khí đứa cháu gái mình ra sao, vừa nhìn là biết ngay chuyện gì xảy ra, chắc hẳn là nàng ta lại gây chuyện. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tiểu yêu, ngươi làm gì vậy? An ngữ thần quay lại dùng tiếng Quảng Đông nói một thôi một hồi, đa số mọi người ở đây nghe không hiểu, thế nhưng An Chí Viễn nghe xong sắc mặt lại trầm xuống. Hóa ra là An ngữ thần tố cáo Cao Xuân Huy dở trò đồi bại nên mới ra tay xử lý. An Chí Viễn nghiêm mặt lại, gật gật đầu nói, Dương Bí Thư. Phải chăng đây là tố chất cán bộ huyện Xuân Dương các người? nói xong hắn cũng lạnh lùng đứng dậy dẫn An Ngữ Thần bỏ đi. Lúc đi ngang qua người Trương Dương, An Ngữ Thần làm vẻ mặt vô cùng đắc ý đánh mắt ra hiệu cho hắn. Trương Dương bỗng nhiên phát hiện, tiểu nha đầu chua ngoa đanh đá này cũng có điểm đáng yêu đó chứ. Trương Dương cười cười gật gật đầu đáp trả ra chiều đã hiểu ý. Lúc Cao Xuân Huy được người khác nói cho nghe những lời vừa rồi của An Nữ Thần, quả thực hắn bị oan uổng, khóc không ra nước mắt hắn làm vẻ mặt đau khổ quay ra minh oan với dương bí thư ta không có làm thực sự là ta không có làm gì hết ánh mắt hắn cầu xin nhìn đám người xung quanh thế nhưng cả đám lại giả ngơ kiểu như chưa biết chưa nghe chưa thấy gì cả cao xuân huy cũng không ngờ cùng là đồng chí đồng xử với nhau thế mà bọn họ lại chỉ biết bo bo giữ mình thấy chết không cứu nếu như không ai đứng ra giải thích dùm hắn thì cho dù có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội danh này Dương Thủ Nghĩa cũng chẳng muốn nghe thằng nhãi kia giải thích gì thêm, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi. An Lão là khánh quý của cả huyện Xuân Dương, cấp dưới gây chuyện, thân là bí thư huyện hắn cũng phải đích thân tới xin lỗi. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương chậm rãi đi tới bên cạnh Cao Xuân Huy, vẻ mặt như thông cảm đưa hắn cái khăn tay xì mũi, vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn nhỏ giọng nói, cục trưởng Cao, leo lên tận cái chức này rồi, cũng đừng nên như đám trẻ bọn ta, nói năng không biết giữ ý như vậy chứ. Nói xong Trương Dương cũng thản nhiên xoay người bỏ đi. Cao Xuân Huy nghe xong mặt mày ngây ngốc đứng yên một lúc lâu. Lúc sau hắn mới giật mình tỉnh lại, phải chăng trận đòn này liên quan tới tiểu tử Trương Dương kia. Lại nhớ tới mấy lời nói xấu tần chủ tịch trên bàn rượu, Cao Xuân Huy mới nhận ra, căn bản đây là họa từ miệng mà ra. Nghĩ thông suốt rồi, hắn cũng chẳng thấy tuổi thân nữa, mà chỉ còn buồn phiền cùng hối hận một người là tiểu trương chủ nhiệm danh tiếng lẫy lừng, một người là chủ tịch huyện tân nhiệm, một gã cục trưởng như hắn há có thể nói năng sằng bậy được hay sao? Cao xuân huy hận không thể từ tay tát cho mình hai cái thật đau, thế nhưng hắn cũng không có gan đi ngược đãi bản thân như vậy. tuy sự việc chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong mắt những người khác thì việc cục trưởng cục lâm nghiệp Cao xuân huy bị đánh đòn oan không hề đơn giản như vậy. điều này thể hiện tiểu trương chủ nhiệm căn bản không thèm để mắt tới một ai trong số bọn họ. Nếu như những lời vừa rồi không phải từ miệng Cao Xuân Huy mà là một người khác trong số bọn họ, Tiểu Trương chủ nhiệm cũng bất kể tình thâm mà ra tay trừng phạt. Bối cảnh người ta hùng hậu như vậy, muốn xử mấy người bọn họ thì dễ như trở bàn tay, xem ra lần tới phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói hơn. Chuyện y đạo quan đồ. Trong buổi tiệc rượu ngày hôm nay, người cảm thấy may mắn nhất lại chính là Hồ Ái Dân, bởi lẽ người có thù hận sâu nhất với Trương Dương ở đây cũng chỉ có mình hắn, thế nhưng hắn cũng biết kìm nén bản thân không để lộ ra bất cứ điều gì cả, biểu hiện bên ngoài vẫn là hòa ái thân thiện. Qua chuyện của Cao Xuân Huy, Hồ Ái Dân cũng quyết định không nên gây thù chuốc oán với tiểu tử Trương Dương nữa, điều này cũng dẫn tới lòng hận thù của hắn với Vương Bác Hùng cũng giảm đi phần nào. Tuy rằng Dương Thủ Nghĩa đuổi theo tận ra ngoài cửa xin lỗi dối rít thế nhưng An Chí Viễn vẫn bực tức nên cũng làm mặt lạnh giả lơ như không nghe thấy gì. Lúc ra hẳn ngoài nhà khác ủy ban huyện An Nữ Thần mới đem đầu đuôi sự việc kể lại cho ôn nội nghe, An Chí Viễn nghe xong cũng chỉ biết cười khổ noi, hồ đồ. Trương Dương muốn giáo huấn người khác thì tự hắn đi làm, việc gì phải bắt yêu nhi của chúng ta ra tay như vậy. Hỏng hết hình tượng cháu gái ta rồi. Lúc này Trương Dương cũng vừa đi ra, thấy An Chí Viễn đang ở một bên dậy bảo cháu gái mình, Trương Dương liền hiểu ra chắc chắn nàng ta đã đem đầu đuôi sự việc nói rõ với ông nội nên mới bị trách mắng như vậy. Trương Dương cười cười đi lại chỗ hai ông cháu nhỏ giọng nói, An Lão Tiên Sinh người cũng đừng nên nóng giận, kỳ thực chuyện này ta tự mình xử lý cũng được, thế nhưng suy đi tính lại thì để an tiểu thư xuất thủ là tốt hơn hết. An ngữ thần vẫn chưa hiểu ra làm sao, gặng hỏi lại có chuyện gì tốt. Người thử nghĩ mà xem, tuy rằng huyện ủy vẫn luôn tỏ thái độ cứng rắn về chuyện đầu tư của các người, thế nhưng làm chính trị là vậy, bằng lòng như không bằng mặt. Dù sao họ cũng là người các ngươi cần nhờ và nên mới ra bộ làm cao như vậy. Người thấy đó, ngay tại đường trường ngươi thẳng tay tát cho cục trưởng cục lâm nghiệp hai cái, thế nhưng cuối cùng cũng có bị gì đâu. Ai mà chẳng biết hắn bị oan, thế nhưng cũng chẳng có ai dám ra mặt nói đỡ cho hắn một lời, điều này chẳng phải chứng minh huyện ủy chúng ta vẫn rất sợ các ngươi sao? Chỉ hai cái tát mà có thể làm sáng tỏ một việc, các ngươi nói xem, có đáng làm hay không? Có phải là việc tốt hay không? Chuyện y đạo quan đồ. An Chí Viễn là người đầu tiên cười lớn chỉ chỉ vào trương dương cười nói ta đã đến nhiều nơi của đại lục cũng gặp qua nhiều cán bộ nhà nước từ cao tầng tới nông thôn thế nhưng ngươi là người đầu tiên ta thấy khác hẳn bọn họ ha 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 ngươi cũng thật là tố chất quá tuyệt mà ha 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 vốn dĩ huyện ủy cũng điều hẳn xe riêng đưa đón an trí viễn thế nhưng đều bị hắn thẳng thừng cự tuyệt mà lại kêu đích thân trương dương đưa bọn họ tới khách sạn minh châu nghỉ ngơi cứ như vậy cả đám cán bộ huyện xuân dương mới biết được tầng quan hệ thát thiết đến mức nào của tiểu trương chủ nhiệm với an lão tiên sinh cho dù dương thủ nghĩa thân là người có quyền lực cao nhất ở đây cũng chỉ có thể oán hận nhìn trương dương lai bọn họ đi giờ đây hắn cũng quy kết chính trương dương là thủ phạm bày ra cái trò đem gà chết bỏ vào giường hắn và viết lên cái hàng chữ kia cứ mỗi lần nghĩ tới tràng cảnh lúc đó hắn không khỏi dùng mình ớn lạnh một cái tuy rằng vụ việc mỏ than xảy ra tai nạn đã lắng xuống thế nhưng từ chuyện đó hắn mới chân chính nhận ra sự đáng sợ của thằng nhãi trương dương kia em trai hắn dương thủ thành không chỉ một lần dặn đi dặn lại hắn nhất quyết không được đụng đến trương dương thằng điên đó có thể làm bất cứ chuyện gì không từ bất kỳ thủ đoạn nào thằng nhãi đó chẳng khác gì sát thần cả mặc kệ người ta nghĩ gì trương đại quan nhân vẫn tự nhận mình là người có học luôn nói chuyện phải trái đương nhiên đây là trường hợp người ta không đụng tới lợi ích của hắn nếu không hắn nhất quyết cho thằng nhãi đó hẳn chết không thôi Thực ra Trương Dương cũng chẳng mấy thiện cảm với vị bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa kia, tuy rằng hắn là người có quyền lực cao nhất cái huyện Xuân Dương này, nhưng Trương Dương cũng chẳng muốn hắn hưởng chút lợi lộc nào từ vụ đầu tư này của An Lão. Trước đây Lý Trường Vũ cũng định trước lúc lên Giang Thành nhậm chức cố gắng vất phát đại chiến tích, thế nhưng đột nhiên hắn lại an phận thủ thường bình thản nhận cái chức phó chủ tịch thành phố Giang Thành mà không làm nốt vụ đầu tư của An Lão. Bởi lẽ hắn biết, chiến tích là điều cơ bản để thăng quan tiến chức, nhưng nếu như chiến tích bản thân lớn quá mức cho phép thì trái lại lại đem tới nhiều rắc rối hơn mà thôi. Nếu như ở Xuân Dương hắn quá nổi tiếng, đến lúc lên giang thành nhậm chức, chắc chắn càng làm nhiều người đố kỵ cùng thù hận thêm mà thôi. Trừ phi người có đủ năng lực tiêu hóa, chứ đừng nên tham ăn kẻo có ngày bội thực. Chuyện, y đạo quan đồ, đam mỹ cổ đại. Nói thì nói vậy chứ Lý Trường Vũ cũng thấy không cam lòng, hắn trồng cây há lại để người khác hưởng lộc sao. Nếu là người khác thì còn được chút ân tình, Thế nhưng là Dương Thủ Nghĩa hưởng sái thì hắn thực không cam lòng chút nào. Vì vậy lần này Lý Trường Vũ cũng nhắc nhở Trương Dương nên đem cơ hội ký kết hợp đồng với An lão giao cho Tần Thanh, dù sao để nàng cũng đại diện cho cả huyện ủy Xuân Dương, về lý về tình đều hợp lẽ. Nếu như thành công thì sẽ là chuyện tốt mọi mặt với tất cả mọi người, chỉ có điều, nếu như An lão mở lời phản đối thì mọi chuyện sẽ đổi chiều. Lúc đi trên đường Trương Dương cũng chuyển trọng tâm câu chuyện về dự án mở khu du lịch sinh thái núi Thanh Thai vừa nói Trương Dương cũng thêm một số ý kiến của mình để dự án phù hợp với vùng rừng núi thanh thai hơn. An Chí Viễn cũng chăm chú lắng nghe Trương Dương nói, dù sao Trương Dương cũng là người bản địa, hiển nhiên nhiều thứ Trương Dương hiểu rõ hơn bọn họ. An Chí Viễn nghe xong cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói, ta thực không ngờ, mới chỉ một thời gian ngắn không gặp mà trình độ quản lý, tầm mắt của ngươi cũng nâng lên khá cao rồi đó. Trương Dương liền làm vẻ mặt kiêm tốn cười nói, người cứ nói quá, thực ra những lời này đều không phải là của ta, mà toàn là ý kiến của nữ chủ tịch huyện Tần Thanh bọn ta nói đó chứ. Nàng ta cũng muốn gặp An Lão trao đổi đôi chút về dự án lần này. An Chí Viễn gật gật đầu nói, cũng được, hai ngày nữa ta sẽ trở lại Xuân Dương, người giúp ta sắp xếp gặp mặt Tần Chủ tịch một chút. An Ngữ Thần Khanh khách cười nói, thôi ngươi đừng giả bộ nữa, ta cũng có nghe loáng thoáng thấy chuyện xấu của ngươi với nàng ta. Nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Dương hung hăng liếc mắt nhìn An Ngữ Thần, giọng điệu lạnh lùng nói, người có bị bệnh không vậy? Nàng ta là chủ tịch huyện Xuân Dương, còn ta chỉ là gã cán bộ quen. Hơn hết ta với nàng chẳng có cái việc quái gì xảy ra cả. Mà ta cũng đã có bạn gái, người đừng có suy nghĩ cái kiểu lệch lạc như vậy nữa được không? Chuyện, y đạo quan đồ. Bạn gái ngươi là ai? Không phải là cô nàng sợ yên nhiên mặc đồ đỏ đó chứ? chẳng hiểu sao An Ngữ Thần lại cực kỳ có hứng thú với đời tư của thằng nhãi Trương Dương này. Trương Dương thở dài nói, người Hồng Kông các ngươi đều thích soi mói đời tư người khác như vậy à? Người chẳng khác gì mấy bà tám. An Chí Viễn ha hả cười nói, thì nó chính là bà tám mà. Trương Dương cũng cười hùa theo. Hai hôm sau Tần Thanh cũng vì cuộc hẹn với An Lão Tiên Sinh nên mới trở lại Xuân Dương. Mới mấy ngày không gặp mà trông nàng đã gầy đi không ít, tóc cũng cắt ngắn lại ngang vai, sắc mặt thì lại hơi tái, chứ không còn vẻ hồng hào như mọi ngày. Bộ bồ màu đen tuyền lại càng làm nổi lên vẻ tiều tụy của nàng. Trương Dương trông thấy cũng thấy có chút lo lắng, phải chăng sự việc lần trước gây cho nàng đả kích quá mạnh khiến nàng xa suốt tinh thần, chứ không sao mới đó mà trở nên tiều tụy như vậy? An Chí Viễn chọn địa điểm gặp mặt là một nhà hàng cao cấp nằm đối diện khách sạn Minh Châu. Trên bàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả, trà ô long cùng mấy món điểm tâm. Tuy tần thanh đến nhưng an ngữ thần vẫn lặng lặng ngồi uống trà, trên thực tế nàng cũng chẳng có việc gì phải làm cả, mọi việc đều do ông nội quyết. Ánh mắt trương dương tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng nhìn tần thanh, thế nhưng tần thanh lại làm như không thấy, chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi mỉm cười bắt tay với an lão xong ngồi xuống chỗ đối diện. Trước khi tới đây tần thanh cũng tham khảo qua ý kiến của một vài chuyên gia, rồi tự mình sửa đổi chỉnh lý một chút thành văn bản đưa cho an lão xem qua. An trí viễn vừa xem vừa gật đầu thấy hay là một thương nhân mưu cầu lợi nhuận, điều an trí viễn đó là những hành động thực tiến, bởi vậy hắn cũng khá hài lòng phong cách làm việc nhanh nhẹn chu đáo của vị tần chủ tịch huyện này. Sau khi đọc lướt qua, hắn đưa tập tài liệu qua cho cháu gái rồi mỉm cười nói, nghe nói tần chủ tịch trước đây từng du học bên Mỹ, bởi vậy tầm nhìn cũng sâu rộng hơn lão già ta đây nhiều. Muốn chuyện ra nhanh và đều hơn mời vào đây góp sức. Tần Thanh rè rặt cười nói, an lão khách khí rồi, một tiểu bối như tôi sao có thể so sánh được với người từng trải trên thương trường nhiều năm như ngài. Hơn hết, danh tiếng của ngài còn vượt ra cả Hồng Kông, vươn ra tận cả khu vực Đông Nam Á này. Một huyền thoại như ngài là điều ngưỡng mộ, là tấm gương để lớp trẻ thời nay noi theo. An Chí Viễn ha hả cười lớn, được người khác tâm bốc như vậy hắn cũng vui vẻ gật gật đầu tán thưởng, quả thực hậu sinh khảo ý. Thấy đám thanh niên trẻ tuổi tài cao các người ta mới nhận ra mình đã già rồi thời đại này cũng sắp phải chuyển giao cho lớp trẻ các ngươi tiếp quản rồi. Trương Dương thừa đúng dịp vỗ mông ngựa cái rõ to, gừng càng già càng cay. Ta lại thấy người vẫn còn sung sức dẻo dai lắm, làm thêm đôi ba chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Cái gì mà sung sức với dẻo dai? Già rồi già rồi, hơi sức đâu mà còn tranh công tiếc việc với đám trẻ các ngươi nữa. Ta định dự án khu du lịch sinh thái sẽ chuyển giao cho con trai ta là An Đức Hằng phụ trách chắc có lẽ khoảng ngày mai hắn sẽ tới đây, đến lúc đó việc ký kết hợp đồng cũng sẽ do hắn cùng tần chủ tịch chủ quản. Nghe thấy vậy Trương Dương liền có một dự cảm không lành. Dự án khu du lịch núi Thanh Thai từ đầu chí cuối cũng chưa thấy hắn tham gia một chút nào, tự dưng đùng một cái đòi chen ngang làm phụ trách dự án, không phải là cha con lão giả này mưu đồ chuyện gì đó chứ. Ánh mắt Trương Dương chuyển dần về phía Tần Thanh, đột nhiên giật mình một cái như phát hiện ra điều gì. Phải chăng lão già này nhìn chúng nàng ta, không phải có ý muốn nàng ta làm con dâu đó chứ. Thảo nào lão già này đột nhiên lại để con trai mình chủ động ra trận tiền giết giặc, định nhân cơ hội này để hai người bọn họ qua lại, hóa ra là có mưu đồ cả. Nghĩ tới đây chẳng hiểu sao Trương Dương lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Những người khác ở đây không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng của Trương Dương, cũng chỉ vì nghe được tin An Đức Hằng sắp tới nên Trương Dương mãi lo nghĩ tính toán xem những bước tiếp theo nên cũng không để ý An Ngữ Thần ngồi bên cạnh đang đưa chén trà qua do không chú ý nên cầm trượt làm chén trà đổ hết cả ra đúng quần. Thấy bộ dạng trật vật của Trương Dương, an ngữ thần khanh khách nở nụ cười nói, người lớn như vậy rồi mà vẫn còn đái dầm là sao? Lúc này Tần Thanh cũng không giả lơ được nữa, ánh mắt chuyển qua bên này một chút. Lúc ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt Trương Dương cũng đang nhìn mình, nàng vốn tưởng mấy ngày nay ở Giang Thành đã luyện được tâm tình cứng rắn như trước, thế nhưng lúc bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Trương Dương, chẳng hiểu sao nỗi niềm trong lòng tưởng như bình lặng lại đang dâng trào mạnh mẽ. Tần Thanh không dám đối mặt nhìn Trương Dương nữa, hai hàng lông mi cũng cụp xuống, lặng lẽ ngồi im nhìn chén trà nóng trong tay, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình đang sao động của mình. Chuyện, y đạo quan đồ. Thực ra nàng không thể quên được cái cảnh Trương Dương dùng tấm thân mình che chắn bảo vệ nàng trước sự phẫn nộ của hàng trăm người ở khu mỏ than, nàng lại càng không thể quên được cái lần trương dương không tiếc hiểm nguy ôm chặt mình lúc chiếc xe tải điên cuồng kia đâm vào ô tô nếu như gặp mặt nhau là do trùng hợp cứu giúp nhau là do số mệnh thế sao hết lần này tới lần khác trương dương vẫn thật lòng không màng hiểm nguy cứu giúp mình từ trước tới giờ tần thân vẫn không tin tưởng vào duyên số thế nhưng giờ đây hiện thực ngay trước mắt khiến nàng không thể không tin lý trí của nàng cho nàng biết giữa hai người bọn họ sẽ không thể có kết quả gì Thế nhưng những cung bậc tình cảm kia thì nàng không sao giải thích được. Nàng cũng thấy sợ chính những thứ tình cảm đó của mình, nàng không sợ những lời đồn đại của thiên hạ, mà nàng sợ rằng đến một lúc nào đó nàng không thể kiềm chế nổi bản thân bị cuốn theo những tình cảm đó. Nàng nhận định, Trương Dương không giống như những thanh niên trẻ tuổi thông thường. Hắn là một gã đàn ông điển hình, nam tính, thẳng thắn bộc trực, không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng làm chủ được tình cảnh. Hắn là một người hành động theo cảm tính cũng bởi vậy hắn thường không che giấu tình cảm thật của mình, có lẽ như vậy không được hay cho lắm, thế nhưng cũng chính vì hắn luôn cởi mở như vậy lại có thể làm người khác thấy gần gũi hơn. Hắn là một người mạnh mẽ, cũng chính điểm này làm nàng thấy cảm giác an toàn mà từ trước tới nay chưa hề có. Tần Thanh nhẹ nhàng từ chối lời mời dùng cơm của An lão, chẳng biết có chuyện gì không mà rời đi rất vội vàng. Trương Dương cũng định đưa nàng ta đi, thế nhưng lại bị Tần Thanh cự tuyệt, nàng nói đã có ô tô riêng của huyện ủy rồi không dám nhờ Trương chủ nhiệm. Trương Dương cũng chẳng biết nói lời nào hơn, đành phải để nàng ta rời đi. Con người đôi khi cũng kỳ quái, người khác càng muốn chạy trốn, họ lại càng muốn đuổi theo cho bằng được. Cho dù Tần Thanh có cố tình tránh né thế nào đi chăng nữa, nhưng bởi vì còn liên quan đến vấn đề công tác nên đôi lúc nàng vẫn phải đối mặt với Trương Dương. Lúc gặp lại Trương Dương ở phòng làm việc, tâm tình của nàng cũng bình ổn lại rất nhiều, vẻ mặt ngoài cũng trở nên lạnh lùng như thường. Chuyện, y đạo quan đồ. Ở Ủy ban Nhân dân huyện, là cấp dưới nên Trương Dương cũng phải lễ phép cùng nói năng cần mật. Trương Dương cười nói, Tần Chủ tịch tìm ta có chuyện gì vậy? Phải chăng là định thăng trước cho ta? Trương Dương cũng là có ý muốn trêu đùa nàng ta vài câu để giảm bới cái không khí ngột ngạt như bây giờ. Tần Thanh lại không lộ chút vui vẻ gì, nghiêm mặt nói, chính phủ đã họp bàn thảo luận qua, người công tác tại sở thương mại cũng có chút thành quả. Hiện huyện ủy quyết định chuyển biên chế chính thức ngươi lên Sở Thương mại. Là thăng quan thật sao? Tuy rằng được thăng quan nhưng Trương Dương cũng không cảm thấy vui mừng như trước. Bởi lẽ giờ đây Trương Dương cũng đã hiểu sâu sắc câu nói trước kia của An lão, làm quan không phải xem ở chức quan to hay nhỏ, mà làm quan là phải xem người đó làm được nhiều hay ít việc có ích cho đất nước, cho nhân dân. Căn bản cũng nhờ thế lực của Phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ cha nuôi hắn, hay như bây giờ được sự bảo trợ của An lão tiên sinh hắn mới có thể cư xử hay làm những chuyện vượt quá quyền hạn của một gã phó chủ nhiệm quen. Tần Thanh thấp giọng nói, sở thương mại và đầu tư chủ yếu là tìm kiếm những khoản đầu tư vào huyệt, sau khi ký kết hợp đồng với An Lão xong, còn phải phối hợp với nhiều ban ngành khác để mau chóng thúc đẩy công tác xây dựng cờ sở hạ tầng triển khai dự án. Ta thấy sở thương mại và đầu tư chủ yếu là làm công tác ban đầu, còn lại việc triển khai thiết kế xây dựng dự án lại không thuộc thẩm quyền của bên các ngươi nếu không sẽ tạo thành sự trồng chéo lẫn nhau giữa các ban ngành. Lúc này Trương Dương mới nhận ra thâm ý trong lời quả phụ Tần Thanh này, đầu tiên là cho hắn một viên đường ngọt lịm rồi sau đó tước bỏ quyền hạn của hắn trong dự án lần này, giới hạn hắn chỉ làm những việc của sở thương mại và đầu tư, còn những việc khác đã có người lo liệu. Ánh mắt Trương Dương đầy vẻ thất vọng nhìn Tần Thanh, nhất thời chẳng biết nói gì, cứ đứng im lặng lặng nhìn như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như là để tránh người khác lời ra tiếng vào, thì cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ Nàng ta nói như vậy chẳng khác nào bảo hắn ngày ngày ngồi chơ mắt ếch ở cái sở thương mại và đầu tư kia sao Tần Thanh bị Trương Dương nhìn một hồi lâu cũng thấy hơi sợ Nhịn không được mắng nhẹ một tiếng Người nhìn ta làm gì Có gì không đồng ý thì cứ việc nói ra Trương Dương cười cười nói Ta nói Chiều mượn giao giết người của Tần Chủ tịch cũng thực cao minh quá đi Tần Thanh trừng mắt nhìn Gắt gỏng mắng Người nói cái gì vậy cái gì mà mượn dao giết người? Chính phủ đều phân công dành mạch công tác chuyên trách của từng ban ngành. Ta hỏi, công tác chủ yếu của sở thương mại và đầu tư các ngươi là gì? Đừng có bảo, người thân là phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư mà cũng không biết công việc của mình là gì nhé. Được, Trương Dương lớn tiếng nói, người đừng tưởng ta không biết ngươi làm vậy là có ý gì. Chẳng phải là để tránh người ta nói xấu sau lưng ngươi sao. Ngươi sợ rằng danh tiếng của ta ở sở thương mại quá lớn nên người khác ganh ghét đi nói xấu ngươi, nói ngươi vì tình cảm riêng tư nên thiên vị ta phải không? Khuôn mặt tần thanh cũng hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng thằng nhãi này có nên nhất thiết phải nói rõ ràng ra như vậy không? Nàng cố gắng làm mặt lạnh lạnh lùng nói, ta mà phải thiên vị ngươi sao? Căn bản ngươi chẳng có quan hệ gì với ta, việc gì ta phải thiên vị ngươi cơ chứ? Ta nhắc nhở trương phó chủ nhiệm ngươi, không nên công tư lẫn lộn như vậy, đây là phòng làm việc của chủ tịch huyện, người có thể ăn nói cho cẩn thận một chút được không? Trương Dương nhếch mép cười nhạt một tiếng, gật gật đầu nói, chủ tịch huyện làm việc quả nhiên có phong phạm. Vẫn là ta công tư lẫn lộn, vậy ta hỏi ngươi, sở thương mại và đầu tư bọn ta khổ cực đi kêu gọi đầu tư, đến cuối cùng cũng để cho đám các ngươi hưởng lợi, chỉ một câu nói của tần chủ tịch huyện liền đá văng bọn ta không thương tiếc. Có phải ngươi muốn thông qua việc này chứng tỏ mình là người trí công vô tư, một vị quan thanh liêm liêm khiết sao? Tần Thanh cười nhạt một tiếng nói, ta nhắc lại một lần nữa, ngươi nên xem xét lại địa vị cùng chức phận của mình ở đâu. Đây là do chính phủ quyết định, ngươi không có quyền phản đối. Ngươi đi ra ngoài cho ta, nói xong nàng liền cầm tờ báo lên chăm chú đọc, chẳng thèm để ý tới Trương Dương nữa, đây cũng chẳng khác gì hành động đuổi khách cả. Trương Dương cũng thấy giận thực sự, cả ngày bám theo đít cúc cung tận tụy ngươi, vậy mà giờ đây ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy sao? ngươi làm vậy căn bản cũng là do sợ người khác lời ra tiếng vào đặt điều nói xấu ta với ngươi thế nhưng cũng đừng lấy việc công trả thù riêng như vậy chứ ta có tội tình gì đâu mà ngươi nỡ làm như vậy lúc ngươi mới tới cũng là một mình ta giúp đỡ ngươi bao phen không nề hà nguy hiểm cứu tính mạng ngươi lại còn nói đỡ cho ngươi trước mặt an lão tiên sinh rồi thì thu xếp ngươi gặp mặt hắn ta làm bao nhiêu chuyện tốt cho ngươi như vậy ngươi chưa báo đáp thì thôi giờ lại quay ra cắn ta một cái là sao Nghĩ chán rồi lại càng thấy bực mình hơn, Trương Dương liền đứng dậy xoay người lại bước ra chỗ cửa. "Chuyện y đạo quan đồ." Lúc này ánh mắt Tần Thanh mới rời khỏi tờ báo, quay ra liếc nhìn bóng lưng Trương Dương. Thế nhưng cứ tưởng hắn đi thật, thế nào thằng nhãi này lại không đi hẳn, hơn nữa còn đóng cửa lại. Tần Thanh cũng thấy hơi sợ sợ, mấy lần nàng cũng chứng kiến qua sự phẫn nộ của thằng nhãi Trương Dương này, không nhẽ hắn định ra tay với cả chủ tịch huyện ngay trong ủy ban nhân dân huyện sao? Lúc Trương Dương quay lại chờ đứng đó nhìn mình, Tần Thanh cũng không dám đối mặt với hắn, ánh mắt nàng chỉ chăm chú nhìn vào tờ báo đặt trước mặt. Thực sự nàng cũng thấy hơi sợ, nhưng chẳng hiểu sao thân là chủ tịch cả một huyện mà lại đi sợ một gã phó chủ nhiệm còn con. Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng có hành động gì quá phận, chỉ lặng lặng đứng một chỗ nhìn Tần Thanh, đứng nhìn cả nửa ngày trời thằng nhãi này mới dặn ra được một câu ta thích ngươi. Tần Thanh cũng giật mình kinh sợ, có nghĩ nát óc nàng cũng không nghĩ ra thằng nhãi Trương Dương lại nói những lời này. Nàng có chút luống cuống, cắn cắn môi dưới nhỏ giọng nói, "Người đi ra ngoài." Trương Dương gật gật đầu, quay người lại kiên định bước từng bước ra ngoài bỏ lại Tần Thanh vẫn còn đang ngơ ngác ngồi một chỗ. Câu nói vừa rồi của Trương Dương làm đầu óc nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, ngồi ngơ ngác cả nửa ngày trời mà vẫn chưa tỉnh lại. Chương 68: Người yêu tạm thời. Trương Dương cũng không phải là người duy nhất cảm thấy phiền muộn chỉ ít điều phiền muộn nhất đối với hắn không phải là cái kia. Người phiền muộn nhất lúc này hẳn là huyện ủy Dương Thủ Nghĩa, hắn nguyên bản vốn tưởng rằng lần này An Lão quay lại ký hợp đồng hợp tác khai tác du lịch tại Thanh Thai Sơn, đã sớm là chiến công của hắn, thế nhưng trong nháy mắt cư nhiên lại rơi vào trên người Tần Thanh. An Lão kia chủ đông đưa ra ý muốn Tần Thanh đứng tên ký kết hợp đồng, muốn Tần Thanh đại biểu đại diện cho huyện Xuân Dương đứng ra, Dương Thủ Nghĩa đối với điều này vô cùng phẫn nộ, đến tột cùng không hiểu ý tứ của an lão là cái gì lẽ nào hắn không lắm rõ cấp bậc quan chức trung quốc sao lẽ nào lão không bí huyện ủy bí thư so với chủ tịch huyện là cao hơn sao điều này thực sự là khi dễ người quá đáng a à. chuyện y đạo quan đồ trương thủ nghĩa tuy rằng ngồi tại bàn chủ tịch thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn đang vô cùng mất hứng sắc mặt vô cảm hai mắt vô thần chẳng để tâm tới mọi việc đang diễn ra chuyện y đạo quan đồ chuyện y đạo quan đồ thường vụ phó thị trường giang thành lý trường vũ cũng đại biểu cho lãnh đạo giang thành tới tham dự lễ ký kết hợp đồng bản thân lý trường vũ cũng là người ký hợp đồng sơ bộ trước kia với an lão điều này càng làm cho danh tiếng của dương thủ nghĩa hoàn toàn bị lu mờ phụ trách ký hợp đồng hiện tại là tần thanh quan chức cấp cao nhất hiện tại là lý trường vũ nếu không phải vì bận tâm tới hình tượng bản thân là đương gia tại huyện xuân dương này có lẽ dương thủ nghĩa cũng sẽ chẳng tới tham gia cái nghi thức này ngày hôm nay tới đây coi như chỉ để làm nền Dương Thủ Nghĩa sinh ra một cái cảm giác bị ngu lộng, ngu lộng hắn không chỉ có tần thành cùng Lý Trường Vũ mà còn có cả lão An Chí Viễn kia, còn có mấy vị lãnh đạo Giang Thành. Hắn nghĩ tới Trương Dương, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dưới, thấy Trương Dương đang ngồi một chỗ. Hắn vốn tưởng rằng thằng nhãi này bây giờ phải vui mừng phấn chấn lắm, không nghĩ ra y lại ngồi buồn thiêu một góc như thế. Lúc này Dương Thủ Nghĩa với nhớ ra chuyện vừa rồi Tần Thanh Thu về quyền lực của Sở Thương mại đầu tư về tay người sáng suốt hẳn có thể nhìn ra chiêu thức ấy của Tần Thanh là rũ sạch hiểm nghi trong mối quan hệ với Trương Dương trước đó. Bất quá đối với Trương Dương mà nói, tình cảnh hiện tại có thể coi là cực kỳ khó xử. Ai cũng đều biết sở đầu tư được thành lập chính là thu hút đầu tư của An Lão. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành thì sở đầu tư bị đá văng ra ngày. Dương Thủ Nghĩa bỗng nhiên nhớ tới một câu nói là được chim quên ná, được cá quên nơm. Audio điện tử võ tấn bền lúc này tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, đại biểu ký ước hai bên chủ tịch huyện Tần Thanh cùng nhi tử thứ năm của An Chí Viễn Lão Tiên Sinh là An Đức Hằng trao đổi hợp đồng, nhiệt thành bắt tay. Ánh sáng đèn lét nháy lóe lé lên liên tục, Tần Thanh tự nhiên là khí chất cao nhã, An Đức Hằng thì tiêu sái anh Tuấn, hai người đứng cùng một chỗ, một Tuấn Nam một Mỹ nữ trông cũng thập phần xứng đôi vừa lứa. Đương lúc đó, ánh mắt Tần Thanh vô tình nhìn lại về phía vị trí Trương Dương ngồi, nhưng phát hiện thấy hắn không còn ngồi ở đó, trong lòng bỗng nhiên phát sinh một cảm giác mất mát trước giờ chưa từng có, nàng thậm chí cảm thấy có một chút hối hận, không biết rằng đối xử với hắn như vậy có đúng hay không nữa. Trương Dương sở dĩ ly khai khỏi hội trường không phải vì nguyên nhân buồn bực do quyền lực bị thu hồi, mà lý do là tiểu tử này khó chịu khi trông thấy Tần Thanh nắm tay An Đức Hằng. Từ lâu trong lòng mình, Trương Dương đã đem Tần Thanh coi như một nữ nhân mà bản thân mình cần phải che chở. Con mẹ nó, nữ nhân của ta mà hắn cũng dám động tới? nếu không phải trước mặt công chúng, có khí trương đại quan nhân đã lên Red Eye với An Đức Hằng kia rồi. Trương đại quan nhân tuy rằng không phải là một người lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng nếu đổi lại là một nam nhân khác thấy nữ nhân của mình bị kẻ khác rình như ói rình mồi, không nổi giận mới là lạ. Tuy biết là lúc này chỉ là đăng ký hợp đồng, thế nhưng nhìn vẫn không vừa mắt, đành ôm phiền muộn mà đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, không biết nghĩ gì cũng học theo người khác, lúc buồn bực rút một điếu thuốc ra châm lên hút, được một hơi thì ho khan sặc sụa lên, mái áo mới đỡ được thì nghe thấy tiếng cười khanh khách phía sau. Quay lại thấy An Ngữ Thần đã đứng sau mình tự bao giờ. Trương Dương bất mãn chừng mắt nhìn nàng, bởi vì chuyện An Đức Hằng cứ đeo đuổi tần thanh, tiểu tử này ghét An Đức Hằng đâm ghét lây luôn cả sang An Ngữ Thần. Ngẫm lại bản thân mình tại sở đâu tư cực khổ công tác như vậy, mất bao nhiêu công sức, rốt cục thì lại thành dẫn sói vào nhà, lại còn bị tần thanh tá ma giết lừa, bao nhiêu cái phiền muộn cuối cùng rơi cả vào người mình. An ngữ thần đi tới bên Trương Dương, không có khách khí lấy một điếu thuốc từ bao thuốc của hắn ra châm lên, nhẹ nhàng làm một hơi dài, rồi nhả khói hình chữ O. Trương Dương lẳng lặng nhìn nàng, một lúc mưa oi nói ra một câu, tiểu hài tử cái tốt không học, toàn học cái những nhố nhăng. An ngữ thần nhếch mép nói, người mới là tiểu hài tử học đòi A. Thật mất hứng, mà ta nghe ra ra ta nói, tần chủ tịch huyện kia đã thu hồi quyền lực sở thương mại đầu tư về tay, như vậy thì bây giờ ngươi là phó chủ nhiệm ở đó cũng là hữu danh vô thực a à? ừ vui mừng lắm đúng không an tiểu yêu hai chúng ta không biết có cái thâm cửu đại hận gì mà ngươi đối với ta lại có cái biểu hiện như vậy nhỉ an ngữ thần không nói gì đang định đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thì bị trương dương giật lấy điếu thuốc vứt xuống đất ta ghét nhất là nữ nhân hút thuốc ngươi biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe không a à? an ngữ thần không có tức giận mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhìn ngắm những đám mấy đang lững lờ trôi, nhân sinh vốn ngắn ngủi, ta so với người khác còn ngắn ngủi hơn, cho nên tất cả mọi sự tình đều muốn trải nghiệm qua. Trương Dương lúc này mới nhớ tới lần trước An Lão có nói qua về chuyện của An Ngữ Tần, trong lòng nhất thời trùng xuống một chút, tiểu nha đầu này ngay từ nhỏ số phận đã định trước, bẩm sinh tuyệt mạch hẳn là chẳng có được bao ngày sống tốt, đích xác là có bao nhiêu ngày có thể hưởng thụ cuộc sống thì cứ nên tận hưởng đi vậy. An Ngữ Thần nói, người lần trước có nói dạy ta điểm huyệt, nam nhân nói không thể nuốt lời A. À. Trương Dương cười nói, người muốn học điểm huyệt A, à. đơn giản thôi, trước hết làm nghi lễ bái sư đi. Quỳ gối khấu đầu ba cái, tôn kính gọi ta một tiếng sư phụ, sau đó ta có thể dốc túi tài năng mà dạy cho ngươi. An ngữ thần thấy vẻ mặt giảo hoạt của thằng nhãi này là biết trong đầu hắn đang có cái ý tưởng xấu xa gì, cả giận nói, người đúng là tên lật lọng, cẩn thận ta đem chuyện người bảo ta đánh cao xuân huy ra nói. Nói hay không, thì dù sao cũng là người đánh người muốn nói thế nào tùy ngươi trương dương ngày hôm nay không có tâm trạng hắn đứng đây còn đang muốn bỏ đi nhưng an ngữ thần cũng không có buông tha cho hắn không thể đi được ngày hôm nay sự tình phải nói cho rằng rốt cuộc có giữ lời hay không nàng túm lấy cánh tay trương dương lúc này điện thoại của trương dương vang lên hắn nhấc ra xem thì ra là lý trường vũ gọi tới bảo hắn buổi tối tới vi viên trương dương lập tức đáp ứng ngay cúp máy An ngữ thần vẫn ôm chầm chầm cánh tay hắn nói, ngày hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, ta không để ngươi yên. An tiểu yêu đồng chí, ta là cán bộ quốc gia, người không cần nhưng ta cần chú ý hình ảnh của mình á, ta không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của mình đâu. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói cho Trương Dương ngươi, trên đời này không có ai dám đùa dỡn ta, ngươi cũng vậy cả thôi. Ta muốn xem xem cái tiền đồ của ngươi nó là cái dạng gì nào. Trương Dương nghe ra lời này của An Ngữ Thần là có ý bất hảo rồi, thấp thỏm hỏi nàng, "Này, này, ngươi muốn làm gì?" An Ngữ Thần nói, "Ngươi nếu muốn ta đi đối phó với Cao Xuân Huy, ta cũng có thể đồng dạng dùng thủ đoạn đó với ngươi." Trương Dương cười ha hả nói, "Thủ đoạn đồng dạng, ngươi thắng được ta sao?" Nói tới đây hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm đó là An Ngữ Thần vô cáo Cao Xuân Huy phi lễ với nàng, lẽ nào nàng lại muốn dùng cái biện pháp đó với hắn? nghĩ tới đây trương dương không khỏi có chút lo lắng hắn ra bộ cười cười rất không tự nhiên này đừng nói là ngươi vu cáo ta phi lễ với người đó nhé an ngữ thần cười rất âm hiểm nhưng mà ngươi nói xem người nam cô ra nam nữ không ra nữ vu cáo cao xuân huy có người tin chứ vu cáo ta ai tin an ngữ thần không nhịn nổi nữa nhấc chân đá tới trương dương đã sớm có phòng bị nhanh chóng né sang một bên. An ngữ thần nghiến răng nghiến lợi nói, ngày hôm nay ngươi không trả lời cho rõ ràng, ta còn theo ngươi. Trương Dương cười nói tốt, ta hiện muốn đi ăn, ngươi đi chứ. An ngữ thần lập tức hướng về phía chiếc Santana của hắn đi tới, hành động là câu trả lời cho Trương Dương luôn. Trương Dương ngày càng minh bạch câu nói nữ nhân đúng là vô cùng khó đối phó. Trương Dương mang an ngữ thần đi luôn tới vi viên, lúc bọn họ tới Lý Trường Vũ còn chưa có trở về, mẫu thân từ lập hoa và triệu tĩnh đều đã đang ở đó. hai người thấy trương dương lại dẫn đến một nữ tử trông bề ngoài khá là lãnh khốc cảm thấy hơi nao nao. tô lão tha ý vẫn tươi cười như thường lệ ra đón trương dương tới a à. thấy an ngữ thần đi bên cạnh hiển nhiên cũng chút ngạc nhiên đây là trương dương nhếch miệng cười nói người yêu cháu đó mà tay tiểu tử này cũng rất tự nhiên choàng vai an ngữ thần an ngữ thần sửng sốt lập tức minh bạch tiểu tử này căn bản là muốn trêu cợt mình. An ngữ thần cho tới bây giờ vẫn là một cô gái cứng đầu, tính cách nhất định không chịu thua ai bao giờ, trong lòng thầm nhủ muốn trêu cờ ta sao. Đã thế thì bổn cô nướng cũng chơi với ngươi một trận. Trương Dương đem An ngữ thần giới thiệu qua một lượt, An ngữ thần biểu hiện ra cũng vẫn trong quy củ. Lúc vào phòng khách ngồi uống trà, rút ra một điếu thuốc châm lên hút, ngồi bắt chéo chân, lưng dựa ghế, mà từ lúc xuống xe nàng vẫn đeo một cái kính dâm, thành ra bộ dáng trông càng giống đại tỷ hắc đạo. Từ lập hoa không có nói gì, đi vào trong bếp. Triệu tính cũng không nói gì, bất quá tô lão thái thấy vậy thực sự không vừa mắt, trong lòng bà thực sự lưu lại ấn tượng tốt đối với tả hiểu tình và luôn coi tả hiểu tình mới là người yêu của Trương Dương. Mà lão thái vốn là người thẳng thắn, có sao bảo vậy, nhìn an ngữ thần không vừa mắt lập tức gọi Trương Dương vào bếp, nhéo tai hắn nói tiểu tử hỗn đản. Người bị cái gì vậy? Nhà đầu kia không được, cứ như một nam nhân bà vật, lại còn hút thuốc lá nữa tới tột cùng là mắt người bị cái gì thế hả? Trương Dương cười cười xin tha, từ lập hoa đứng một bên làm cơm cũng nói, người nên nghe người lớn nói một chút, ta nhìn cũng thấy không ưng. Tô Lão Thái nói, hiểu tình tốt hơn, trông vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, người nhìn cái nhà đầu kia xem, vừa nhìn là đã thấy không có được ai giáo huấn rồi. Trương Dương không nhịn được cười, lúc này nghe thấy thanh âm Lý Trường Vũ bên ngoài truyền vào. Lý Trường Vũ không ngờ lại gặp An Nữ Thần ở đây, bất quá hắn cũng nhanh chóng đoán được hẳn là có liên quan tới trương dương triệu tĩnh thấy lý trường vũ trở về lại có vẻ hơi ngạc nhiên bèn giới thiệu cha nuôi đây là người yêu của anh lời nàng nói hai chữ người yêu này nhấn rõ mạnh biểu thị sự không hài lòng lý trường vũ có chút sợ hãi mà than trương dương a à, trương dương tiểu tử này thực sự là rất có năng lực a à, ba ngày không gặp cư nhiên đã câu thông được cả với cháu gái của an trí viễn Lý Trường Vũ cười ha hả giao cặp cho Triệu Tĩnh rồi quay ra nói chuyện với An Ngữ Thần. An Ngữ Thần đương nhiên cũng biết thân phận của Lý Trường Vũ, nhưng cư nhiên vẫn cứ ngồi đó không có ý tứ đứng dậy. Tô Lão Thái thấy Lý Trường Vũ trở về, liền thu xếp chuẩn bị dùng bữa, Triệu Tĩnh cũng đi vào bếp hỗ trợ, chỉ có An Ngữ Thần cùng Lý Trường Vũ ngồi ở phòng khác. Tô Lão Thái thấy thế càng không vừa mắt, thầm nghĩ không biết tiểu tử Trương Dương kia bị làm sao không biết. Nhìn thấy nào cũng thấy nhà đầu kia không hợp mắt, hiền lương thục đức, bốn chữ này chẳng được điểm nào. Bất quá thoạt nhìn thấy lý trường vũ đối với nàng lại thập phần khách khí. Lúc ăn, mọi người ngồi chung một bàn, an ngữ thần ngồi cạnh trương dương. Người khác còn chưa có động đúa, nàng đã là người đầu tiên cầm đúa gắp đồ ăn bỏ luôn vào miệng, rồi nhíu mày nhổ luôn ra đất mặn quá. Chuyện, y đạo quan đồ. Từ lập hoa thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiểu nhà đâu kia hàm dưỡng cũng thật là tốt quá ha. Lý Trường Vũ ha hả cười, không sao, không sao, vậy ăn cái khác. Trương Dương biết là nàng ta đang cố ý trả thù mình, liền cầm đũa lên gắp thật nhiều rau cho nàng, nào. Ăn nhiều một chút đi. An ngữ thần cười nhạt nhìn hắn, ngồi một chân đặt lên ghế, ăn một miếng rồi nói, vẫn mặn. Tô lão thái nhìn không được nữa, đặt chén bát xuống, đứng dậy rời khỏi mâm. Lý Trường Vũ ngạc nhiên, đại tẩu. Tô lão thái hầm hừ nói, ta ăn không vô, các người cứ ăn đi. Từ lập hoa cũng chịu tính cũng rời theo luôn, chỉ còn có Lý Trường Vũ ngồi lại mâm cùng hai người, hắn cười khổ nói có chuyện gì xảy ra thế. An ngữ thần hả hê nhìn Trương Dương, tiểu tử kia ho khan một tiếng rồi nói, à, chỉ là chút chuyện cá nhân. Lý Trường Vũ thở dài, ta chẳng muốn quản các ngươi, nhưng àm đừng làm ảnh hưởng tới người khác như vậy chứ. Thôi bỏ đi, dừng lại một chút rồi nói tiếp, được rồi. Hai ngày tới ta đem tẩu tử đi Giang Thành, vừa vặn tiểu tính cũng đang nghỉ hè, cho nó đi chơi luôn, thuận tiện bồi lão nhân ra. Mẹ ngươi cũng đi luôn vài ngày, ngươi có ý kiến gì không? Trương Dương cười nói, ta thì không ý kiến gì, bất quá Tô Đại Nương có đồng ý với ý kiến của ngươi không? Lý Trường Vũ gật đầu nói, chỗ ở đã an bài được rồi, ta đã tìm được một nhà ở tiểu khu gần thị ủy, ngay gần chỗ ta. Bình thường ta cũng tiện chiếu cố tới lão nhân gia. Vợ ngươi có nói gì không? lý trường vũ cười khổ nói gì thì cũng mặc kệ dù sao ta cũng không thể không để ý tới tàu tử mình được trương dương rất tán đồng lý trường vũ hiếu nghĩa như vậy quan tâm tới tàu tử hắn cũng chứng minh hắn là người có lương tâm bị an ngữ thần phá như thế lý trường vũ cũng không còn có tâm tình ăn nữa gọi trương dương vào phòng làm việc nói chuyện chỉ còn có mỗi an ngữ thần ngồi lại bàn ăn bất quá nàng cũng chẳng có cảm thấy khó chịu gì các ngươi không ăn thì ta ăn Trương Dương ngươi không phải hôm nay muốn chỉnh ta sao? An Ngữ Thần bắt đầu vui vẻ một mình ngồi ăn tiệc. Tô Lão Thái, mẫu thân từ lập hoa, triệu tính ở bên trong nhìn ra, thấy An Ngữ Thần ăn tự nhiên chẳng coi ai ra gì, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ phẫn nộ, oán hận, buồn bã. Lý Trường Vũ với Trương Dương thì chẳng để tâm chuyện này, vào trong phòng làm việc, Lý Trường Vũ châm một điếu thuốc nói, Trương Dương, nghe nói Tần Thanh đã thu hồi quyền lực của sở đầu tư. Ngày hôm nay tại hội trường ta cũng không thấy ngươi có mặt. Có phai vì chuyện này mà ngươi vẫn để trong lòng phải không? Muốn thảo luận về chuyện này mời vào đây." Trương Dương cười nói, "Ngài đừng có cho là ta lòng dạ hẹp hòi như thế chứ. Ta chỉ là không hiểu vì cái gì mà nàng ta làm vậy thôi. Kỳ thực mà nói Sở Thương Mại đầu tư đối với ta cũng không quá quan trọng, thế nhưng ta một tay Đam An lão đầu tư tới đây, kéo léo đẩy nàng cùng An lão ký kết hợp đồng." Cứ coi như nàng tá ma giết lừa cũng không cần thiết phải đến mức đó chứ. Nếu không thì cũng phải cho ta biết trước. Ta biết hiện tại ở Xuân Dương huyện rất nhiều người gây bất lợi vì chuyện của ta và nàng. Bất qua nàng chú ý tới danh tiết và sợ ảnh hưởng con ta thì không chắc. Có thể vì mình mà vứt người khác sang một bên như vậy. Lý Trường vỗ tùm tìm cười. Hắn nhìn ra điều tiểu tử Trương Dương này quan tâm không phải là quyền lực ở sở thương mại đầu tư hay là quan chức mà là cách xử sự của Tần Thanh đối với hắn lý trường vũ nhạy bén cảm thấy rằng vô luận là cách làm của tần thanh hay oán khí của trương dương bây giờ đều có chút liên quan tới tư tình nam nữ ở trong đó nhưng nói gì thì đấy cũng không thuộc phạm vi quản lý của hắn lý trường vũ nói một nữ nhân muốn tìm chỗ đặt chân tại chính đàn thường thường muốn nam nhân phải trả một cái giá lớn trương dương ngươi cứ xem từ lúc tần thanh về xuân dương huyện nếu như không có ngươi nàng có thể đi được tới bây giờ nay nguy cơ của nàng đã qua vị trí đã vững chắc nếu ngươi vì nàng mà nghĩ, tốt nhất chuyện tình này cứ lên như vậy. Chuyện y đạo quan đồ. Trương Dương có chút sửng sốt, hắn cũng không ngờ Lý Trường Vũ cũng lại nói như vậy. Lý Trường Vũ làm một hơi dài thuốc rồi lại nói, sau này công tác trọng yếu của Xuân Dương sẽ là tập trung khai phá du lịch tại Thanh Thai Sơn, ngươi thân là chủ nhiệm sở đầu tư, nếu như vẫn cứ dính dáng nhiều trong đó, ta cam đoan thế nào cũng có kẻ bới móc, đưa ngươi cùng Tần Thanh ra kỷ uy. Trương Dương biện bạch nói, giữa chúng ta không có gì. Lý Trường Vũ cười đầy thâm ý nói, có biết hay không ba chữ, có lẽ có. Rất nhiều sự tình không cần thiết phải có, chỉ cần có phong thanh là đã đủ rất phiền phức. Đơn giản như chuyện Vương Bác Hùng, nếu như không phải có chúng ta giúp hắn ngăn chặn chuyện đó, hắn căn bản có mơ cũng không được cái ghế cục trưởng cục thuế ấy. Đương nhiên, hắn cũng là một kẻ biết cầm biết buông, người thân trong quan trường, luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn, người muốn tiếp tục bước tiếp thì nhất định phải học cách biết buông. Chuyện y đạo quan đồ. Trương Dương gật đầu, lời Lý Trường Vũ nói có thể coi như là đưa than sưởi ngày tuyết khiến cho Trương Dương tỉnh táo ra không ít, kể cả có còn ở lại đó, nhưng một kẻ mất quyền lực thì cũng chẳng khác gì một ký thùng rỗng kêu to, không bằng đổi tới một chỗ khác còn tốt hơn. Lý Trường Vũ cười nói, người cũng vừa mới thăng nhiệm rồi, muốn một bước lên trời nữa sao? Hắn cũng từng nghĩ tới điều đem Trương Dương tới Giang Thành, nhưng hắn hiểu rõ cái đạo lý tất cả mọi việc không thể vội vàng, hơn nữa hiện tại Trương Dương ở lại Xuân Dương là tốt hơn. Thằng nhãi này thuộc cái dạng trời không sợ, đất không sợ, giả như cho hắn tới Giang Thành, mà lúc này căn cơ của mình chưa có, khéo hắn lại gây ra ít phiền phức không giải quyết được. Lý Trường Vũ nói, Xuân Dương huyện tuy nhỏ, thế nhưng quan hệ trong đó rắc rối dị thường, như việc tai nạn mỏ than lần trước khó có thể hy vọng có được kết quả tốt. Trương Dương, nhớ kỹ một câu này, mỗi người trong lòng đều có những lý giải về chính nghĩa, thế nhưng mở rộng ý nghĩa của chính nghĩa ra nó lại là một chuyện, chính nghĩa có phải là luôn đem lại lợi ích cho dân chúng không là một chuyện. Người làm quan, vĩnh viễn không có cái khả năng là một vị quan tốt, bởi vì bao trùm trên đầu ngươi luôn là một tầng đại võng vô hình. Chúng ta sống dưới tầng đại võng đó, muốn vì dân mà mưu cầu lợi ích cũng phải xem xét. Người có hiểu không, đây là lần đầu tiên Lý Trường Vũ Bộc Lọ Thành thật suy nghĩ trong lòng với Trương Dương. Trương Dương trịnh trọng gật đầu, bước chân vào quan trường ngày càng lâu, hắn đối với những lý giải của Lý Trường Vũ ngà càng khắc sâu. Nói chuyện với Lý Trường Vũ một lần, sáng hôm sau Trương Dương đã có mặt tại phòng làm việc của Chủ tịch huyện. Tần Thanh trông thấy tiểu tử này, ít nhiều có một chút lo lắng, biểu tình bên ngoài tuy vẫn chấn định, tự nhiên nhưng trong lòng lại đang vô cùng rối loạn. Mục đích tới đây lần này của Trương Dương nằm ngoài dữ liệu của Tần Thanh, hắn đặt đơn xin luân chuyển công tác của mình lên bàn cười nói, Tần Chủ tịch, đây là đơn xin chuyển công tác của ta. Ta cảm thấy bản thân mình không thích hợp tại vị trí phó chủ nhiệm sở đầu tư. Xin huyện suy nghĩ một chút về yêu cầu của ta. Chuyện, y đạo quan đồ. Tần Thanh nhíu mày, đôi mắt trong như làn thu thủy lẳng lặng nhìn hắn, tiểu tử này đang tối hậu thư với mình. Nàng chậm rãi đẩy đơn xin chuyển công tác lui về phía hắn, nhẹ giọng nói, Trương Dương, Thực ra ngươi nhìn nhận không chính xác lắm về quyết định của ta, ta muốn nói một chút." Trương Dương ngắt ngang lời nàng, "Tần chủ tịch, ta đối với quyết định của ngài không có bất luận nhìn nhận gì. Thực sự là ngay khi ngươi nói cho ta, ta cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, ta tiếp tục ở lại công tác tại sở đầu tư không có bát luận điều gì tốt. Hơn nữa năng lực của ta cũng không còn thích hợp với công tác hiện nay, nên thỉnh các vị lãnh đạo suy nghĩ một chút về đề nghị của ta." trong lòng tần thanh không khỏi sinh ra một trận áy náy nàng nhẹ giọng nói ta không có phủ nhận năng lực công tác của ngươi năng lực của ngươi ở xuân dương huyện có thể nói là rõ như ban ngày rồi trương dương cười nói tần chủ tịch ta thực sự không có nghĩ ngợi gì ngươi không cần giải thích hay an ủi gì ta ta ở lại sở đầu tư dù sao cũng chỉ thêm phiền phức muốn đổi tới chỗ khác ngươi cứ làm việc ta xin phép nói xong thằng nhãi này cứ thế ung dung rời đi cứ như vậy Tần Thanh thì ngược lại đờ người ra. Trương Dương làm như thế này càng làm cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, nếu như Trương Dương cãi lộn với nàng một trận, hoặc chỉ vào mặt nàng mà chửi thì trong lòng nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ lúc chào đời tới giờ, chưa bao giờ nàng đối với một nam nhân lại sinh ra một cái cảm giác bứt rứt trong lòng như vậy, lời nói của hắn tự nhiên cứ vang vẳng bên tại nàng, ta thích ngươi. Tần Thanh trên mặt đỏ lên, hai tay bịt chặt hai tay, cố sức lắc lắc đầu, nỗ lực đem điều đó dỗ bỏ ra khỏi đầu mình. Trương Dương Ly khai khỏi đó một lúc thì nhận được điện thoại của Tần Thanh, giọng nàng trong điện thoại vẫn băng lãnh như lúc bình thường, Trương Dương. Yêu cầu của ngươi lãnh đạo xem xét, quyết đồng chấp nhận luân chuyển công tác cho ngươi. Dự định tạm thời để ngươi đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ và trẻ em của huyện. Ngươi thấy thế nào? Trương Dương hơi nao nao, không ngờ lại quyết định chuyển công tác nhanh tới như vậy hắn không biết là sau khi nhân được đơn xin của hắn, Tần Thanh đã gọi điện cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ chỉ điểm cho nàng vài câu, nàng mới nhanh chóng ra quyết định như thế, chiếc ghế bí thư đảng ủy viện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã trống cũng một thời gian rồi. Hơn nữa, đơn vị này tuy không lớn, nhưng phiền phức lại không ít, gần nhất liên tục xảy ra những tranh cãi, hiện tại người nhà bệnh nhân đã kiện cáo lên tới tận huyện. Lãnh đạo huyến cũng có chút đau đầu, Tần Thanh và Lý Trường Vũ tin tưởng vào năng lực Trương Dương, biết tiểu tử này là một kẻ không thích ngồi yên, càng là phiền phức thì hắn lại càng thích. Rõ ràng là hiện tại đem hắn tới đây cũng có một chút bất đắc dĩ, nhưng nói lại thế nào thì viện này cũng có tới cả trăm người từ trên xuống dưới, nhiều hơn rất rất nhiều so với cái sở thương mại và đầu tư kia. Trương Dương không phải thích làm quan sao, càng quản nhiều người thì càng có cảm giác quan to a. À. Trương Dương một mặt cảm thấy rất cao hứng, một mặt lại cảm thấy mất hứng dù sao biên chế hắn vẫn chỉ là một chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình xã còn con, dù sao cũng là thuộc hệ thống y vệ. Ở sở thương mại đầu tư được giam ba bữa đã được cất nhắc tới viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ và trẻ em cũng thuộc hệ thống y vệ, lẽ nào cả kiếp trước lẫn kiếp này mình đều phải dốc sức vì nghiệp y đạo sao? Đảng ủy bí thư lâm thời, mẹ nó, bộ xem ta là người vạn năng sao, cứ thiếu chỗ nào là nhét tạm vào chỗ đó. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương Ly khai khỏi sở thương mại đầu tư hẳn là có rất nhiều người vui mừng, Tống Thụ Thành không thể nghi ngờ gì chính là người đứng đầu danh sách. Theo như những gì hắn biết về Trương Dương thì hắn hiểu hắn không thể động vào tiểu tử này, đã không thể động vào thì tốt nhất là tránh, có điều cả hai đều làm ở sở thương mại đầu tư, có muốn tránh cũng khó. Thế nhưng hiện tại Trương Dương Ly khai khỏi sở, Tống Thụ Thành thở phào nhẹ nhóm, cuối cùng cũng không phải đối mặt với tiểu tử này nữa. Trương Dương rời sở cũng không có nói năng gì hết, cái duy nhất bàn giao lại là cái chìa khóa xe, người ly khai, xe đương nhiên không thể đi cùng người được rồi. Triệu Thành Đức đối với việc này cũng thật phần kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Trương Dương là người của Tần Thanh, vị trương chủ nhiệm này hẳn sẽ phải là được kéo lên, thật không tưởng tượng nổi là Tần Thanh sau khi vững ghế, việc đầu tiên làm lại là đem thằng nhãi này đá đi. Nhìn bên ngoài thì bên viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ và trẻ em cũng là một đơn vị lớn, tới đó làm bí thư đảng ủy bí thư nhìn thì cũng rất phong quang, thế nhưng ai cũng biết bệnh viện là một địa phương đặc thù, tại các bệnh viện viện trưởng đều là đương gia, bí thư so với ngay cả viện phó cũng không bằng được, huống chi viện chăm sóc và bảo vệ bà mẹ và trẻ em đang trong trạng thái hỗn loạn, bác sĩ bệnh nhân tranh cãi ẩm ý, đơn thư khiếu kiện dăm ba bữa lại một lần. Có người nói đùa rằng bác sĩ y tá ở viện này có nãy cần đổi mũ trắng thành mũ bảo hộ cho an toàn. Đơn độc tới cái vị trí ấy hẳn là chẳng có điểm gì tốt, Triệu Thành Đức đầy thông cảm nhìn Trương Dương, tay đẩy chìa khóa xe về phía hắn. Trương Dương, người với ta sao cần phải khách khí như vậy? Dù sao sở thương mại và đầu tư cũng không có thiếu xe, người cứ lấy mà dùng, coi như chúng ta giúp nhau. Từ chuyện này có thể thấy được Triệu Thành Đức này là biết nhìn xa trông rộng, cho dù Trương Dương đang gặp chút khó khăn nhưng cũng chỉ là nhất thời, càng vào lúc khó khăn như thế này mà càng giúp đỡ thì càng thể hiện được thành ý. Dệt hoa trên gấm chắc người ta không thấy được, nhưng đưa than ngày tuyết thế này coi như có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Chuyện Y Đạo Quan Đồ Trương Dương đối với hành động của Triệu Thành Đức rất cảm kích, bất quá hắn ly khai sở cũng không muốn để người ta nói ra nói vào điều gì, cười nói, lòng tốt cầu Triệu chủ nhiệm ta xin nhất, bất quá hiện tại Xuân Dương huyện này thị phi nhiều lắm rồi, ta không muốn để người ta nhìn vào nữa. Triệu Thành Đức nguyên bản chỉ là muốn tặng một cái ân tình cho Trương Dương, để cho hắn biết mình không phải là cái loại người chỉ biết tát nước theo mưa, đương nhiên mục đích đã đạt được thì hắn cũng không có miễn cưỡng nữa trương dương tiêu sái mà rời khỏi sở thương mại đầu và tư ra đến đại môn thì trời bắt đầu mưa trương dương đứng bên đường đang chuẩn bị muốn bắt xe taxi thì một chiếc jeep bắc kinh dừng ngay trước mặt hắn an ngữ thần mở cửa xe ra chiếc xe này của nagep so với chiếc cũ của trương dương thì còn to hơn hơn nữa trông rất là lầy lội thoạt nhìn lại càng chẳng ra sao cả trương dương nhanh chóng bước lên xe ngồi cũng may là bên trong xe vẫn sạch sẽ hai tay đưa ra phía sau đầu lưng tựa vào thành ghế ngươi thực sự là âm hồn không tiêu tan a à. vẫn còn muốn bái sư sao an ngữ thần lắc lắc đầu nói ra ra tìm ngoạp. trương dương cười nói tìm ta làm gì hiện tại ta không còn công tác tại sở thương mại và đầu tư rồi công tác cũng đã bàn giao hết ô vẫn còn buồn chuyện đó sao nhưng ra ra ta tìm ngươi khẳng định là có chuyện trọng yếu ngươi đi hay ở cũng phải tới An ngữ thần ở trong nước một thời gian, tiếng phổ thông cũng dần trở lên lưu loát hơn, bất quá vẫn còn chút hơi cứng. Trương Dương nhắm hai mắt lại nói, ta đã lên xe rồi, người muốn đi chỗ nào thì tùy ngươi. Trương 69, bệnh viện đầy tai tiếng. Lúc An Chí Viễn nghe thấy Trương Dương nói không còn làm ở sở thương mại, hắn cũng thấy bất bình thay cho Trương Dương, cả giận lớn tiếng nói, lý nào lại như thế được. Một cán bộ trẻ cả tố chất lẫn năng lực đều khá như ngươi, mà bọn họ lại đối đãi như vậy mà coi được sao? Người có muốn ta phản ánh lên huyện ủy một tiếng không? An Chí Viễn là thực lòng mới nói như vậy, hắn cũng thấy tiếc nuối cho một gã cán bộ trẻ luôn nhiệt tình với công việc, lại có năng lực như Trương Dương. Đến tuổi này rồi, đã gặp qua không ít lãnh đạo cấp cao ở nhiều nơi, thế nhưng được hắn coi trọng như Trương Dương, cũng chẳng có mấy người cả. Trương Dương cười cười, chán nản lắc đầu nói cảm ơn ý tốt của ngài, thế nhưng đây không chỉ là chỉ thị của viện ủy mà còn là ý kiến của riêng ta nữa. Vì sao? An Chí Viễn kinh ngạc hỏi lại. Trương Dương nhẹ nâng chén trà lên ngửi ngửi một chút rồi nhập một ngụm nhỏ, xong xuôi mới chậm rãi nói, ngài không biết đó thôi, công việc chính của bọn ta chỉ là nhắm vào khoản đầu tư của ngài. Hiện giờ hợp đồng đã được ký xong, hiển nhiên sự tồn tại bọn ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có làm nữa hay không cũng giống nhau. Chắc chỉ mai mốt bọn ta cũng bị huyện ủy dẹp bỏ mà thôi thà rằng xin giúp từ trước còn hơn bị người khác đuổi. An Chí Viễn thấy Trương Dương thẳng thắn nói ra như vậy nhịn không được ha hả cười lớn. An Ngữ Thần ngồi nghe một bên, lúc này mới xen ngang, ta lại thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Phải chăng là vì chuyện xấu của ngươi với vị tần chủ tịch kia cho nên mới bị như vậy? Trương Dương chừng mắt nhìn lại An Ngữ Thần, lạnh lùng nói cái gì mà chuyện xấu? Ta thề với trời đất, giữa ta với nàng ta chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì người có thể bớt nói bậy đi một chút được không? An Chí Viễn cũng nghiêm mặt trách mắng, tiểu yêu, không được nói năng lung tung. Ta thấy tần chủ tịch không phải hạng người như vậy. Nghe An Lão nói như vậy, Trương Dương cũng thấy bực mình. Người nói nàng ta không phải người xấu, vậy thì chẳng lẽ ta lại là người xấu sao? An Ngữ Thần cười gật gật đầu nói, ta cũng thấy nàng ta không phải hạng người tiểu nhân như vậy, nếu không ngũ thúc cũng không si mê nàng ta đến vậy tâm tình Trương Dương đã không tốt rồi lại còn bị tiểu nha đầu an ngữ thần kia đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng hắn thầm chửi rủa tên ngũ thuốc, hay chính là an đức hằng chết bầm kia, tự dưng ở đâu lại sen ngang chọc gậy bánh xe. Thực ra an đức hằng hắn cũng vô tội, cũng bởi vì Trương Đại quan nhân thầm yêu trộm nhớ vị tần chủ tịch huyện kia, giờ đột nhiên lại có một gã trình rào kim thọc gậy bánh xe, bảo sao Trương Dương chẳng đem hết tội lỗi đổ lên đầu hắn. An Chí Viễn cười nói, sau này mọi chuyện ta sẽ đều để Đức Hằng giải quyết tiểu yêu cũng sẽ giúp đỡ hắn một tay. Tuy rằng người không ở sở thương mại và đầu tư nữa, thế nhưng ta tin chắc người không phải là người chịu ngồi yên một chỗ. Trương Dương vui vẻ cười nói, an lão cứ yên tâm, chỉ cần có thể giúp, nhất định ta sẽ không nề hà giúp đỡ các người. Nghĩ lại một chút, hiện giờ hắn không còn là người của sở thương mại và đầu tư nữa, hiển nhiên điện thoại người ta cấp cho cũng phải trả lại. Nghĩ xong Trương Dương liền móc chiếc Motorola 8900 ra đưa cho An Ngữ Thần nói, Giờ ta cũng chẳng còn cần dùng tới điện thoại nữa, ngươi cầm lại đi." An Chí Viễn chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì, An Ngữ Thần xua tay nói, "Ngươi cứ cầm lấy đi, cứ coi như là thù lao cho ngươi bấy lâu nay giúp đỡ ta. Hơn nữa sau này muốn gọi ngươi thì cũng còn có cái mà dùng nữa chứ." Trương Dương lại nhất quyết từ chối nói, "Ta còn máy nhắn tin, chiếc di động này thực sự ta không thể nhận được." Vẫn là tinh thần chủ nghĩa nam quyền, hiển nhiên hắn không muốn mang ơn của An Ngữ Thần. An ngữ thần có chút bực mình gắt giọng nói, người đúng là người rắc rối nhất ta từng gặp. Nói cho người thì người cứ cầm đi, việc gì phải phiền phức như vậy. Bơi vì tức giận nên bệnh hen lại tái phát, đột nhiên thấy khó thở, vội vàng lục tìm bình xịt chữa bệnh hen trong túi áo, móc ra phun vài ngụm vào miệng. Chuyện, y đạo quan đồ. Tiểu yêu, thấy sao rồi, ăn chí viễn có chú lo lắng hỏi. Không sao nữa rồi, ông nội. Sắc mặt an ngữ thần cũng trở nên tái nhợt đi, miệng thì nói vậy nhưng ngực vẫn thở dốc, ngồi phịch xuống ghế. Thấy tình trạng nàng ta chật vật như vậy, Trương Dương cũng thấy có chút áy náy. Tuy rằng tính cách nàng ta chẳng khác gì con trai, thế nhưng nha đầu này cũng không có điểm gì gọi là xấu tính. Mặc dù lúc nào cũng nóng nảy bốp chát, hở một chút ra là vung tay vung chân, nhưng lại chẳng bao giờ để bụng chuyện gì. Như việc nàng ta suốt ngày đấu đá cãi vã với Trương Dương, nhưng thực ra cũng không có thù hận sâu sắc gì, chỉ là do bản tính không muốn thua kém người khác mà thôi. Thấy bệnh tình nàng ta càng lúc càng trở nên trầm trọng, Trương Dương cũng có chút đồng cảm, tự nhiên những bất đồng trước kia trong lòng hắn với nàng ta cũng giảm đi ít nhiều. Trương Dương thấp giọng nói, người đừng tức giận nữa, ta nhận chiếc di động này là được rồi chứ gì. Nhưng để đáp lễ, ta sẽ dạy cho ngươi một bài tính tọa điều tức khí công, hẳn là sẽ giúp ngươi rất nhiều. An Chí Viễn vẫn không nói tiếng nào, nhưng trong mắt lại thoát ra vẻ vui mừng khó hiểu, Nghe thấy thằng nhãi kia nói vậy, An nữ Thần cũng thấy vui vẻ đặc biệt, đôi mắt đẹp mở to hỏi lại, ngươi thực lòng muốn dạy ta. Hay là dạy ta luôn công phu điểm huyệt nữa đi, tuy rằng bình thường An nữ Thần vẫn thể hiện tính cách bốp chát nóng nảy như con trai, thế nhưng sâu trong nội tâm nàng vẫn là tâm tình thiếu nữ, luôn yêu thích những thứ mới mẻ. Ta nói An Tiểu Thư người đó, không nên được voi đòi tiên như vậy chứ. Thực ra, ta cũng muốn dạy ngươi lắm, nhưng ta chỉ sợ chỉ số thông minh ngươi có hạn, có học cũng không thông. Ta khuyên ngươi không nên tự làm khó mình thì hơn. An ngữ thần chu cái miệng nhỏ sinh lên, giọng điệu nũng nịu nói ta không cần biết là có học được hay không, chính ngươi đã chấp nhận dạy ta, không nhẽ lại tính nuốt lời sao. Sau này ngươi sẽ là sư phụ ta, phải không sư phụ? Trương Dương cũng biết, hắn không thể không thu vị nữ đệ tử tinh quái này, tê đành phải giả ra bộ mặt đau khổ thở dài nói, thôi được. Ta cũng đành tạm thời thu ngươi làm đệ tử vậy quay sang nhìn An Lão rồi cười cười nói, An Lão là người từng trải, chắc cũng biết quy củ của mấy người trong giang hồ như chúng ta. Ngài nói xem, có nên để cháu gái ngày ngày dập đầu vài cái nhận ta làm sư phụ hay không? Chuyện, y đạo quan đồ. An ngữ thần mở to mắt mắng lớn, người nói gì vậy? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn bắt ta dập đầu nhận sư phụ, quên đi. Ta dâng trà cho ngươi, coi như là lễ bái sư là được rồi. Đơn giản như vậy thôi sao? đừng có được voi đòi tiên chứ, là câu của ngươi đó. Nói đến đây trương đại quan nhân cũng tắc học, chẳng biết đối đáp thế nào nữa, đành phải nhận chén trả bái sư tử an ngữ thần. Nếu như đã thực lòng nhận người ta làm đệ tử, trương dương cũng không trêu đùa nàng ta như trước kia nữa mà truyền cho nàng bản lĩnh thực sự. May mắn là trước kia hắn là một đại thần y, bởi vậy cũng được đọc qua không ít phó công bí tịch trong cung, ngẫm lại một chút rồi đặt bút viết một bộ Thái Dương Tâm Kinh, rồi đưa qua cho nữ đệ tử An Nữ Thần. Đây là một bộ tâm pháp nội công cơ sở, chủ yếu là để điều hòa khí công nâng cao sức khỏe, nhưng nếu như tu luyện tới tầng nhất định sẽ có thể giữ được nhan sắc trẻ mãi không già. Chuyện Y Đạo Quan Đồ An Chí Viễn cũng chỉ biết Trương Dương tuổi còn trẻ nhưng lại có võ công siêu quần, từ ngay lần đầu gặp tiểu tử này, hắn đã có dịp được võ công chắc tuyệt của Trương Dương. Nếu như tiểu yêu đã nhận hắn làm sư phụ, đây cũng là chuyện tốt cho nó. An Chí Viễn không chỉ coi trọng Trương Dương ở võ công cao cường, mà hắn cũng có lòng tin vào y thuật của Trương Dương, nếu như được Trương Dương giúp đỡ, không chừng bệnh tình của tiểu yêu sẽ khỏi hẳn, nếu như không chữa khỏi hẳn được thì chắc chắn hắn cũng có cách kéo dài tính mạng cho nó thêm được vài năm. Ăn Ngữ Thần đọc qua bộ tâm pháp một lượt rồi hỏi lại Trương Dương những chỗ không hiểu. Trương Dương cũng kiên trì giảng giải cho nàng nghe những chỗ vướng mắc. An Chí Viễn cười nói, tiểu yêu, làm gì cũng phải từ tốn, biết trước sau, không nên vội vàng, nhất là võ công. Nhất thiết không được học liều, cứ chăm chỉ tập luyện là được rồi. Thôi, các ngươi cũng nghỉ tay đi, chúng ta ăn cơm đã. Ăn ngữ thần gật gật đầu như đã hiểu ý. Trương Dương lại đứng dậy nói, xin lỗi, ta còn có việc phải đi, để khi khác vậy. Ăn chí viễn thực tình giữ muốn lại nói, ta sắp phải quay lại Hồng Kông rồi, không thể ăn bữa cơm đưa tiễn ta được sao hay là ngươi không muốn nể mặt mũi lão gì này trương dương nghe an lão nói vậy cũng không còn cách nào khác đành phải ở lại dùng cơm ba người bọn họ ăn cơm chưa cũng là ở nhà hàng yến lâm viên ngay bên cạnh cũng là trương dương kiên quyết mời bọn họ qua bên đó ăn hắn nói bên đó có mấy món khá ngon trương dương cũng biết an lão vốn là người không thích khoa trương hay phung phí bởi vậy cũng chỉ gọi mấy món đủ ăn lúc an ngữ thần mở một chai chi phát ra rót cho trương dương một chén bỗng nhiên lại thấy hắn nhìn nhìn mình vẻ mặt có chú cổ quái. Đột nhiên nàng sực nhớ ra vụ rượu giả ở Kim Khải Việt rồi dẫn tới bao chuyện lộn xộn khác. Dường như hai người đều biết đối phương đang nghĩ gì, song song cùng nở nụ cười. An ngữ thần rất ít khi cười, thế nhưng lúc cười vẻ mặt băng lãnh thường ngày dường như tan biến không còn chút vết tích, chỉ còn lại sự đáng yêu trẻ trung của thiếu nữ tuổi 20. Vì nàng ta cười nhưng lại không che tay nên hàm răng trắng đều lộ rõ mồn một, một chỉ có điều hàm răng của nàng ta lại khá ấn tượng. Nàng ta có hẳn hai chiếc răng nanh, vừa nhỏ lại nhọn trông thực đáng yêu. Trương Dương vì quá đỗi ngạc nhiên mà khuôn mặt cũng cứng nở lại, cứ chân ngốc ngồi một chỗ ngắm nàng ta. Lúc này thằng nhãi này mới phát hiện ra, nàng ta cũng là một đại mỹ nhân đó chứ. Đột nhiên thấy Trương Dương nhìn chằm chằm mình, An Ngữ Thần cũng thôi cười, làm bộ mặt hung dữ chừng mắt nhìn, người nhìn đã đủ chưa? Chưa thấy qua con gái bao giờ hay sao? Trương Dương cười khổ nói, nói thực, ta chẳng thấy ngươi giống con gái ở điểm nào. An Chí Viễn ha hả cười lớn bồi thêm một câu, cháu gái ta là tiểu yêu tinh mà. An Ngữ Thần lại chu cái miệng nhỏ xinh lên, giọng điệu hớn dỗi nói, ông nội, sao người lại hùa theo người ta bắt nạt cháu. An Chí Viễn cười cười nói, Trương Dương không phải người ngoài, hắn chẳng phải là sư phụ ngươi sao. Trương Dương cũng nghiêm mặt lại, tùm tìm cười nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha nói đi nói lại thì ta là trưởng bối của ngươi, vậy mà ngươi chẳng có chút tôn kính nào như thế vậy. Ngươi, ngươi bắt nạt ta, ăn ngữ thần cũng chẳng biết nói gì hơn, giận dỗi ngồi phịch xuống ghế cầm chén rượu của mình lên uống ửng ực hồng làm giảm cơn tức giận trong lòng. Thấy cái điệu bộ uống rượu ửng ực như trâu uống nước của nàng ta, Trương Dương cũng phải thở dài lắc đầu. Theo lý, nàng ta là danh môn khuê nữ nhưng sao lại chẳng có chút phong phạm nào của thiếu nữ như vậy chẳng nhẽ nhà đầu này từ nhỏ không có học phép tắc lễ nghĩa mà lại toàn đi học võ vẽ với mấy cái chuyện của con trai sao? An Chí Viễn nhấc chén cụm vào ly Trương Dương một cái cười nói, Trương Dương à, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng trốn quan trường nội địa thì cứ tới Hồng Kông tìm ta. Những lời này cũng là lời chân tình của hắn, quả thực hắn rất ấn tượng với tài năng, phong cách làm việc, cùng lối suy nghĩ phóng khoáng của Trương Dương. Trương Dương mỉm cười, rồi nói mấy lời khách sáo từ chối ý tốt của An Lão bởi nhẽ từ trước tới giờ hắn không phải là người dễ chấp nhận bỏ cuộc, nếu như người ta càng chèn ép hắn, hắn lại càng quyết tâm vươn lên cho bằng được. Đã là vàng thật thì không sợ lửa, dù có ở chỗ nào đi chăng nữa thì vàng cũng phát ra ánh hào quang trói lọi của nó. Sáng sớm hôm sau, ngày làm việc đầu tiên Trương Dương tới bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, liền nhận ra nơi đây cũng chẳng phải là chỗ tốt lành gì. Bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em huyện nằm ở phía nam huyện Xuân Dương, Nằm trong khu vực có nhiều nơi khai thác mỏ quặng nhất. Bệnh viện cũng khá lớn, có tổng cộng hơn 200 giường bệnh, cùng hơn 150 y bác sĩ như vậy cũng được coi là lớn nhất nhì cả huyện. Chuyện y đạo quan đồ. Chiếc Toyota Camry hiện giờ của Trương Dương cũng là của Ngưu Văn Cường cho mượn. Lúc tới cổng bệnh viện, Trương Dương lại thấy có hơn chục người dân đang xuống lại đứng dồn một cục ở cổng bệnh viện, lại còn cả sáu cái vòng hoa to tướng đặt ở hai bên đường chắn hết cả lối đi đã thế bà bốn gã to con lực lưỡng đang hì hục treo cái băng rôn lên cổng bệnh viện bên trên viết mấy chữ to đùng nhìn thấy mà phát hoảng trả lại mạng cho con trai ta thấy cái cảnh nhốn nháo trước cổng bệnh viện trương dương không khỏi nhíu nhíu mày lại nghĩ tới mấy vụ tai tiếng của cái bệnh viện này mẹ nó chứ đúng là số sao 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 chó mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp ngay phải chuyện này rồi trương dương tức giận bấm còi ô tô mấy cái ý bảo đám người các ngươi tránh ra để xe ta vào thế nhưng lại có hai gã to con lực lưỡng vẻ mặt bất thiện hùng hổ đi tới chắn trước đầu xe Trương Dương, sau đó một gã vẩy vẩy tay phải ý bảo Trương Dương đi chỗ khác chơi. Khóe môi Trương Dương nở nụ cười nhạt, thằng nhãi này vẫn còn ấm ước trong lòng cái vụ quả phụ tần thanh đá hắn ra khỏi sở thương mại, hắn đã không muốn giận cá chém thất thì thôi, tự dưng lại có hai gã hấp hơi trêu vào, làm thằng nhãi Trương Dương có cớ phát tiết oán hận trong lòng. Trương Dương làm như không hiểu ý thằng nhãi kia, vẫn cứ bấm cỏi in ỏi hiển nhiên hai gã kia bị chọc giận, một gã trong đó vỗ vỗ mũi xe Trương Dương mấy cái, gã còn lại thì đi đến cửa xe ô tô, chỗ Trương Dương đang ngồi. Hắn đang định thò tay mở cửa xe rồi cho thằng nhãi trong xe một trận, thế nhưng tay vừa đưa được nửa chừng cửa xe đột nhiên lại mở ra đập thẳng vào mặt hắn. Gã kia bị một đòn bất ngờ như trời giáng vào mặt ngã chỏng trơ ra đất, hai tay bưng mặt kêu oai oái. Trương Dương cũng không đợi thằng nhãi kia bò dậy, vừa bước xuống xe cái là sút một phát ngay mặt hắn, miệng chửi lớn cái con mẹ ngươi chứ. Chó ngoan thì không cắn càn, im cái miệng chó của ngươi vào cho ta. Hành động này chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ, hơn 10 gã to con lực lưỡng đứng ngoài cổng bệnh viện chắc là đồng bọn của hắn. Thấy anh em bị người khác khi dễ, cả bọn đều hùng hổ xông lên vây quanh người Trương Dương. Trương Dương đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhếch mép cười nhạt lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Trong lòng Trương Dương bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác hưng phấn lạ thường. Sự hưng phấn này chẳng khác gì lúc hắn một mình đơn đả độc đấu với hơn 40 người dân thôn Thanh Hà nọ. Ánh mắt hắn toát lên vẻ vui sướng mãnh liệt, đây là sự vui sướng của kẻ đi săn thấy con mồi của mình. Hơn chục gã to con vây quanh Trương Dương cũng có chút giật mình khi thấy thằng nhãi kia không hề tỏ ra run sợ một chút nào. Khuôn mặt cười cười kia của Trương Dương chẳng hiểu sao lại làm bọn chúng thấy có chút sợ hãi. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, bọn ngu các người đang làm cái trò gì vậy? Trương đại ca mà các ngươi cũng dám mạo phạm sao? Các ngươi đều mù hết rồi hay là chán sống hết cả rồi? Người vừa lên tiếng là gã có mái tóc dài ngoằng thường thất cân. Vừa thấy thằng nhãi thường thất cân kia đi ra, Trương Dương liền hiểu ra, vụ lộn xộn ở đây chắc hẳn cũng là do hắn gây nên. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, người cũng có chút bản lĩnh đó. Thường thất cân khẽ vẩy tay một cái, đám đàn em biết ý đều lùi hết ra sau, gã vừa bị Trương Dương đánh kia cũng chỉ biết kêu mình siêu xẻo cắn răng lủi đi. Trương Dương cho xe chạy đến trước cửa bệnh viện thì dừng lại. Thường thất cân dẫn đám đàn em cũng lặng lẽ theo sau, mở cửa xe Trương Dương ra, cười cười kiểu lấy lòng rồi nói, đại ca, người cũng đến khám bệnh sao. Từ sau khi chính bản thân chiêm nghiệm qua thực lực của Trương Dương, hiện giờ thằng nhãi này đã thực sự tâm phục khẩu phục không còn nửa điểm oán hận nào nữa. Trương Dương ngẩng đầu nhìn biển hiệu của bệnh viện một chút, sau đó tức giận nói, người mới là người đến xem bệnh lúc này thường thất cân mới ý thức được cái câu kia của mình không ổn cho lắm cười cười ngượng ngùng nói trương ca người thấy đó đám anh em bọn ta cũng chỉ là làm bảo vệ trông xe kiếm chút cơm cháo qua ngày mà thôi chuyện y đạo quan đồ trương dương nhíu nhíu mày lạnh lùng nói người nói đám người các ngươi không làm điều gì sai trái sao vậy sao cả lũ lại chặn trước cửa bệnh viện không cho ai ra vào lại còn đem mấy cái vòng hoa to tướng để ở ngoài cổng nữa có chuyện gì thì đi tìm lão viện trưởng mà trình bày Cớ sao lại làm mấy cái chuyện như vậy? Tính làm xã hội đen hay sao? Bị Trương Dương mắng xối xả nhưng thường thất cân vẫn không dám ho he một lời nào. Thế nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái, sao tự dưng thằng nhãi Trương Dương này đột nhiên lại làm người tốt, tự dưng lại quay ra nói đỡ cho bệnh viện. Mấy lời tiếp theo càng chứng minh dự đoán của hắn hơn. Trương Dương nói, bảo đám đàn em của ngươi cút xéo hết đi, bê cả mấy cái vòng hoa ấy đi theo nữa. Có chuyện gì thì vào trong kia nói chuyện đừng làm loạn nữa, ảnh hưởng tới công việc của người khác. Thường thất cân làm vẻ mặt đau khổ nói, đây cũng không phải chủ ý của bọn ta, ta cũng không có cái bản lĩnh đó đâu. Trương Dương cũng phất lờ lời hắn, hỡ hứng nói một câu rồi chậm rãi bước vào bệnh viện, người không đi, nếu như phát sinh chuyện gì thì lúc đó đừng có trách. Đầu tiên Trương Dương tới thẳng phòng viện trưởng, định qua chào hỏi gã viện trưởng nghiêm thế đông một chút, thế nhưng hắn lại không có trong phòng làm việc. Bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy thế mà bệnh viện cũng không có chút động tính gì, chứng tỏ mấy gã lãnh đạo cấp cao trong bệnh viện đều không có mặt. Qua điều này có thể thấy, nghiêm thế đông là một gã rát chết, chỉ biết bo bo giữ mình. Không có viện trưởng ở đây nên trưởng khoa nhân sự đồng yến cùng chủ nhiệm phòng tài vụ Mã Minh Đào dẫn Trương Dương đi một vòng tham quan bệnh viện, nói cho Trương Dương nghe sơ bộ tình trạng của bệnh viện. Kỳ thực trong bệnh viện ai ai cũng muốn gã tân bí thư đảng ủy trẻ tuổi này mau chóng cuốn gói về quê, từ lúc Trương Dương tới, bọn họ cũng đã điều tra một chút lai lịch của hắn. Biết rằng thằng nhãi này trước kia có tốt nghiệp vệ giáo, một phần tử trí thức lại được chuyển về công tác tại bệnh viện, rõ ràng là cấp trên thiên vị con ông cháu cha, bởi vậy mọi người trong bệnh viện đều có ấn tượng không tốt về Trương Dương. Tuy rằng trong mắt đám lãnh đạo cao tầng của Xuân Dương, thì Trương Dương chẳng khác gì bị giáng cấp từ sở thương mại về cái bệnh viện vùng ngoại thành. Thế nhưng trong mắt đám nhân viên cán bộ bệnh viện, thì Trương Dương chỉ là một gã công tử đại gia con ông cháu cha, chứ không tại sao một thằng nhãi mới có 20 tuổi mà đã được làm bí thư đảng ủy bệnh viện huyện. Chuyện này cũng làm nhiều người tò mò, tìm hiểu bối cảnh của Trương Dương. Thế nhưng lúc biết được cha nuôi thằng nhãi kia hiện giờ là phó thị trưởng thành phố Giang Thành, hơn hết nghe đồn thằng nhãi này lại có quan hệ bất chính với nữ chủ tịch huyện Xuân Dương Tân Nhiệm Tần Thanh, nghe xong cả đám cán bộ nhân viên bệnh viện đều líu lưỡi, không dám ho he phản đối lời nào nữa. Đồng Yến cùng Mã Minh Đào tuy rằng làm trong bệnh viện, thế nhưng đều làm công việc hành chính, nên sự nhận biết của họ về chính trị cũng không khác gì những người trong Ủy ban Nhân dân. Bọn họ đều hiểu một điều, vị bí thư đảng ủy tân nhiệm này là một người không bao giờ được đắc tội, chắc chắn nơi đây cũng chỉ là bàn đạp để hắn tiến bước trong con đường sự nghiệp của hắn mà thôi. Có lẽ hắn cũng không dừng lại lâu ở đây, rồi lại tiếp tục được tuyên chuyển lên trên. Đối với những người như vậy thì tốt hơn hết vẫn là hầu hạ cẩn thận, tuy không được lộc nhưng cũng tránh được họa. Phòng làm việc của Trương Dương nằm ngay sát bên cạnh phòng của viện trưởng. Tuy rằng gian phòng không lớn nhưng lại cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ. Đồng Yến thì còn sự vụ phải làm nên cáo từ rời đi, còn Mã Minh Đào thì nhanh nhẹn đi pha cho Trương Dương một chén trà nóng. Lúc bưng trà tới, hắn cũng ngồi xuống cạnh Trương Dương kể cho Trương Dương nghe một chút tình hình hiện giờ của bệnh viện. Trương Dương cũng chẳng để ý hắn nói những gì nữa, trong đầu chỉ nhớ lại tình cảnh sáng nay ở ngoài cửa bệnh viện, cắt đứt lời Mã Minh Đào hỏi, "Này, sáng nay đám người đứng chặn ngoài cổng bệnh viện là người nào vậy?" "Chuyện y đạo quan đồ." Mã Minh Đào cười khổ nói, "Là người nhà của một bệnh nhân có thai, nhưng bởi vì trước khi tới đây đã bị xuất huyết nặng nên đứa con trong bụng không giữ được. Đám y bác sĩ bệnh viện chúng ta đã phải cố gắng hết sức mới giữ được tính mạng người phụ nữ kia, thế nhưng người ta đã không cảm ơn thì thôi." lại còn tìm cớ gây sự, đòi bệnh viện chúng ta phải bồi thường thiệt hại cho họ. Trương Dương chậm rãi để chén trà xuống, thấp giọng hỏi, bọn họ đòi bao nhiêu? 10 vạn, bọn chúng đòi 10 vạn, thì sẽ bỏ qua chuyện này, bằng không sẽ ngày nào cũng đến đây gây rối. Thực lòng mà nói, gần đây bệnh viện cũng có nhiều tai tiếng không tốt, còn có người lên tận huyện ủy tố cáo chúng ta làm việc tắc trách nữa. Thế nghiêm viện trưởng đâu? Trương Dương lại hỏi tiếp. Mã Minh Đào thở dài nói, đi Đông Giang công tác rồi, chỉ sợ phải hai ngày nữa mới về. Thực ra hắn có ở đây cũng chẳng có biện pháp gì, đám du côn đó nổi tiếng tàn ác trong vùng. Hai ngày trước, năm người của bệnh viện chúng ta cũng bị bọn chúng hành hung. Trương Dương phẫn nộ vỗ bàn cái rầm, một tiếng, sao không đi báo cảnh sát. Mã Minh Đào cười khổ lắc lắc đầu nói, báo cảnh sát thì sao nào. Bọn chúng đều là dân anh chị máu mặt cả, chắc chắn cũng ăn dây với đám cảnh sát kia rồi. Nếu như có bị cảnh sát bắt thật thì chắc cũng chỉ nghe mấy lời trách mắng xong lại được thả ra. Hơn nữa những chuyện như vậy cảnh sát cũng không muốn hỏi tới, cũng chẳng thèm quản. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên cửa phòng lại bị mở toang ra. Hóa ra là Phó Hồng Lâm Nguyên chủ nhiệm phòng y tế, mặt mày máu me be bét chạy tới. Thực ra là hắn định tới tìm viện trưởng, thế nhưng nghiêm thế Đông lại không có ở đây, hắn đành phải chạy sang phòng làm việc của bí thư đảng ủy Trương Dương vòng băng gạc quấn quanh đầu hắn cũng đang di dỉ máu, mặt mũi vẫn còn nguyên mấy vệt máu chưa khô, giọng điệu hắn tràn ngập ủy khuất la lớn, ta không cần biết là ai đứng ra, lần này ta nhất định phải đòi lại lẽ công bằng. Mã Minh Đào vội vàng chạy tới khuyên nhủ hắn vài câu, dù sao Trương Bí Thư cũng là ngày đầu tiên tới nhậm chức, hiển nhiên hắn nào có biết chuyện gì đang xảy ra. Phó Hồng Lâm thế nào là nam nhân mà hơi tí đã khóc ròng ròng, hắn vừa khóc vừa miếu máu nói, mẹ nó chứ, ta có trêu chọc gì ai đâu mới mấy ngày mà ta bị đánh tới ba lần rồi. Thấy dáng vẻ tội nghiệp của hắn, Trương Dương cũng thấy hơi thông cảm cho hắn bởi nhẽ phòng y tế của hắn là nơi hứng chịu mọi kiến nghị hay khiếu nại của người bệnh, bởi thế mà thỉnh thoảng có vài người nhà của bệnh nhân không kìm được cơn tức giận đánh chửi người phòng y tế là chuyện bình thường. Trương Dương mỉm cười nói, Hồng Lâm chủ nhiệm, trước tiên người cứ nên đi băng bó cẩn thận lại vết thương đi đã. Ta đảm bảo, bất kể là sự tình như thế nào, cũng sẽ đòi lại công bằng cho ngươi được rồi chứ. Được lời đó của Trương Dương, lại có Mã Minh Đào ở bên khuyên nhủ mãi, Phó Hồng Lâm mới cảm thấy đỡ âm ước định bụng đứng dậy cáo từ. Thế nhưng ngờ đâu vừa mới đứng dậy là có hơn 10 gã cao to lực lưỡng tới tận cửa phòng bí thư đảng ủy Trương Dương. Chuyện, y đạo quan đồ. Thấy mấy gã kia, ánh mắt Phó Hồng Lâm toát ra vẻ sợ hãi cực độ, khuôn mặt hắn cũng tái nhợt cả đi. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn Trương Dương bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Trương Dương lại làm như không hề hay biết chuyện gì xảy ra, vẫn chậm rãi nâng chén trà uống như bình thường. Đám lưu manh kia hùng hổ xông vào trong phòng. Lúc này Trương Dương mới quay sang Mã Minh Đào, hờ hững nói một câu, gọi bảo vệ lên đi. Mã Minh Đào cuống quyết đứng dậy đi đến bên bàn điện thoại, gọi một cú điện thoại cho phòng bảo vệ. Trương Dương lại nói, thuận tiện gọi thêm hai bác sĩ ngoại khoa tới, lát nữa có người xin cứu giúp đấy. Người chính là bí thư của bệnh viện này dẫn đầu là một tên lưu em ngươi mặc áo màu đen, quần jean màu ít ngươi chỉ thẳng vào mũi Trương Dương nói. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu nói, là ta, Trương Dương, bí thư đảng bộ mới của bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Con trai của em tao bị bọn ngươi giết chết, mẹ kiếp, ngươi nói sao đây? Tên lưu em ngươi này có biệt hiệu là nhị tử, cũng là một nhân vật giang hồ có đi ngươi tiếng ở Xuân Dương, cũng một thời đình đám như thường thất cân, hai người bọn họ tuy không phải cùng hội cùng thuyền với nhau nhưng lại đều được người ta mời tới nơi này gây chuyện vừa vặn gặp mặt nhau thường thất cân biết được sự lợi hại của trương dương biết khó mà lui nhưng nhị tử này lại không biết ở địa giới xuân dương này người có thể được hắn xem trong mắt không nhiều lắm một bí thư trẻ tuổi như trương dương tất nhiên cũng không được hắn để vào trong mắt trương dương bình tĩnh nhìn nhị tử người đánh phó chủ nhiệm là ngươi sao nhị tử gật đầu nói không sai Thằng nhãi đó dám chửi tao, tao đánh hắn là đúng. Hắn bước về phía trước một bước, ngươi nói chuyện có tác dụng gì chứ? Hiểu rồi thì xuất ra 100.000 đồng, tao dẫn mấy thằng em đi, không gây phiền phức cho bệnh viện của ngươi nữa, nếu như không rõ, cái bệnh viện này cũng nên sớm đóng cửa đi là vừa. Trương Dương mỉm cười, hắn nhìn ra ngoài cửa một chút, vẫn không có một gã bảo vệ nào đi tới, xem ra những tên lưu em ngươi này kiêu ngạo không phải là không có nguyên nhân. Chuyện y đạo quan đồ nhị tử lại đi về phía trước cầm lấy một quyển tạp chí ở trên bàn ném xuống đất, hắn chính là muốn khiêu khích, hắn chính là muốn ở trước mặt người khác làm mất mặt trương dương, mỗi người đều có quy tắc hành sự của mình, quy tắc hành sự của nhị tử chính là dùng sức mạnh và vụ lực để uy hiếp đối phương, làm trong lòng đối phương nguội lạnh, làm cho đối phương sợ hãi, làm cho đối phương không dám đối diện với hắn. Trương Dương thở dài, mẹ kiếp, ông càng muốn nói đạo lý với người ta, người ta lại càng bước ông vào ngõ cụt, trên đời làm sao lại có cái loại không biết sống chết như vậy chứ? Hắn cười tùm tỉm gật đầu, sau đó tóm lấy cổ tay tráng kiện của nhị tử, nhị tử hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hắn căn bản không thể ngờ được vị bí thư đảng ủy trẻ tuổi này lại ra tay với mình, hắn muốn dẫy ra, mới phát hiện bàn tay của đối phương rất có lực, giống như chiếc gọng kìm vững vàng chế trụ hắn, sau đó Trương Dương dơ cao chén trà của mình lên, hung hăng đập vào cái đầu trụi lùi của nhị tử, bốp. Một tiếng, mảnh vụn bay loạn, máu văng tứ tung, Nhị tử lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm lầu đầu tiên bị người ta ra tay trước, hai mắt Trương Dương trừng lên, lộ ra hung quang, tàn bạo mắng, mẹ kiếp, mày là thằng nào mà dám nói chuyện cái kiểu đó với tao. Nhị tử bị đập đầu óc choáng váng, Trương Dương cũng không có ý định buông tha cho hắn, lại một trường vỗ lên cái đầu bị rách của hắn, mảnh vụn dính bên trên ghim vào thật sâu vào bên trong, nhị tử đau đến nỗi kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngồi trồm hốm trên mặt đất, Trương Dương tiện thể đá một phát khiến hắn ngã trổng vó trên mặt đất. Hơn 10 tên lưu em ngươi đi cùng với nhị tử, căn bản không thể nghĩ sẽ có chuyện bất ngờ như vậy xảy ra, cảm đám kinh ngạc mở to miệng, khi bọn chúng chưa kịp phản ứng lại thì nhị tử đã ngã xuống đất. Trương Dương từ từ đi lại gần, cười lạnh nói, có gan thì qua đây, bệnh viện của chúng ta có rất nhiều phòng, nhưng mà, phí nằm viện thiếu một các cũng sao sao không được. Thằng nhãi này tức giận nguyên cả hai ngày rồi, ai dám chọc vào hắn chính là đi tìm ngược đám lưu em ngươi này đều là loại đi bắt nạt kẻ yếu cả đám trước kia chưa từng gặp phải loại người như trương dương nhị tử ở trong lòng bọn họ giống như thần như thánh nhưng trương quan nhân vừa mới ra tay liền nơ hát ngươi chóng cho hắn nằm đo đất muốn bắt người trước tiên phải bắt ngựa muốn bắt cướp trước tiên phải bắt tướng tình cảnh như vậy khiến cho bọn chúng cảm thấy có một loại áp lực rất lớn trương quan nhân tức giận mắng đám lưu em ngươi cút hết cho ta muốn nằm viện cả đám hả nhị tử từ trên mặt đất đứng lên lại bị Trương Dương đá một cước vào bên cạnh sườn, đau đến nỗi lại nằm trên sàn nhà rên rỉ, hơn cả nửa ngày mới có thể đứng lên. Lúc này trưởng phòng phòng bảo vệ Lý Bân mới dẫn theo gã cấp dưới chạy tới, thấy tình cảnh trước mặt cũng lấy làm kinh hãi, Trương Dương cũng đã sớm biết được thân phận của hắn, chỉ vào mũi Lý Bân mắng, người không nên làm việc ở đây nữa. Ngay cả cổng lớn cũng coi không được, người còn mặt mũi đi làm trưởng phòng bảo vệ hay sao? Lý Bân bị mắng mặt cũng xám đen, hắn vốn có ý định phản bác lại, Thế nhưng nhìn thấy nhị tử nằm dưới đất không đứng dậy nổi, cuối cùng câu nói định phun ra cũng kịp thời nuốt trở lại. Hai gã bác sĩ ngoại khoa cũng chạy tới, Trương Dương chỉ vào nhị tử đang nằm trên mặt đất nói, "Băng bó cho hắn, lát nữa sẽ có cảnh sát đến dẫn hắn đi." Nhị tử lúc này mới biết Trương Dương và nhân vật hung hăng có tiếng kia chính là một người, chuyện thân thể bị đau giờ phút này cũng chỉ là thứ yếu, sự hối hận trong lòng thực sự khó có thể hình dung, thảo nào thường thất cân sao sao không dám ho he một tiếng liền dẫn người bỏ chạy. Thằng nhãi này quả thực chính là một người còn lưu manh côn đồ hơn cả hắn, người có thể để nhị tử dùng hai từ lưu manh để hình dung thì Trương Dương chính là người thứ nhất. Sau khi nhị tử bị dẫn về đồn công an, Trương Dương bảo Mã Minh Đào thông báo cho lãnh đạo quan trọng đến ngay phòng họp, các cán bộ nhân được thông báo đều rất rõ ràng, vị tiểu trương bí thư này muốn lập uy. Tham dự hội nghị lần này còn có hai phó viện trưởng, trong đó có một người Trương Dương quen biết đã lâu, Triệu Tân Hồng chỉ của Triệu Tân Vĩ trước đây Trương Dương chỉ biết nàng là một bác sĩ cũng không biết Triệu Tân Hồng chính là phó viện trưởng của bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Lúc Triệu Tân Hồng khỏi hẳn lập tức trở lại cương vị công tác của mình, lại nói tiếp tất cả cũng đều là công lao của Trương Dương. Còn một gã phó viện trưởng khác là Chu Phương tăng chuyên gia của bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hắn là một người chuyên đi về nghiên cứu, căn bản không quan tâm đối với việc quản lý bệnh viện. Trong mắt những người này căn bản đều khinh thường vị bí thư đảng bộ Trương Dương mới tới này, ngoại trừ Triệu Tân Hồng biết được thủ đoạn của Trương Dương, những người khác biết Trương Dương phần lớn đều qua những tin đồn về chuyện xấu, còn thêm chuyện hôm nay Trương Dương ra tay đánh nhị tử, nói ngắn gọn, tất cả mọi người đều cảm thấy vị bí thư này làm việc không giống một người lãnh đạo chút nào. Chuyện Y Đạo Quan Đồ Sau khi Trương Dương tiến hành giới thiệu, Trực tiếp chỉ thẳng mục tiêu là Lý Bân, bệnh viên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là một cái bệnh viện, 24 tiếng đồng hồ đều là nơi làm ăn, lại bị mấy tên lưu em ngươi đầu đường xó chợ đến đạp đổ cổng, chẳng nhẽ chúng ta không muốn làm ăn nữa sao? Lý trưởng phòng, phòng bảo vệ các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Lý Bân lấy hết dũng khí biện bạch, bọn họ có nhiều người, phòng bảo vệ chúng ta tính cả ta nữa cũng chỉ có 7 người, đi ra cũng chỉ là chịu đòn. Trương Dương uống một hộp nước rồi nói, chịu đòn thì sao? Nếu ngươi đã làm cái nghề này, thì đừng sợ chịu đòn, sợ chịu đòn, ta tìm người khác lên thay ngươi. Lý Bân cũng không nói nửa câu nào nữa. Trương Dương lại nói tiếp, từ giờ trở đi, bất kể trong quá trình chữa bệnh có xảy ra tranh chấp gì, cũng không thể ảnh hưởng đến phòng khám của chúng ta, ai dám đạp cổng, ta sẽ cho hắn đẹp mặt, không phải xếp phòng hoa sao. Xếp rồi thì phá, làm sao phải nhiều lời. Bọn chúng sao sao thực sự thấy bệnh viện chúng ta dễ khi dễ làm à? Triệu Tân Hồng nghe thấy miệng hắn đầy ô ngôn uế ngữ, thực sự có chút nghe không nổi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đây là uyển chuyển cách nhắc nhở Trương Dương hãy chú ý đến ngôn từ. Nàng cũng không biết Trương Dương là cố ý làm như vậy, trước khi tới bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Trương Dương suy nghĩ nơi này là nơi các thành phần trí thức tụ tập, người ta tùy tiền lấy ra một cái bằng thì cũng cao hơn mình rất nhiều, ở trong mắt những người này, mình chỉ là một người thô lỗ, dù sao đi nữa cũng có loại ấn tượng đó, hắn cũng không ngần ngại mượn cơ hội phát huy một chút, khiến người khác ấn tượng vì sự thô lỗ của mình. Chu Phương Tăng bình thường rất ít khi nói chuyện, nhưng vẫn là người đầu tiên tỏ rõ thái độ. Hắn gật đầu nói, ta đồng ý với cách làm của Trương Bí Thư, có một số bệnh nhân thực sự hơi quá đáng, bất cứ chuyện gì cũng đều có pháp luật, cho dù là tranh cãi về việc chữa bệnh cũng đã có các cơ quan tương quan tiến hành giám định, bọn họ nháo loạn là có ý tứ gì. Căn bản là tổn nhân bất lợi kỳ. Chủ nhiệm phòng y tế phó Hồng Lâm trên đầu quấn khăn trắng nói, phòng chịu áp lực lớn nhất bây giờ là phòng y tế chúng ta, chỉ cần phát sinh tranh cãi về việc chữa bệnh, từng người nhà của bệnh nhân đều đến bệnh viện của chúng ta lý sự, chịu đòn thì cũng được, nhưng dù sao ta cũng là đàn ông, ta cũng không chịu nổi sự ủy khuất này, cùng lắm thì ta không làm chủ nhiệm nữa, các vị mời ai cao mình hơn lên làm đi. chương 70, Trình độ nghiệp vụ Không chỉ có mã minh đào sửng sốt, hầu hết những người tham gia hội nghị đều sửng sốt, trương bí thư này thật là cường hãn, ngày đầu tiên đến bệnh viện đã kiêm luôn chức trách của viện trưởng Nghiêm thế Đông trở về nếu như biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ giận đến nỗi rồ lên. Ngay cả mấy tay được Mã Minh Đào mời đến cũng chỉ là đám tùy tùng, chỉ ít hiện tại hắn không dám công nhiên đối đầu với Trương Dương, gật đầu, nhớ kỹ chuyện Trương Dương đã nói. Sau khi hội nghị chấm dứt, Triệu Tân Hồng đi tới phòng làm việc của Trương Dương, Trương Dương tương đối khách khí đối với bà chị này, mỉm cười đứng dậy ngồi nàng ngồi. Triệu Tân Hồng cười nói, hai ngày trước chợt nghe em sẽ tới đây. Vốn muốn Tân Vũ mời em đi ăn cơm, những nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, tránh để người ta nói chị nịnh bợ lãnh đạo. Trương Dương cười ha hả nói, chị Triệu, xem chị nói kìa, em tính là lãnh đạo cái giám gì, ở bệnh viện này, bí thư thì làm được cái gì, ai cũng đều rõ, em cũng chỉ đến đây hỗ trợ mấy ngày thôi, chờ đến chỗ béo bở hơn, em nhanh chóng sẽ chuyển lên trên. Triệu Tân Hồng Ý vị thâm trường nói, nhìn điệu bộ của em ngày hôm nay, cũng không giống với vẻ ba phải. Trương Dương thở dài, vốn em muốn ba phải, nhưng nhìn thấy tình hình của bệnh viện, trong lòng thực sự có chút tức giận, nào có thể như vậy, người ta đánh vào mặt ngươi, sao ngươi không đánh trả lại chứ? Triệu Tân Hồng gật đầu nói, nghiêm thế đông là người rất khôn khéo, thế nhưng phần lớn tinh lực của hắn lại không đạt trong việc chữa bệnh, lần này đi ra ngoài khảo sát phòng bệnh, chủ yếu là để phát triển bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hắn đặt việc xây dựng cơ bản lên vị trí thứ nhất. Trong lời nói hiện ra sự bất mãn với Nghiêm Thế Đông. Trương Dương nhảy cảm nhận thấy trong lời nói của Triệu Tân hồng ám chỉ cái gì đó, thấp giọng nói: "Chị Triệu, em mới đến, tình hình của bệnh viện này không biết tí gì, chuyện gì cũng không biết, sau này xin nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn." Triệu Tân hồng sáng khoái gật đầu nói: "Không thành vấn đề, nhưng em muốn bà phải, muốn làm một vị bí thư tốt, sợ rằng tương đối khó khăn." Trương Dương nhếch môi cười nói: "Tình tình của em như con lừa vậy." chuyện đã quyết rồi, ai cũng khó khéo lại. Chị Triệu, chuyện chất lượng khám chữa bệnh, làm phiền chị quan tâm nhiều hơn, nghiêm viện trưởng là người thế nào em không biết, nhưng nếu hắn không có ở bệnh viện, em cũng chỉ có thể làm theo ý mình, bắt đầu từ ngày mai, em muốn vận hành dựa theo phương thức của mình. Triệu Tân Hồng Dương mắt há mồm nhìn Trương Dương, nàng thực sự không biết làm hắn lại cường hành và bá đạo như vậy, lẽ nào hắn không rõ bệnh viện và những đơn vị khác không giống nhau một vị bí thư cũng muốn trở thành lão đại sao? Sáng sớm ngày hôm sau vẫn có người nhà của bệnh nhân đưa mấy vòng hoa tới trước của bệnh viện, nhưng ngay lập tức trưởng phòng bảo vệ Lý Bân dẫn theo 6 gã nhân viên bảo vệ nữa vào tới, lần này bọn phải làm bằng bất cứ giá này, Trương bí thư đã nói, còn xảy ra chuyện tương tự, toàn bộ phòng bảo vệ bọn họ cùng nhau cút đi, bị đánh là chuyện nhỏ, thất nghiệp mới là chuyện lớn, ai sao sao cũng không muốn tự dưng vô duyên vô cớ bị đuổi việc, con người dưới áp lực thường sinh ra dũng khí bảy tên nhân viên bảo vệ nhanh chóng lưu loát phá bó mấy vòng hoa. Hơn 10 người nhà của bệnh nhân lập tức xung đột với bọn họ, bởi vì hôm qua thường thất cân rời khỏi, nhị tử sau khi bị đánh lại bị đưa tới đồn công an, cho nên ngày hôm nay ngoại trừ mấy người nhà chân chính của bệnh nhân, cũng không có tên lưu manh nào tham dự, hai bên chỉ giao chiến một chút, ở ngay trước cửa bệnh viện quần ẩu một hồi. Kết quả của trận chiến đương nhiên là phòng bảo vệ chiếm ưu thế, đám người Lý Bân mấy hôm nay cảm thấy uất ức và chán trường, cũng đã đạt được một lần thắng lợi. Trương Dương đi làm vào lúc 8 giờ, trận chiến này đã kết thúc, Lý Bân mặt mũi bầm dập đứng trước của bệnh viện quét dọn chiến trường, Trương Dương hạ cửa sổ xe, gật đầu thỏa mãn, nói với Lý Bân, làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ liên lạc với phòng tài vụ, tháng này mỗi người được thưởng thêm 100 đồng. Chuyện ẩu đả ở trước của bệnh viên bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em rất nhanh bị đưa tới cục vệ sinh, người nhà của bệnh nhân chạy tới cửa chính quyền huyện biểu tình đòi công lý. Trương Dương vừa trở lại phòng làm việc, Cục trưởng Cục Vệ sinh Cao Chiêm Viễn đã gọi điện thoại tới, ngữ khí của Cao Chiêm Viễn rất bất thiện, lớn tiếng nói tiểu Trương, cậu làm chuyện gì vậy? Hệ thống chữa bệnh của chúng ta bây giờ chính là cải thiện quan hệ, để cao chất lượng phục vụ, sao cậu dám dung túng cho cấp dưới đánh người? Trương Dương không mặn không nhạt đáp lại một câu, như vậy thì chúng tôi phải chịu đòn à, bọn họ đánh người chính là thanh trời hành đạo sao? Chuyện Y Đạo Quan Đồ Thái độ của cậu như vậy sao? Thái độ chính là như vậy, nếu cục trưởng đại nhân không phục, hai ta thay đổi vị trí cho nhau, để xem ngài có thể làm như thế nào." Trương Dương nói xong liền cúp điện thoại, cán bộ huyện Xuân Dương có mấy người có thể được hắn để trong mắt chứ? Cao Chiêm Viễn tức giận đến sôi lên, hắn vốn chỉ biết Trương Dương là người hay sinh sự, nhưng không ngờ thằng nhãi này tự nhiên lại thông tình đạt lý đến như vậy, mình là cấp trên của hắn, hắn là cấp dưới của mình, nào có cấp dưới chống lại cấp trên như vậy? Hơn nữa lại còn trực tiếp cúp điện thoại của mình, mẹ nó, ta có quyền cúp điện thoại của ngươi, ngươi thì không có." Cao Chiêm Viễn bụng đầy tức giận, chỗ hắn khiếu nại chỉ có thể là cấp trên, nếu không phải là do Tần Thanh ném cái tên hay sinh sự vào đây, hắn cũng không bị như vậy, hắn muốn xem huyện trưởng nói như thế nào. Tần Thanh lúc này cũng rất tức giận, đám người nhà bệnh nhân kéo đến cửa chính quyền huyện khiếu nại sắp làm hỏng cả cửa, "Trương Dương ơi Trương Dương, có phải thằng nhãi này cố ý hay không?" Chuyện của bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dựa vào cái gì mà muốn chính quyền huyện giải quyết cho ngươi. Lúc này Cao Chiêm Viễn gọi điện thoại tới, tự nhiên là ủy khuất và đầy oán khí giải thích với Tần Thanh. Tần Thanh an ủi cho hắn bớt tức giận, cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, lúc này mới gọi điện thoại cho Trương Dương. Khiến nàng phẫn nộ chính là, thằng nhãi này thấy điện thoại mình gọi tới tự nhiên dám không tiếp. Tần Thanh gọi liên tục ba cuộc, cuối cùng vẫn trong tình trạng không có người trả lời nữ huyện trưởng lãnh tính cơ trí cũng không ngăn được có chút tức giận, nàng hung hắng cúp điện thoại. Tự nhiên sổ ra một câu thô lỗ, khốn khiếp. Cả một buổi sáng, Trương Dương đều ở trong phòng họp của bệnh viện, thảo luận một chút về việc chữa bệnh trọng điểm của tổ chuyên gia sắp tới, xác định rõ ràng trách nhiệm của bệnh viện là như thế nào. Còn chuyện người nhà bệnh nhân đến chính quyền huyện làm loạn cũng đã trong dự liệu của hắn, đám người nhà này đi đâu làm loạn thì mặc kệ, chỉ cần không làm loạn trước cửa bệnh viện là được rồi. Kết thúc hội nghị cũng đã là 12 giờ trưa, Trương Dương đi ra khỏi phòng họp, thằng nhãi này cũng mặc một bộ áo dài trắng mới tinh, đi giữa đám người làm công tác y tế cũng rất ngọc thụ lâm phong như hạc giữa bầy gà, bí thư đảng bộ đầu tiên phải có khí chất như vậy, Trương quan nhân tương đối tự tin vào khí chất của mình, nhưng người khác nhìn vào lại có điểm khác, Trương quan nhân cho rằng mình có khí chất của người lãnh đạo, đa số người đều cho rằng hắn có khí chất của một tên lưu manh Thế nhưng có một số công nhân viên trước trong bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em đều phải công nhận, Trương Bí thư làm việc rất mạnh mã vang đội, giống như người có thủ đoạn mạnh mẽ, một nhân vật cứng rắn, cường thế, một người trong lịch sử của bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua, hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, sau khi xảy ra một trận ẩu đả, trước cửa lớn đều đã khôi phục lại trận tự như bình thường, không có người nhà của bệnh nhân đến vây quanh cửa lớn. Đặt vòng hoa Trương Quan Nhân đã nói phải thưởng phạt phân minh, cho nên tiến hành khen ngợi hành động anh dũng của trưởng phòng phòng bảo vệ Lý Bân rất đúng lúc. Lý Bân được thưởng 200, 6 gã bảo vệ còn lại tham gia chiến đấu mỗi người được 100, đi tới phòng tài vụ lĩnh tiền ngay trong ngày. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Dương tự đánh bóng bản thân mình, nhưng Triệu Tân Hồng cũng không coi như vậy, nàng cho rằng Trương Dương có trí tuệ và mưu lược không giống với người bình thường, hắn lợi dụng chuyện thưởng cho Lý Bân để truyền ra một tín hiệu làm việc không thể trùn bước, chỉ cần dám làm, bất cứ cái gì cũng đều có thể. Phó chủ nhiệm phòng y tế Hồng Lâm chính là một người bị cảm động, phòng bảo vệ đã đứng mũi chịu sao, cấp dưới cũng muốn xem biểu hiện của phòng y tế, mấy ngày sau đó, hắn muốn căn cứ theo kết quả thảo luận ngày hôm nay định ra phương án đàm phán với người nhà bệnh nhân, trương bí thư làm việc không dài dòng chậm chạp như nghiêm viện trường, hắn nói là làm, vì chuyện này mời đến hai vị luật sư nổi tiếng ở trong huyện, cùng phòng y tế bàn bạc đưa ra một phương án có thể thực hiện được, Hồng Lâm cũng đã nhìn thấy hy vọng có thể giải quyết được vấn đề này. Trương Dương vừa trở lại phòng làm việc, điện thoại lại vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, trong ống nghe truyền đến giọng nói phẫn nộ của Tần Thanh, Trương Dương, tôi muốn cậu giải thích. Trương Dương nở nụ cười, Tần huyện trưởng à, sao lại tức giận đến như vậy chứ, điều gì mà ngài có thể không làm được, trong công việc phải giữ cho ý chí tỉnh tái, nhất là cán bộ như ngài, cũng không thể đưa tình cảm cá nhân vào trong công việc được. Tần Thanh tức giận đến cắn chặt răng, mẹ nó, thằng nhãi này căn bản là có cố ý gây sự đây. Nàng hít một hơi thật sâu, trước đây nàng vẫn cho rằng mình đã tu luyện được tới cảnh giới tâm lặng như nước, nhưng lúc này mới biết được, câu nói tùy tiện từ ngay lúc đầu của thằng nhãi này đã làm nhiễu loạn tâm tình của mình. Tần Thanh có một cảm giác rất chán ghét, nàng thậm chí còn cho rằng Trương Dương làm như vậy là để kích thích mình, kiểm tra sức chịu đựng của mình tuy rằng nàng biết cách suy nghĩ như vậy là không chính xác, đã vô số lần nhắc nhở bản thân phải tách công việc và cuộc sống ra. Lúc làm mới phát hiện rằng rất khó, nàng ép buộc mình phải tỉnh táo, thấp giọng nói tôi muốn cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý, vì sao lại làm nhiều chuyện phiền toái như vậy. Trương Dương thở dài một hơi nói, chuyện này à, trong chốc lát không thể nói rõ được, nếu không thì thế này, tối nay tôi mời ăn, không biết có được không. Không được, Tần Thanh Kiên quyết từ chối lời mời của thằng nhãi này. Vậy ở đầm cá đông pha nhé, chỗ đó ít người, 6 rưỡi tối nay, không gặp không về. Không đợi Tần Thanh cử tuyệt lần nữa, thằng nhãi này đã cúp điện thoại. Tần Thanh cầm điện thoại ngồi đó ngơ ngác, thằng nhãi này là dạng gì, hắn có hiểu thế nào là quý trọng nữ nhân hay không? Hơn nữa ta là lãnh đạo của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà vinh mặt hất hàm sai khiến ta như vậy? Nhưng Tần Thanh rất nhanh ý thức được tâm tình của mình có chút rối loạn, Nàng có chút thống khổ lắc đầu, thấp giọng nói: "Không đi, không đi, ta nhất định sẽ không đi." "Chuyện y đào quan đồ." Đầm cá Đông Pha nằm bên sông Xuân Thủy, đầm cá có năm nhà thủy tạ nối liền với nhau, Trương Dương đặt trước một tầng gác ở trong đó, tầng gác tiến vào bên trong sông, bốn phía đều có cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đẹp khác nhau xung quanh hồ. Trương Dương đã sớm tới nơi này, thời gian chờ đợi vẫn từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã tới 7 giờ. Trương Dương cũng có chút không thể chờ được, Tần Thanh thực sự sẽ không tới đây sao? Ngay trong lúc hắn đứng ngồi không yên, đã phát hiện một chiếc taxi dừng lại ở bên bờ, Thần Thanh mặc quần dài màu xám mở cửa xe đi xuống, Trương Dương mừng rỡ, cuống quyết chạy tới thanh toán tiền xe. Đôi mắt thâm thúy của Tần Thanh có chút u oán liếc nhìn Trương Dương, giọng nói lạnh lùng có chuyện gì không thể nói ở văn phòng. Trương Dương cười nói, tôi là người nhát gan, vừa vào tới nha môn huyện Thái ra chân tay đã run lẩy bẩy, ngài quan uy quá lớn, ở chỗ này nói chuyện vẫn tự nhiên hơn. Tần Thanh nghe ra thằng nhãi này vẫn giận mình, mắt phượng sinh uy nói, châm chọc tôi, bí thư tiểu trương, lá gan của cậu thực sự là càng ngày càng lớn. Không chỉ có mã minh đào sửng sốt, hầu hết những người tham gia hội nghị đều sửng sốt, trương bí thư này thật là cường hãn, ngày đầu tiên đến bệnh viện đã kiêm luôn chức trách của viện trưởng, nghiêm thế đông trở về nếu như biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ giận đến phát điên lên mất. Ngay cả mấy tay được Mã Minh Đào mời đến cũng chỉ là đám tùy tùng, chỉ ít hiện tại hắn không dám công nhiên đối đầu với Trương Dương, gật đầu, nhớ kỹ chuyện Trương Dương đã nói. Sau khi hội nghị chấm dứt, Triệu Tân Hồng đi tới phòng làm việc của Trương Dương, Trương Dương tương đối khách khí đối với bà chị này, mỉm cười đứng dậy ngồi nàng ngồi. Triệu Tân Hồng cười nói, hai ngày trước chợt nghe em sẽ tới đây, vốn muốn Tân Vũ mời em đi ăn cơm, những nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, tránh để người ta nói chị nịnh bợ lãnh đạo, Trương Dương cười ha hả nói, chị Triệu, xem chị nói kìa, em tính là lãnh đạo cái giám gì, ở bệnh viện này, bí thư thì làm được cái gì. Ai cũng đều rõ, em cũng chỉ đến đây hỗ trợ mấy ngày thôi, chờ đến chỗ béo bở hơn, em nhanh chóng sẽ chuyển lên trên. Triệu Tân hồng ý vị thâm trường nói, nhìn điệu bộ của em ngày hôm nay, cũng không giống với vẻ ba phải. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương thở dài, vốn em muốn ba phải, nhưng nhìn thấy tình hình của bệnh viện, trong lòng thực sự có chút tức giận, nào có thể như vậy, người ta đánh vào mặt ngươi, sao ngươi không đánh trả lại chứ? Triệu Tân Hồng gật đầu nói, nghiêm thế đông là người rất khôn khéo, thế nhưng phần lớn tinh lực của hắn lại không đạt trong việc chữa bệnh, lần này đi ra ngoài khảo sát phòng bệnh. Chủ yếu là để phát triển bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hắn đặt việc xây dựng cơ bản lên vị trí thứ nhất. Trong lời nói hiện ra sự bất mãn với nghiêm thế đông. Trương Dương nhảy cảm nhận thấy trong lời nói của Triệu Tân hồng ám chỉ cái gì đó, thấp giọng nói: "Chị Triệu, em mới đến, tình hình của bệnh viện này không biết tí gì, chuyện gì cũng không biết, sau này xin nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn." Triệu Tân hồng sáng khoái gật đầu nói: "Không thành vấn đề, nhưng em muốn bà phải, muốn làm một vị bí thư tốt, sợ rằng tương đối khó khăn." Trương Dương nhếch môi cười nói: "Tình tình của em như con lừa vậy, chuyện đã quyết rồi, ai cũng khó khéo lại." "Chị Triệu" chuyện chất lượng khám chữa bệnh, làm phiền chị quan tâm nhiều hơn, nghiêm viện trưởng là người thế nào em không biết, nhưng nếu hắn không có ở bệnh viện, em cũng chỉ có thể làm theo ý mình, bắt đầu từ ngày mai, em muốn vận hành dựa theo phương thức của mình. Triệu Tân Hồng Dương mắt há mồm nhìn Trương Dương, nàng thực sự không biết làm hắn lại cường hành và bá đạo như vậy, lẽ nào hắn không rõ bệnh viện và những đơn vị khác không giống nhau. Một vị bí thư cũng muốn trở thành lão đại sao. Sáng sớm ngày hôm sau vẫn có người nhà của bệnh nhân đưa mấy vòng hoa tới trước của bệnh viện, nhưng ngay lập tức trưởng phòng bảo vệ Lý Bân dẫn theo 6 gã nhân viên bảo vệ nữa vào tới, lần này bọn bắt buộc phải ra mặt bằng bất cứ giá nào. Trương bí thư đã nói, còn xảy ra chuyện tương tự, toàn bộ phòng bảo vệ bọn họ cùng nhau cút đi. Bị đánh là chuyện nhỏ, thất nghiệp mới là chuyện lớn, ai sao sao cũng không muốn tự dưng vô duyên vô cớ bị đuổi việc, con người dưới áp lực thường sinh ra dũng khí bảy tên nhân viên bảo vệ nhanh chóng lưu loát phá bó mấy vòng hoa. Hơn 10 người nhà của bệnh nhân lập tức xung đột với bọn họ, bởi vì hôm qua thường thất cân rời khỏi, nhị tử sau khi bị đánh lại bị đưa tới đồn công an, cho nên ngày hôm nay ngoại trừ mấy người nhà chân chính của bệnh nhân, cũng không có tên lưu manh nào tham dự, hai bên chỉ giao chiến một chút, ở ngay trước cửa bệnh viện quần ẩu một hồi. Chuyện, y đạo quan đồ. Kết quả của trận chiến đương nhiên là phòng bảo vệ chiếm ưu thế, đám người Lý Bân mấy hôm nay cảm thấy uất ức và chán trường, cũng đã đạt được một lần thắng lợi. Trương Dương đi làm vào lúc 8 giờ, cũng là lúc trận chiến này đã kết thúc, Lý Bân mặt mũi bầm dập đứng trước của bệnh viện quét dọn chiến trường, Trương Dương hạ cửa sổ xe, gật đầu thỏa mãn, nói với Lý Bân, làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ liên lạc với phòng tài vụ, tháng này mỗi người được thưởng thêm 100 đồng. Chuyện ẩu đả ở trước của bệnh viên bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em rất nhanh bị đưa tới cục vệ sinh, Người nhà của bệnh nhân chạy tới cửa chính quyền huyện biểu tình đòi công lý. Trương Dương vừa trở lại phòng làm việc, cục trưởng cục vệ sinh Cao Chiêm Viễn đã gọi điện thoại tới, ngữ khí của Cao Chiêm Viễn rất bất thiện, lớn tiếng nói: "Tiểu Trương, cậu làm chuyện gì vậy? Hệ thống chữa bệnh của chúng ta bây giờ chính là cải thiện quan hệ, đề cao chất lượng phục vụ, sao cậu dám dung túng cho cấp dưới đánh người?" Trương Dương không mặn không nhạt đáp lại một câu: "Như vậy thì chúng tôi phải chịu đòn à?" chẳng nhẽ bọn họ đánh người chính là thay trời hành đạo sao? Thái độ của cậu như vậy là sao? Thái độ chính là như vậy đó, nếu cục trưởng đại nhân không phục, hai ta thay đổi vị trí cho nhau, để xem ngài có thể làm được những gì khá hơn." Trương Dương nói xong liền cúp điện thoại, nói thực cái đám cán bộ huyện Xuân Dương thì có mấy người có thể được hắn để trong mắt chứ. Cao Chiêm Viễn tức giận đến sôi lên, hắn vốn chỉ biết Trương Dương là người hay sinh sự nhưng không ngờ thằng nhãi này tự nhiên lại thông tình đạt lý đến như vậy, mình là cấp trên của hắn, hắn là cấp dưới của mình, nào có cấp dưới chống lại cấp trên như vậy, hơn nữa lại còn trực tiếp cúp điện thoại của mình, mẹ nó, ta có quyền cúp điện thoại của ngươi, ngươi thì không có. Cao chiêm viễn bụng đầy tức giận, chỗ hắn khiếu nại chỉ có thể là cấp trên, nếu không phải là do tần thanh ném cái tên hay sinh sự vào đây, hắn cũng không bị như vậy, hắn muốn xem huyện trưởng nói như thế nào. Tần Thanh lúc này cũng rất tức giận, Đám người nhà bệnh nhân kéo đến cửa chính quyền huyện khiếu nại sắp làm hỏng cả cửa, "Trương Dương ơi Trương Dương, có phải thằng nhãi này cố ý hay không? Chuyện của bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dựa vào cái gì mà muốn chính quyền huyện giải quyết cho ngươi?" Lúc này Cao Chiêm Viễn gọi điện thoại tới, tự nhiên là ủy khuất và đầy oán khí giải thích với Tần Thanh, Tần Thanh an ủi cho hắn bất tức giận, lúc cúp điện thoại xuống, nàng suy nghĩ một lát, lúc này mới gọi điện thoại cho Trương Dương, khiến nàng phẫn nộ chính là thằng nhãi này thấy điện thoại mình gọi tới tự nhiên dám không tiếp. Tần Thanh gọi liên tục 3 cuộc, cuối cùng vẫn trong tình trạng không có người trả lời. Nữ huyện trưởng lãnh tính cơ trí cũng không ngăn được có chút tức giận, nàng hung hắng cúp điện thoại. Tự nhiên sổ ra một câu thô lỗ, khốn khiếp. Cả một buổi sáng, Trương Dương đều ở trong phòng họp của bệnh viện, thảo luận một chút về việc chữa bệnh trọng điểm của tổ chuyên gia sắp tới, xác định rõ ràng trách nhiệm của bệnh viện là như thế nào, còn chuyện người nhà bệnh nhân đến chính quyền huyện làm loạn cũng đã trong dự liệu của hắn, đám người nhà này đi đâu làm loạn thì mặc kệ, chỉ cần không làm loạn trước cửa bệnh viện là được rồi. Kết thúc hội nghị cũng đã là 12 giờ trưa, Trương Dương đi ra khỏi phòng họp, thằng nhãi này cũng mặc một bộ áo dài trắng mới tinh, đi giữa đám người làm công tác y tế cũng rất ngọc thụ lâm phong như hạc giữa bầy gà. Bí thư đảng bộ đầu tiên phải có khí chất như vậy, Trương quan nhân tương đối tự tin vào khí chất của mình, nhưng người khác nhìn vào lại có điểm khác, Trương Quan Nhân luôn cho rằng mình có khí chất của người lãnh đạo, thế lưng đa số người đều cho rằng hắn có khí chất của một tên lưu manh. Chỉ là có một số công nhân viên trước trong bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em đều phải công nhận, Trương Bí thư làm việc rất mạnh mẽ quyết đoán, giống như người có thủ đoạn khó lường, một nhân vật cứng rắn, cường thế, một người trong lịch sử của bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua, hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng sau khi xảy ra một trận ẩu đà, trước cửa lớn đều đã khôi phục lại trận tự như bình thường, không có người nhà của bệnh nhân đến vây quanh cửa lớn. Đặt phòng hòa, trương quan nhân đã nói phải thưởng phạt phân minh, cho nên tiến hành khen ngợi hành động anh dũng của trưởng phòng phòng bảo vệ Lý Bân rất đúng lúc. Lý Bân được thưởng 200, 6 gã bảo vệ còn lại tham gia chiến đấu mỗi người được 100, đi tới phòng tài vụ lĩnh tiền ngay trong ngày. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Dương tự đánh bóng bản thân mình, nhưng Triệu Tân Hồng cũng không coi như vậy, nàng cho rằng Trương Dương có trí tuệ và mưu lược không giống với người bình thường. Hắn lợi dụng chuyện thưởng cho Lý Bân để truyền ra một tín hiệu, làm việc không thể chùn bước, chỉ cần dám làm, bất cứ cái gì cũng đều có thể. Phó chủ nhiệm phòng y tế Hồng Lâm chính là một người bị cảm động, phòng bảo vệ đã đứng mũi chịu sao, cấp dưới cũng muốn xem biểu hiện của phòng y tế. Mấy ngày sau đó, hắn muốn căn cứ theo kết quả thảo luận ngày hôm nay định ra phương án đàm phán với người nhà bệnh nhân. Trương Bí Thư làm việc không dài dòng chậm chạp như nghiêm viện trường, hắn nói là làm, vì chuyện này mời đến hai vị luật sư nổi tiếng ở trong huyện, cùng phòng y tế bản bạc đưa ra một phương án có thể thực hiện được, Hồng Lâm cũng đã nhìn thấy hy vọng có thể giải quyết được vấn đề này. Chuyện y đạo quan đồ Trương Dương vừa trở lại phòng làm việc, điện thoại lại vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, trong ống nghe truyền đến giọng nói phẫn nộ của Tần Thanh, Trương Dương, tôi muốn cậu giải thích. Trương Dương nở nụ cười, Tần huyện trưởng à, sao lại tức giận đến như vậy, có điều gì mà ngài có thể không làm được chứ? Trong công việc phải giữ cho ý chí tỉnh táo, nhất là cán bộ như ngài, cũng không thể đưa tình cảm cá nhân vào trong công việc được. Tần Thanh tức giận đến cắn chặt răng, mẹ nó, thằng nhãi này căn bản là có cố ý gây sự đây. Nàng hít một hơi thật sâu, trước đây nàng vẫn cho rằng mình đã tu luyện được tới cảnh giới tâm lặng như nước, nhưng lúc này mới biết được, câu nói tùy tiện từ ngay lúc đầu của thằng nhãi này đã làm nhiễu loạn tâm tình của mình. Tần Thanh có một cảm giác rất chán ghét. Nàng thậm chí còn cho rằng Trương Dương làm như vậy là để kích thích mình, kiểm tra sức chịu đựng của mình, tuy rằng nàng biết cách suy nghĩ như vậy là không chính xác, đã vô số lần nhắc nhở bản thân phải tách công việc và cuộc sống ra. Lúc làm mới phát hiện rằng điều này rất khó. Nàng ép buộc mình phải tỉnh táo lại, thấp giọng nói, "Tôi muốn cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý, vì sao lại làm nhiều chuyện phiền toái như vậy?" Trương Dương thở dài một hơi nói, "Chuyện này à, trong chốc lát không thể nói rõ được, nếu không thì thế này, tối nay tôi mời ăn, không biết có được không? Không được, Tần Thanh Kiên quyết từ chối lời mời của thằng nhãi này. Vậy ở đầm cá đông pha nhé, chỗ đó ít người, 6 rưỡi tối nay, không gặp không về. Không đợi Tần Thanh cự tuyệt lần nữa, thằng nhãi này đã cúp điện thoại. Tần Thanh cầm điện thoại ngồi đó ngơ ngác, quả thực, đến giờ nàng cũng chẳng biết thằng nhãi này là dạng gì nữa. Hắn có hiểu thế nào là tôn trọng nữ nhân hay không? Hơn nữa ta là lãnh đạo của ngươi, người dựa vào cái gì mà vinh mặt hất hàm sai khiến ta như vậy. Nhưng Tần Thanh rất nhanh ý thức được tâm tình của mình có chút rối loạn, nàng có chút thống khổ lắc đầu, thấp giọng nói, không đi, không đi, ta nhất định sẽ không đi. Đầm cá đông pha nằm bên sông Xuân Thủy, đầm cá có năm nhà thủy tạ nối liền với nhau, Trương Dương đặt trước một tầng gác ở trong đó, tầng gác tiến vào bên trong sông, bốn phía đều có cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đẹp khác nhau xung quanh hồ. Trương Dương đã sớm tới nơi này, thời gian chờ đợi vẫn từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã tới 7 giờ, Trương Dương cũng có chút không thể chờ được, Tần Thanh thực sự sẽ không tới đây sao? Ngay trong lúc hắn đứng ngồi không yên, đã phát hiện một chiếc taxi dừng lại ở bên bờ, Tần Thanh mặc quần dài màu xám mở cửa xe đi xuống, Trương Dương mừng rỡ, cuống quyết chạy tới thanh toán tiền xe. Đôi mắt thâm thúy của Tần Thanh có chút u oán liếc nhìn Trương Dương, giọng nói lạnh lùng có chuyện gì không thể nói ở văn phòng. Trương Dương cười nói, tôi là người nhát gan, vừa vào tới nha môn huyện Thái Gia là chân tay đã run lẩy bẩy, ngài quan uy quá lớn, ở chỗ này nói chuyện vẫn tự nhiên hơn. Tần Thanh nghe ra thằng nhãi này vẫn giận mình, mắt phượng sinh uy nói, đừng châm chọc tôi. Trương Bí Thư, lá gan của cậu thực sự là càng ngày càng lớn. Trương Dương cười tủm tỉm mời Tần Thanh đi vào lầu nhỏ, Tần Thanh ngồi xuống, lầu nhỏ ở phía trên sông Xuân Thủy, bốn phía gió thổi, tâm tình cũng không khỏi nới lỏng một chút, Vị trí mà nàng ngồi xuống vừa vặn có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ, giống như một tầng băng mỏng gắn trên bầu trời màu xanh. Trương Dương gọi một chai rượu vang đỏ, rót đầy cho Tần Thanh, "Đây là đầm cá đông pha, nổi tiếng với cá đông pha, thịt đông pha." Trương Dương cũng biết Tần Thanh là người không thích ăn thịt, ngoài trừ gọi hai món ăn mặn, những thứ khác đều chọn đồ chay. Tần Thanh lặng lẽ nhìn hắn, oán khí trong lòng không biết từ đâu lại nổi lên, dáng vẻ của Trương Dương giống như là không có chuyện gì xảy ra cầm đúa gắp cho tần thanh một miếng thịt đông pha nói da lợn làm đẹp ra, ngài nếm thử đi thịt đông pha béo mà không ngậy vừa thơm lại vừa mềm tần thanh ăn một miếng mùi vị quả thực rất ngon trương dương cầm ly rượu vang đỏ chị thanh chị có thấy không từ lần chị trở về đây khoảng cách giữa hai chúng ta đột nhiên xa cách đi rất nhiều tần thanh đạm nhiên nói chúng ta vốn chỉ có quan hệ trong công việc không thể nói xa hay gần được Trương Dương nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu ở trong tay, chị thực sự cho rằng như vậy sao? Nếu như là quan hệ công việc, vì sao lại ngụy tạo chứng cớ cho em? Tần Thanh cắn môi, nàng bắt đầu hối hận vì đã tới đây, xem ra thằng nhãi này căn bản không có ý định nói chuyện công việc với mình, hắn muốn thiết kế một cái bẫy để mình rơi vào. Tần Thanh lặng lẽ nhắc nhở mình phải cảnh giác, nàng nhẹ giọng nói tôi giúp cậu chẳng qua là muốn trả lại cho cậu một cái nhân tình, cậu đã cứu tôi rất nhiều lần, tôi làm chuyện đó cho cậu cũng không có gì đặc biệt. Trương Dương cười tủm tỉm, có cần nói rõ như vậy không? Tần Thanh ngẩn ra, thằng nhãi này thực sự là đáng ghê tởm, việc như vậy có thể hỏi ngay trước mặt sao? Nhưng nàng cũng hiểu được, Trương Dương trước sau đã cứu tính mạng mình ba lần, chỉ sợ mình cả đời này cũng không trả được. Nàng uống một ngụm rượu, Trương Quan Nhân cũng tự chủ làm một phen so sánh tư thế uống rượu của Tần Thanh và An Ngữ Thần, rất nhanh đã đưa ra một kết luận, An Ngữ Thần thực sự rất manly cánh tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nón của tần thanh và rượu vang đỏ hỗ trợ cho nhau, tạo ra một vẻ đẹp làm người khác động tâm, buông ly rượu, lý trí bảo nàng chuyển rời chủ đề sang công việc, trương dương, có phải cậu rất không hài lòng với công việc mà huyện đã sắp xếp cho cậu hay không? Chuyện xảy ra ở bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em tạo nên ảnh hưởng thật không tốt, tôi mong rằng có cậu có thể xác định cho đúng vị trí của mình. Trương Dương khinh thường cười, tần huyện trưởng, tôi không có gì là không hài lòng cả, nếu như tôi không hài lòng, tôi sẽ không chủ động từ phòng thu hút đầu tư đi tới đây, ngài xem thường ý chí của tôi, chuyện ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngài không rõ ràng lắm, cho nên tôi cho rằng ngài không có quyền lên tiếng trong chuyện này, tôi làm chuyện gì cũng có phương pháp và nguyên tắc của mình, thân là bí thư của bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tôi hẳn là có thể lo lắng đến lợi ích của tập thể. Về phần chuyện xảy ra ở trước của chính quyền huyện, cũng không nằm trong phạm vi quản lý của tôi, thứ cho tôi nói thẳng Vấn đề đó là của ngài." Tần Thanh hiển nhiên bị sự bừa bãi của thằng nhãi này chọc giận, nàng cắn môi nói, "Trương Dương, tất cả mọi người làm việc đều vì quốc gia, không phải vì một tập thể, chuyện cậu làm quá nhỏ." "Nếu như cậu có thể xử lý tốt công việc của mình, cũng sẽ không xảy ra chuyện cổng của chính quyền huyện bị bao vây." "Trương Dương lớn tiếng nói, "Ngài có hiểu rõ tình huống không? Tôi không thích nghe những lời của tiểu nhân có dụng ý xấu hãm hại tôi có được hay không?" Những người nhà bệnh nhân này quả thực rất bất hạnh, nhưng bọn họ lại bỏ tiền ra thuê lưu manh trên xã hội, đi đến của bệnh viện làm loạn, ảnh hưởng đến công việc chữa bệnh, ẩu đả với nhân viên làm việc trong bệnh viện, nếu như một cái đơn vị, ngay cả vấn đề an toàn bản thân của nhân viên làm việc cũng không thể bảo đảm được, còn có thể tiến hành công việc được sao? Tôi nói ra cho ngài biết, tôi không phải loại người bị người ta đánh má phải, lại dơ luôn má trái cho người ta đánh, ngài không hài lòng với cách làm của tôi, cùng lắm thì có thể cách chức, dù sao đi nữa ngài cũng là huyện thái gia của cái Xuân Dương này. Trương Dương hoàn toàn tức giận, Tần Thanh ngược lại trong lòng có chút rối loạn, lại cầm chén rượu lên uống một ngụm, nàng giải thích, tôi cũng không chỉ trích cách làm của cậu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, làm việc không thể quá cấp tiến, cậu phải suy nghĩ đến ảnh hưởng về mọi mặt trên xã hội chứ, cậu phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ. Hai mắt nóng rực của Trương Dương nhìn thẳng vào Tần Thanh, Tần Thanh thấy vậy trong lòng cảm thấy hoảng loạn hắn gần từng chữ, tôi cũng không quan tâm đến cảm nhận của người khác, tôi làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, ngài cũng không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, nếu như ngài lo lắng đến cảm nhận của người khác, ngài sẽ không làm rõ quan hệ với tôi, ở trước mặt người khác giả bộ cách xa thiên lý với tôi. Tôi không có, Tần Thanh bị Trương Dương kích thích. Chị có, chị không quan tâm đến cảm nhận của tôi, tôi đã từng nói qua, tôi thích chị, chị ở trước mặt tôi làm ra vẻ lý trí, chị muốn nói cho tôi biết điều gì chỉ có biết thái độ như vậy đối với tôi là một loại vũ nhục. Tần Thanh mím môi, bỗng nhiên đứng lên. Tôi không nói chuyện với cậu nữ. Sau này có chuyện gì cần nói thì đến phòng làm việc của tôi. Nàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Trương Dương giữ cổ tay nàng lại. trong lòng Tần Thanh run lên, từ từ quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đầy căn tức nói với Trương Dương, buông ra. Trương Dương gật đầu, thả cổ tay nàng ra, thấp giọng nói, bất kể chị ngụy trang thế nào tôi đều có thể nhìn thấy nội tâm của chị. Tần Thanh đi tới trước cửa dừng lại một chút, nhẹ giọng nói tim tôi đã sớm chết rồi. Khi nói ra những lời này, lệ quang trong suốt trong đôi mắt nàng léo ra, nàng nhanh chóng đi ra ngoài của, ngẩng đầu. Trên ánh trăng khuyết trong trẻo lạnh lùng trên bầu trời đêm, lúc này trong lòng nàng là sự bàng hoàng và tịch mịch. Trương Dương nhìn Tần Thanh đứng thẳng, cuối cùng vẫn kìm nén được xúc động muốn đuổi theo nàng. Tần Thanh là một nữ nhân có lý trí và có chủ kiến, mình nếu như vẫn cứ quấn lấy khẳng định sẽ làm cho nàng phản cảm trương dương là một người cầm được bỏ được trước đó là tả hiểu tình hải lan hắn đều có thể giữ nguyên một phần lý trí đối mặt với tần thanh hắn cũng như vậy trương quan nhân tuy rằng là một người theo chủ nghĩa nam tử không hơn không kém nhưng không có nghĩa là hắn không tôn trọng phụ nữ nhất là đối với nữ nhân mình thích trương dương đều tôn trọng sau khi trương dương tính tiền một mình rời khỏi đầm cá đông pha phát hiện tần thanh cũng không có đi xa một mình dọc theo bờ sông Xuân Thủy từ từ mà đi, hắn đóng cửa xe lại, lặng lặng nhìn bóng lưng Tần Thanh. Tần Thanh ý thức được có người đang ở phía xa xa nhìn mình, xoay người nhìn hắn, đứng lại bên bờ sông. Trương Dương đi tới bên cạnh nàng, ánh mắt hai người nhìn nhau, đều mỉm cười, dường như biểu thị sự áy náy vì hành động vừa rồi, Trương Dương nói, tôi sẽ nhanh chóng đối phó với chuyện ở bệnh viện, sẽ không mang lại phiền phức cho chị. Hắn sở dĩ nói như vậy là muốn săn sóc chứ không phải tỏ ra mình yếu kém tần thanh lắc đầu nói tôi cũng không sợ phiền phức chỉ là muốn nhắc nhở cậu nàng dừng lại một chút rồi nói lý phó thị trưởng có ý định điều cậu đến giang thành vị trí trước mắt chỉ là một nơi cậu đi ngang qua nàng vốn không muốn giải thích chuyện này thế nhưng nhìn thấy hành vi quá khích của trương dương cuối cùng vẫn không nhịn được đành nói ra trương dương nói khi tôi vừa mới tiến vào con đường làm quan khát vọng trong lòng là không ngừng đi lên tôi hận không thể một bước lên trời khi đó, tôi có một cảm giác, dù có cho tôi làm chủ tịch nước tôi cũng có thể làm được. Tần Thanh không khỏi mỉm cười, tình tình của Trương Dương quả thực là như vậy. Nhưng sai đó một câu nói của An Lão đã đánh thức tôi, hắn nói cho tôi biết, người không phải làm quan to bao nhiêu, mà làm bao nhiêu chuyện. Mặc kệ là ở chức vị nào, tôi đều phải làm ra thành tích, người khác nói tôi cấp tiến cũng được, bừa bãi cũng được, tôi đều bỏ ngoài tai, tôi có nguyên tắc của chính mình, chỉ cần chuyện gì tôi cho rằng là đúng, tôi sẽ không cần suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Tần Thanh nhẹ giọng nói, người không phải làm quan to bao nhiêu, mà làm được bao nhiêu việc. Trương Dương, tôi tin rằng cậu là người làm đại sự. Trương Dương được Tần Thanh tâm bắc trong lòng đã lấy được lại thăng bằng, cảm thấy hình tượng của mình trong mắt Tần Thanh cao to nhiều lắm. Hắn thấp giọng nói, thực ra tôi cảm thấy nữ nhân không thích hợp với chính đàn, chính đàn là nơi máu tanh tàn khốc, không có năng lực chống đỡ cường đại thì không thể tiếp tục đi tiếp. Nguyên nhân hắn nói ra những lời này bởi vì hắn thực sự muốn che chở cho nữ nhân đang đứng trước mặt này. Tần thanh nhìn ánh trăng sáng mông lung, hai mắt bao phủ bởi một tầng xương khói thê lương, nàng nhẹ giọng nói cậu có biết vì sao tôi lại chọn con đường chính đàn không? Trương Dương lắc đầu, nhưng trong lòng cũng đoán được chuyện này có liên quan đến vị hôn thê lý chân dương của nàng. Tần thanh thở vào nhẹ nhõm nói tôi và Trấn Dương quen nhau ở nước ngoài, tôi đối với chính trị không có bất cứ hứng thú nào mà hứng thú của hắn đối với chính trị gần như là một loại cuồng nhiệt. Hắn đã từng nói có một ngày nào đó sẽ leo lên được đỉnh cao quyền lực của Trung Quốc. Tôi thích một cuộc sống bĩnh tĩnh tự tại, mà hắn trời thích đã thích mạo hiểm. Điều này làm cho chúng tôi rất nhanh đã xuất hiện những dạn nứt trước khi sự khủng hoảng của hai chúng tôi có có nổ ra. Hắn quay trở lại Trung Quốc như ý nguyện gia nhập vào chính đàn thành phố Giang Thành trong đôi mắt đẹp của Tần Thanh lóe lên lề quang lạnh lùng trong trẻo. Sau khi tôi trở lại Trung Quốc hắn đã trở thành thư ký của Lê Quốc chính thị trưởng Giang Thành, mà khi đó, tình cảm giữa hai chúng tôi đã có xu thế vô vị, lúc đó thậm chí cả hai tháng cũng không có lấy một cuộc điện thoại, tôi cảm thấy rất rõ ràng, tôi và hắn căn bản không có gì hợp nhau, khi đang chuẩn bị về nước đã kết thúc, tôi xuống máy bay, hắn liền mang theo hoa hồng. Cùng người nhà chờ tôi ở sân bay, hắn ở trước mặt mọi người quỳ xuống cầu hôn tôi, tôi. Tần Thanh từ từ nhắm hai mắt lại, mũi thở khe khẽ, nàng chìm đắm trong những ký ức đau khổ ngày trước, qua một lúc lâu mới thoái khỏi sự bi thương, hắn đáp ứng với tôi sau này sẽ tập trung vào tình cảm và gia đình, để cho tôi một lần nữa thấy được hy vọng, tôi quyết định cho hắn một cơ hội, thế nhưng ngay tại ngày chúng tôi tổ chức làm đám cưới, hai hàng nước mắt trong suốt của tần thành theo gò má chảy xuống, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, tung bay vào trong hư không. Trương Dương đưa cánh tay phải ra, đón lấy giọt nước mắt tung bay, dường như đón lấy sự yêu thương của Tần Thanh, sự yêu thương nhàn nhạt, nhạt này thấm vào trong da thịt của hắn đi vào sâu trong nội tâm của hắn trương dương có thể cảm nhận được sự thống khổ và bi thương mấy năm trước của tần thanh tần thanh sở dĩ tham gia chính trị không chỉ xuất phát từ sự kế thừa ý chí của lý trân dương cũng bởi vì cừu hận cha con lê quốc chính tần thanh không nói hắn cũng không muốn hỏi nhưng trương dương có thể xác định được bất kể tần thanh xảy ra chuyện gì hắn sẽ đều đứng bên cạnh tần thanh hắn sẽ vì tần thanh giải quyết tất cả phiền phức tần thanh xoay người Dáng vẻ tươi cười lộ ra sự yêu thương, "Trương Dương, tôi rất cảm ơn cậu, cậu khiến cho tôi cảm nhận được sự ấm áp đã lâu chưa có được, từ những năm trước tới nay, cậu là người duy nhất để tôi tin tưởng." Đối với Tần Thanh mà nói, có thể nói ra những lời như vậy là đáng quý rồi. Nội tâm Trương Dương kích động, hắn thốt lên, "Tôi sẽ làm cho chị bất cứ chuyện gì, tôi không muốn chỉ là người làm cho chị tin tưởng, tôi muốn nhiều hơn thế nữa." Tần Thanh từ từ lắc đầu nói, "Tôi hiểu tâm tư của cậu, Trương Dương, cậu muốn, chỉ là tôi vĩnh viễn không thể cho cậu. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to của Trương Dương, cứ để chúng ta giống bạn bè như thế có được không? Những lời này nói ra ít nhiều có chút mâu thuẫn, giống như bạn bè. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người bọn họ đã vượt qua phạm trù bạn bè? Trương Dương hấp hé môi, trong lòng chỉ có một loại ấm áp quanh quẩn, không có sao sao khát khao, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thán, mẹ nó, ông mày thăng hoa rồi audio điện tử võ tấn bền hết chương 70